Xin chào mọi người đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau khi đánh bại hồn thiên đế, thì Tiêu Viêm đã bỏ lại vợ con, mà đi theo tiếng gọi của con tim, tiến vào một vị diện không gian khác, tên là Đấu Đế Đại Lục. Khi Tiêu Viêm đến nơi, thì đã được một lão già tên là Minh Đế đón và đưa đi. Lão cũng đã cho Tiêu Viêm biết về toàn bộ tin thông tin của Đấu Đế Đại Lục. Tiêu Viêm vừa tiêu hóa xong toàn bộ tin tức về đấu khí đại lục, thì đúng lúc này, Minh Đế đột nhiên đẩy Tiêu Viêm một cái, lập tức đứng trước mặt hắn. Hàng mày cau chặt hét lớn, cẩn thận. Ngay sau đó, một đạo trưởng phong sắc bén, xen lẫn âm thanh xé gió lao thẳng đến trước mặt, đôi mắt của Minh Đế lập tức lộ ra ý lạnh, khí tức mạnh mẽ của một đấu đế tam tinh đột nhiên bùng phát, vươn tay đánh ra một trưởng, trực tiếp hóa giải công kích đột nhiên xuất hiện kia. Tiêu Viêm ổn định khí tức của mình, lực lượng linh hồn lập tức bắn ra bốn phía, dưới lực lượng linh hồn đế cảnh, không có sinh vật nào có thể thoát khỏi sự dò xét của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liền cau mày, trong nháy mắt, thân hình không chút sợ hãi, lập tức xông lên. Minh Đế nhìn thấy Tiêu Viêm không nói hai lời, trực tiếp xông đến, sắc mặt cũng có chút thay đổi, lẩm bẩm, tiểu tử này lá gan lại lớn như vậy. Ngay khi Minh Đế đang nói thầm, thân hình của Tiêu Viêm đã trở nên cực kỳ to lớn, xung quanh cơ thể hắn, mấy đạo hỏa long vườn quanh bàn tay khổng lồ của Tiêu Viêm, trực tiếp đánh thẳng đến thân cây. Bên dưới đột nhiên, một vài bóng người có chút chật vật bay ra, lơ lửng trước mắt hai người Tiêu Viêm. Hiển nhiên là bọn họ không nghĩ đến Tiêu Viêm sẽ ra tay nhanh như vậy. Đứng sau thân hình vạn trượng của Tiêu Viêm, Minh Đế nhìn thấy công của hắn, cũng không khỏi ngửa mặt lên trời lớn tiếng cười vang nói, quả nhiên là người của Tiêu tộc, vẫn luôn hiếu chiến như vậy. Hai tên tiểu tử phía sau kia, các ngươi cũng bước ra đi. Minh Đế vừa dứt lời, sau lưng liền đột nhiên xuất hiện hai người mặc giáp phục giống như Minh Đế, khí tức đều hơn xa Tiêu Viêm. Minh Đế liếc nhìn hai người sau lưng không chút tức giận nói, hai tiểu sao hỏa các ngươi, vốn dĩ muốn thử thân thủ của hắn một chút, kết quả bị đoạt mất tiên cơ, đến đây để ta xem thử xem ai lại lớn mật như vậy. Im. Tiêu Viêm nhìn hai người phía sau không khỏi giật mình, phía sau có hai người đi theo mà bản thân lại hoàn toàn không cảm nhận được. Minh Đế bình đạm nói, đây không phải lão gia tử sao, lá gan phình lên rồi sao? Sao vậy, có bản đế ở đây, người cũng muốn đánh lén chúng ta à? Trong đám người đó, kẻ lớn tuổi nhất tiến lên trước một bước, chắp tay về phía Minh Đế, ngón tay chỉ về phía Tiêu Viêm nói, Minh Đế, chúng ta không có ý đánh lén ngươi, chúng ta chỉ cảm thấy hứng thú với tên tiểu tử này, hy vọng Minh Đế tạo thuận lợi, để chúng ta mang tên tiểu tử này đi. Minh Đế không chút hoang mang, nhìn mấy bóng người chật vật phía trước, bình tĩnh nói, các người muốn cướp hắn, ngươi đừng trách ta không nói cho ngươi biết, tiểu tử này là người của Tiêu gia, không phải người mà các ngươi có thể gây chuyện, nếu như về sau, Tiêu gia tìm tới cửa, chỉ sợ y giáo của ngươi cũng chịu không nổi. Hơn nữa, y ảnh lão gia tử ngươi, dẫn theo chỉ 5 tên đấu đế nhị tinh, mà cũng dám đến trước mặt ta khiêu chiến sao? Sắc mặt lão nhân tên y ảnh khẽ thay đổi một chút, bước về phía trước một bước, nghi ngờ nói, thật sao? Hắn là người của Tiêu tộc sao? Ngươi mang theo người của Tiêu tộc làm gì? Ngươi rõ ràng đang lừa gạt ta, với lại, đấu đế nhị tinh thì đã sao? Tiểu tử này chẳng qua chỉ là đấu đế nhất tinh mà thôi, mình lão gia tử, không bằng ngươi giao hắn cho chúng ta, tất cả mọi người bình an vô sự, thế nào? Minh Đế vừa trừng mắt quát lớn, giao cái mẹ mày à, cút xa một chút cho ta. Y ma giáo các ngươi cũng không phải đối thủ của Thiên Minh cốc chúng ta. Y ảnh nghe xong lập tức nổi trận lôi đình đáp, không phải là đối thủ, ta cũng phải đoạt được. Trong ngươi tên tiểu tử này có thiên hỏa, dù cho có liều cái mạng này cũng phải đoạt tới. Các huynh đệ động thủ. Khuôn mặt Tiêu Viêm siết lại lẩm bẩm, thiên hỏa sao? Thiên hỏa trong miệng bọn họ rất có thể là dị hỏa trong người hắn. Xem ra có lẽ dị hỏa của hắn đã bị mấy người kia phát hiện, mà cũng không ngờ rằng những người này lại có thể điều tra ra sự tồn tại của dị hỏa nhanh như vậy. Nhưng ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Tiêu Viêm, Minh Đế lại nhẹ nhàng nói, không ngờ, tiểu tử ngươi, lại có thiên hỏa, tiểu tử cẩn thận một chút. Tiêu Viêm nghe vậy thì không mảy may nản chí, ngược lại, quang mang trong tay hắn chấn động, trọng xích rực rỡ nhanh chóng xuất hiện, những kẻ ở phía đối diện vừa thấy trọng xích, liền chấn kinh thốt lên, thiên hỏa hàng cổ xích, đây là thiên hỏa hàng cổ xích, không ngờ, tiểu tử này lại có thể lĩnh ngộ loại binh khí này. Tiêu Viêm không nhiều lời, mà trực tiếp xông tới. Hắn có thể cảm nhận được sát ý trên người những người kia, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thấy Tiêu Viêm xuất thủ, hai người đứng phía sau Minh Đế cũng xông lên, một người hét lớn, Minh Diễm trưởng, thủ ấn kim sắc khổng lồ cấp tốc hình thành trên không trung, phanh một tiếng, một trưởng đánh xuống, một tên ở phía đối diện trực tiếp bị đánh đến thổ huyết, phải cấp tốc lùi lại. Tiêu Viêm cũng đánh đến, đối phương lại tiếp tục phải thối lui, có ba người liên thủ, chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã đánh lui mấy tên, mà hình như những người kia cũng chưa xuất toàn lực, dường như có phần kiêng kỵ Minh Đế đang đứng chắp tay phía sau Tiêu Viêm. Minh Đế vẫn chưa xuất thủ, mà mỉm cười xem Tiêu Viêm chiến đấu, rồi trượt ngửa đầu cười nói, danh tiếng của thiên hỏa quả nhiên không giả, hôm nay, thật sự đã khiến lão phu được mở rộng tầm mắt, sắc mặt y lão già thì có chút khó coi, bây giờ, phía Tiêu Viêm và Minh Đế xuất hiện hai đấu đế nhị tinh, lại thêm Minh Đế thực lực đấu đế tam tinh, so với dự đoán lão ta, thì mạnh hơn mình, lúc này đây, hiển nhiên phía y ảnh lão nhân là không có phần thắng, lão ta biết rõ điều này, liền hừ rét một tiếng, không cam lòng nói, sớm muộn gì, chúng ta cũng sớm cướp được thiên hỏa, tiểu tử, sau này còn gặp lại. Chúng ta đi, dứt lời, y ảnh lập tức biến mất trong không gian. Tiêu Viêm nghe những lời oan độc kia của lão ta, thì cũng không có chút sợ hãi, trên mặt đều là ý cười, hắn nói, bất cứ lúc nào cũng phụng bồi. Đợt khi mấy người y ảnh lão nhân vừa rút khỏi, Tiêu Viêm mới chậm rãi hạ xuống. Lúc này, Minh Đế xoay người nhìn hai cường giả độc nhiên xuất hiện, hai tiểu tử, các ngươi mực mực đi theo ta, chính là tìm cơ hội xuất thủ sao? Người kia nghe thế, thì giả ngu cười cười,
Minh Đế cũng không nói gì nữa, mà lại chỉ vào Tiêu Viêm giới thiệu, đây chính là vị đấu đến duy nhất trong ngàn năm qua của đại lục đấu khí đại lục, Tiêu Viêm, người của Tiêu tộc. Nói đến đây, lão lại chỉ vào hai người giới thiệu với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, hai vị này đều là những đệ tử trong cốc mà ta đắc ý nhất, vừa mới tấn cấp đấu đế nhị tinh, người có vẻ lạnh lùng này là đại đệ tử Vân Phong, người bộ dạng chất phác này là nhị đệ tử Hùng Nguyên. Lúc đầu bọn họ theo đến là muốn thể hiện thân thủ một chút, không ngờ lại bị ngươi vượt lên trước. Nào, mọi người làm quen một chút đi. Tiêu Viêm nghe vậy thì chắp tay nói, bái kiến hai vị tiền bối. Vân Phong nghe hắn nói thì chỉ khoác tay, Hùng Nguyên lại nhiệt tình hơn nhiều, vừa đỡ tay Tiêu Viêm lên vừa nói, tiểu huynh đệ Tiêu Viêm không cần đa lễ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói, tạ tiền bối. Hiện tại những người ở trước mặt này ai mà không phải tiền bối của hắn chứ, dù sao thì Tiêu Viêm cũng là cường giả đấu đến duy nhất của ngàn năm, bối phận lại thấp nhất, lại thêm thực lực không bằng người, ngay cả người kém nhất hắn cũng đều phải gọi một tiếng tiền bối. Ở đại lục này thực lực cũng là vi tôn. Minh Đế khẽ gật đầu rồi nói, Tiêu Viêm, xem ra hành tung của ngươi đã bị lộ, chúng ta phải nhanh chóng quay về, tránh dẫn tới các phiền phức không cần thiết thì hơn. Lời này của Minh Đế vừa dứt, Tiêu Viêm bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc đối phương là người của thế lực nào, nhanh như vậy đã biết được hành tung của hắn, vì cái gì mà bọn họ lại để ý đến một đấu đế nhất tinh nhỏ nhoi như hắn chứ, lại đến cùng là ai đã tiết lộ hành tung của hắn đây. Trong khi Tiêu Viêm còn đang suy tư, một tay Minh Đế đã bắt lấy bả vai của hắn, trong tay kia lại hiện ra một hòn đá kỳ dị, quang mang từ hòn đá tỏa ra, bốn người liền biến mất khỏi không trung phía trên vùng rừng rậm. Thiên Minh gốc tọa lạc trên đỉnh núi Đế Mạch, đứng trên không cúi xuống nhìn mây khói lượn lờ, một vệt cầu vồng treo giữa không trung, ngọn núi chia làm bốn tầng kiến trúc, lần lượt là đài tinh thần, đấu trường so tài, điện tấn cấp, cung đấu kỹ. Những nơi này đều có phong cảnh đặc biệt của riêng mình, cả bốn kiến trúc đều to lớn, khiến người ta nhìn mà choáng ngợp. Trong đó Thiên Minh cốc chính là kiến trúc hùng vĩ nhất, những phòng ốc khác đều mang đặc sắc riêng, phòng ốc tạo thành hình tròn, mỗi một căn phòng đều có một trận pháp kỳ dị có tác dụng phụ trợ tu luyện. Trong Thiên Minh cốc, người đến người đi âm thanh luận bàn không ngừng vang lên. Lúc này trên đỉnh núi Thiên Minh cốc, vài tia ánh sáng màu lam hiện lên, bóng dáng của đám người Tiêu Viêm lập tức xuất hiện trên không. Vừa xuất hiện liền có người lao đến, hiển nhiên là sợ có địch nhân xâm phạm. Ở Đế Châu có năm thế lực lớn, theo thứ tự là Tiêu tộc, Thiên Minh cốc, Diệt tộc, Huyễn Hữu tộc, Y Ma giáo. Năm thế lực lớn này mỗi thế lực đều chiếm cứ một phương, ngoại trừ Tiêu tộc cùng Thiên Minh cốc có quan hệ không tệ ra, các thế lực còn trở lại đối chọi nhau rất gay gắt, cướp đoạt tài nguyên lẫn nhau, quan hệ đương nhiên sẽ không quá hòa hợp. Chính vì vậy việc phòng ngự tuyệt đối không thể lơi lỏng. Đám người tập trung tinh thần nhìn thấy người đến là Minh Đế, lập tức cúi người nói, bái kiến tổ tiên. Minh Đế phất tay ra hiệu cho bọn họ không cần đa lễ, bất chợt hỏi, ta ra ngoài khoảng thời gian này trong cốc có xảy ra chuyện gì hay không? Gần đây có vẻ như mấy thế lực lớn có chút dục dịch, vừa rồi khi đang trở về Y Ma giáo lại ngang nhiên ra tay, e rằng việc này không đơn giản như vậy. Bọn họ hướng về Tiêu Viêm hay là mục đích thực sự là hướng về Thiên Minh cốc? Việc này khiến Minh Đế không khỏi có chút bận tâm. Đám người kia đứng lên, trong ba gã nam tử, một nam tử đứng giữa tiến lên chắp tay bẩm báo nói, tổ tiên rời đi, những ngày gần đây chúng ta thật sự từng phát sinh xung đột với một vài thế lực, nhưng may mắn thực lực của đối phương không mạnh, thêm vào đó có Tiêu trưởng lão tương trợ, cuối cùng những thế lực này đều bị đánh lui. Trong đó còn có hai thế lực lớn là Y Ma giáo cùng Huyễn Yêu tộc tham dự, những người khác đều là một vài bang phái nhỏ nhưng không tạo thành uy hiếp gì. Nghe đến hai thế lực lớn Y Ma giáo cùng Huyễn Yêu tộc, Minh Đế lập tức cau mày, liền hướng về phía Hùng Nguyên phía sau nói, Hùng Nguyên, người mang Tiêu Viêm đi tham quan trước một chút, ta đi xử lý một vài chuyện. Hùng Nguyên gật đầu, Minh Đế liền dẫn ba người rời đi, Vân Phong đứng phía sau cũng chậm rãi rời đi. Hùng Nguyên thật thà mỉm cười nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tham quan Thiên Minh cốc một chút. Tiêu Viêm nghe vậy liền đáp, được, làm phiền tiền bối Hùng Nguyên. Hùng Nguyên cười gật đầu, thái độ cực kỳ thân mật cởi mở nói, nếu Tiêu Viêm huynh đệ không chê, chúng ta liền gọi nhau huynh đệ đi. Tiền bối nghe không được tự nhiên cho lắm. Trong cốc, một vài tia sáng chiếu xuống, phong cảnh tươi đẹp của Thiên Minh cốc càng được hiển lộ rõ hơn. Hùng Nguyên dẫn Tiêu Viêm chậm rãi bước đến, người xung quanh nhao nhao ném đến ánh mắt khác thường, đệ tử Thiên Minh cốc đều mặc y phục giống nhau, Tiêu Viêm mặc quần áo khác loại, tự nhiên khiến không ít người chú ý, nhưng mà có Hùng Nguyên ở bên cạnh làm bạn, ngược lại không ai tiến đến hỏi thăm, thỉnh thoảng còn nghe thấy một vài người cung kính hành lễ vấn an Hùng Nguyên, bởi vì Hùng Nguyên cởi mở, cho nên ở trong cốc cũng tương đối được hoan nghênh. Trong nháy mắt, bọn họ đã đi đến một nơi được gọi là Đài Tinh Thần. Cấu tạo của Đài Tinh Thần khiến Tiêu Viêm giật nảy mình, Đài Tinh Thần giống như một ngọn núi nhỏ, lơ lửng giữa không trung, diện tích không nhỏ, thỉnh thoảng còn có không ít người lui tới. Hùng Nguyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Viêm, cũng không lấy gì làm lạ, nghĩ đến bộ dáng không tiền đồ trước kia của bản thân khi mới đến, trong lòng cũng dâng lên một tia hoài niệm. Hùng Nguyên nhẹ nhàng nói, đi thôi, ta dẫn ngươi lên đó nhìn một cái. Tiêu Viêm cũng theo sát phía sau, sau đó, đập vào mắt hắn, là vô số người đang ngồi xếp bằng trong đó, trên người mỗi người đều tỏa ra hào quang đẹp mắt, vô số khí tức cường hãn đập vào mặt, toàn bộ Đài Tinh Thần giống như mặt hồ gợn sóng, có không ít người xếp bằng tu luyện, trên thân đều tản ra hào quang chói sáng. Tiêu Viêm có chút rung động, quy mô tu luyện khổng lồ như thế, bản thân vẫn là lần đầu tiên thấy được. Ánh mắt hắn đảo qua, cuối cùng dừng lại trên một tấm bia đá, ba chữ Đài Tinh Thần ánh lên hào quang lóng lánh đập vào mắt Tiêu Viêm. Sau đó hắn theo sau Hùng Nguyên bước vào bên trong Đài Tinh Thần, một loại năng lượng kỳ dị ùn ùn kéo đến, đấu khí trong cơ thể của hắn lại có một tia dao động tăng lên. Hùng Nguyên giới thiệu với Tiêu Viêm, Đài Tinh Thần là nơi để đệ tử trong Thiên Minh gốc tu luyện, mỗi người đệ tử
đều có vị trí riêng của mình, người ngoài không được tùy tiện tiến vào. Một khi tiến vào, sẽ quấy rầy người tu luyện, đương nhiên, cũng sẽ xảy ra phân tranh, nhưng nếu thực lực của ngươi đủ áp đảo người tu luyện, cũng sẽ không người nào dám nói xấu. Từ ngoài vào trong của đài tinh thần, thực lực càng mạnh, càng đi sâu vào trong. Đài tinh thần cũng là một kiến trúc quan trọng của Thiên Minh Cốc. Đài tinh thần chia làm 12 tầng, vùng trung tâm nhất, ngay cả Minh Đế cũng không dám ở lâu. Bình thường, chỉ lưu lại một canh giờ liền phải rời đi. Có thể thấy được, năng lượng ở trung tâm đáng sợ đến mức nào. Hai người Tiêu Viêm đang đứng ở tầng ngoài cùng, ngược lại không chịu ảnh hưởng gì. Ngay khi Tiêu Viêm theo sau Hồng Nguyên nhìn cảnh quan xung quanh, một vị thanh niên, khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ, tiến về phía hai người Tiêu Viêm nói: "Hồng Nguyên sư ca, có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không? Cái đố kỹ này, ta có chút không rõ cho lắm." Dựa vào tính cách của Hồng Nguyên, đương nhiên sẽ không từ chối. Trong Thiên Minh Cốc, chỉ cần không có quan hệ thù địch với Hồng Nguyên, đều thích tìm Hồng Nguyên. Từ sau khi Hồng Nguyên tấn cấp đấu đế nhị tinh, những người trước kia có chút bất mãn với hắn, cũng nhiều thêm vài phần kính sợ. Hồng Nguyên cười tủm tỉm tiếp nhận quyển trục trong tay, thanh niên không chút do dự, nhìn một chút, lập tức làm mẫu nhiều lần cho thanh niên xem, đồng thời, cực kỳ kiên nhẫn giảng dạy những điểm quan trọng cho thanh niên. Tiêu Viêm nhìn Hồng Nguyên không nhịn được cười cười, sau khi Hồng Nguyên bắt đầu chỉ điểm, Tiêu Viêm liền một mình tham quan phong cảnh đài tinh thần. Tiêu Viêm bước đi ngược lại, không chú ý nơi mình đang đứng, một thanh niên với khuôn mặt hung ác, nhìn thấy Tiêu Viêm bước vào khu vực tu luyện của mình, lớn tiếng quát: "Này tiểu tử, đây là địa bàn của ta, ngươi cút ra ngoài cho ta, tiến thêm một bước, ta đánh gãy chân ngươi." Thanh niên này tên Ngô Vĩnh, nổi tiếng bá đạo, hơn nữa, thực lực cũng không yếu, đã đạt đến đấu đế nhất tinh trùng kỳ. Theo suy đoán của hắn, qua mấy trăm năm nữa, Ngô Vĩnh có thể tấn cấp đấu đế nhị tinh, đấu đế nhị tinh ở trong tộc cũng tương đối có địa vị. Tiêu Viêm đối với sự mắng chửi này, ngược lại không hề có phản ứng gì, giống như không hề nghe thấy, liền xoay người muốn rời đi. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, thanh niên ngồi phía xa đột nhiên đứng bật dậy, khuôn mặt lóe lên một tia sát ý, nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm, lạnh lùng nói: "Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao?" Tiêu Viêm nghe thấy thanh niên lên tiếng, chậm rãi xoay người lại, khí tức của người thanh niên này đương nhiên không thoát khỏi sự dò xét lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm, dựa vào những tin tức mà Minh Đế truyền cho hắn, trong lòng Tiêu Viêm âm thầm suy đoán, người thanh niên này chắc hẳn đã đạt đến đấu đế nhất tinh trùng kỳ. Tiêu Viêm nhướng mày một cái, khuôn mặt bình tĩnh nói: "Tại sao ta phải nghe?" Người thanh niên nhìn khuôn mặt tỉnh táo của Tiêu Viêm, cũng không nhịn được khẽ giật mình, trong Thiên Minh Cốc, ai bị gã gọi lại mà vẫn còn thong dong như vậy được chứ? Khóe miệng thanh niên lộ ra một đường cong quỷ dị, ngược lại, gã muốn thử xem thanh niên mặc áo đen trước mắt này có loại lực lượng ra sao, lại dám nói chuyện với gã khiêu khích như thế. Thanh niên cười khẩy, bá đạo nói: "Tiểu tử rất can đảm, mới đến sao? Xông vào địa bàn của ta, còn dám mạnh miệng như vậy, xem ra rất có thực lực, tiểu tử cuồng vọng, có ra luận bàn một chút không?" Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một đấu đế nhất tinh sơ kỳ, trong mắt hắn giống như con sâu con kiến, không chút uy hiếp. Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt lóe lên một tia không vui, ngược lại không hề sợ hãi, nhìn thanh niên phách lối trước mắt, nhiệt huyết trong cơ thể bắt đầu sôi trào, chiến đấu. Hắn đã lâu không được giao chiến một trận thỏa thích, Tiêu Viêm cũng rất muốn thử xem, mấy chục năm tu luyện ở đấu khí đại lục, hắn đã đạt đến tầng nào, đấu đế nhất tinh trung kỳ, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Trong nháy mắt, khát vọng chiến đấu dâng lên trong lòng Tiêu Viêm, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, khẽ gật đầu. Thanh niên cười lớn, đúng là một tên tiểu tử cuồng vọng, nhất tinh sơ kỳ, lại dám càn rỡ như thế, vậy ta sẽ cho ngươi hiểu biết một chút, cái gì gọi là thực lực đấu đế nhất tinh trung kỳ. Tiêu Viêm mỉm cười nhún vai, giang tay ra nghi ngờ nói: "Nhưng hình như trên tấm bia kia có viết nơi này cấm tranh đấu." Thanh niên liếc nhìn Tiêu Viêm nói: "Nơi này không được, chẳng lẽ đấu trường so tài còn không được hay sao? Có gan thì đi theo ta." Hùng Nguyên chỉ đạo xong, phát hiện Tiêu Viêm đã sớm không đứng bên cạnh hắn, nhưng khí tức của Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không thoát khỏi sự thăm dò của Hùng Nguyên. Sao lại đến đấu trường? E rằng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hùng Nguyên sợ Tiêu Viêm xảy ra chuyện, vội vàng bay về phía đấu trường. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng: "Viêm đế chi thân!" Thân thể của Tiêu Viêm lập tức bành trướng, trở thành người khổng lồ cao vạn trượng. Xung quanh thân thể có vô số hỏa long vây quanh, nhìn qua có chút kỳ dị. Ngô Vĩnh cũng không chịu thua, buông ra thân thể đấu đế của bản thân, bành trướng lên từng chút, một bàn tay mang theo âm thanh xé gió lao đến. Tiêu Viêm thấy vậy cũng không hề trốn tránh, trực tiếp đánh ra một quyền đón nhận công kích của đối phương, một tiếng bùm trầm thấp vang lên, trong không khí, qua một vòng năng lượng mà mắt thường có thể nhìn thấy, hai bóng người vạn trượng thoáng chốc lùi về sau mấy bước, khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười, khuôn mặt Ngô Vĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Không có khả năng, Ngô Vĩnh sao có thể không kinh ngạc? Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là đấu đế nhất tinh sơ kỳ, lại có thể giao chiến trực diện với người có thực lực trung kỳ như mình. Nếu việc này truyền ra ngoài, gã còn mặt mũi gì? Đấu đế nhất tinh trung kỳ bình thường đều không phải đối thủ của gã, huống chi tên tiểu tử toàn thân bốc lửa trước mắt. Nhìn toàn thân Tiêu Viêm bị hỏa long vây quanh, trong lòng Ngô Vĩnh không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Tiêu Viêm quát lớn một tiếng: "Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng!" Trong nháy mắt, bàn tay hắn bành trướng lên gấp mấy lần, hỏa long ngưng tụ trong lòng bàn tay, một trường ấn to lớn đánh mạnh về phía Ngô Vĩnh. Sắc mặt Ngô Vĩnh khẽ biến đổi một chút, một thanh trường thương dài vạn trượng lập tức xuất hiện trong nháy mắt. Cùng lúc đó, gã vội vã quát lên: "Đế Tật Thương!" Một thương ảnh to lớn hiện lên, hai luồng năng lượng va chạm. Lúc này, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng của Tiêu Viêm lập tức tan vỡ. Trên khuôn mặt Ngô Vĩnh lộ ra một tia đắc ý, sau khi đánh tan công kích của Tiêu Viêm, trực tiếp đâm thẳng trường về phía Tiêu Viêm. Đột nhiên, một thanh cự xích to lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, nhanh chóng chặn lại công kích từ thanh trường thương kia. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, thân hình Ngô Vĩnh bị chấn lui về sau mấy bước, sắc mặt gã lạnh lùng âm hiểm, nhìn chằm chằm vũ khí.
vừa xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên sau lưng hai người, dừng tay, thân hình Ngô Vĩnh nhịn không được run lên, chính là giọng nói của Hùng Nguyên. Sắc mặt Hùng Nguyên cực kỳ khó coi nói, Ngô Vĩnh, ngươi đang làm gì, còn không mau chóng dừng tay lại cho ta, nếu Tiêu Viêm có bất kỳ sơ suất gì, ta làm sao mà ăn nói với Minh Đế đây. Ngô Vĩnh nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn tức giận của Hùng Nguyên, gã lập tức cúi đầu, Hùng Nguyên vừa lên tiếng, gã lập tức không dám tấn công nữa. Lúc này, Tiêu Viêm lại cười nói, ha ha ha, Hùng Nguyên huynh, vị sư huynh này chỉ đang cùng ta luận bàn một chút, không có ý tổn thương ta, xin Hùng Nguyên huynh đừng trách cứ hắn. Nghe Tiêu Viêm nói, Ngô Vĩnh lập tức đỏ mặt. Hùng Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, Tiêu Viêm, ngươi không cần nói tốt cho hắn, tính cách của tiểu tử này, ta hiểu rất rõ. Sau đó, Hùng Nguyên lập tức nhìn về phía Ngô Vĩnh đang cúi đầu im lặng, tức giận quát lớn, Ngô Vĩnh, ngươi có biết hắn là người của Tiêu tộc hay không? Người của Tiêu tộc, vừa nghe được mấy từ này, Ngô Vĩnh lập tức bị dọa đến run lên, ngay cả tổ tiên của mình cũng không dám mạo hiểm trêu chọc Tiêu tộc, nếu Tiêu Viêm thật sự trách tội, e rằng ngay cả Minh Đế cũng không giữ được gã. Hùng Nguyên hừ lạnh nói, may mà Tiêu Viêm huynh đệ không trách tội ngươi, nếu không, ngươi cũng không có khả năng đứng đây nói chuyện với ta, chẳng qua là, ngươi vẫn nên chịu chút trừng phạt, đến Yêu Cốc chịu phạt một năm đi. Yêu Cốc là nơi mà Thiên Minh Cốc mở ra, chuyên để trừng phạt những đệ tử vi phạm kỷ luật, trong đó, có vô số quái thú, nhưng đều chỉ là giả lập, những đệ tử vào đó chịu phạt, sẽ phải nhận hầu hết nỗi khổ ra thịt. Ngô Vĩnh không dám nói lời nào, đành phải gật đầu. Tiêu Viêm cũng khôi phục thân hình, đón biết Yêu Cốc mà Hùng Nguyên nhắc đến hơn phân nửa sẽ không phải nơi tốt đẹp gì, lắc đầu nói, Hùng Nguyên huynh vẫn là bỏ đi, chỉ là luận bàn bình thường thôi, không cần phải trừng phạt vị sư huynh này. Hùng Nguyên nhìn thoáng qua Ngô Vĩnh đang ủ rũ cúi đầu, thở dài một hơi, rồi để cho Ngô Vĩnh tự mình rời đi. Hắn không nghĩ đến bản thân chỉ tách ra một lúc liền xảy ra việc như vậy, nếu vừa rồi Tiêu Viêm bị thương, vậy hắn làm sao giải thích với Minh Đế, Tiêu lão đầu còn đang ở trong cốc chờ đón người. Hùng Nguyên lắc đầu cười khổ một tiếng. Hùng Nguyên nói, Tiêu Viêm huynh đệ không có việc gì thì tốt rồi, đấu trường này cũng đã tham quan, ta tiếp tục dẫn người đi xem cung đấu kỹ, cùng với điện tấn cấp. Sau khi Hùng Nguyên dẫn Tiêu Viêm tham quan toàn bộ phong cảnh trong cốc, sắc trời cũng góp phần tối xuống. Đây là ngày đầu tiên Tiêu Viêm đến Đấu Đế Đại Lục, một ngày này lại dấy lên khát vọng đã nhiều năm chưa từng xuất hiện trong lòng hắn, đó là nhanh chóng đề cao thực lực của bản thân. Trăng tròn như chiếc mâm bạc, bầu trời đầy sao, trong đài tinh thần giữa tầng mây cao vút, Tiêu Viêm nằm ở nơi cao nhất. Đúng lúc này, Hùng Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi, huynh đệ, đang suy nghĩ gì? Hùng Nguyên cũng học theo Tiêu Viêm, nằm xuống ngước nhìn bầu trời đầy sao. Tiêu Viêm nhàn nhạt thở dài, còn có thể suy nghĩ việc gì? Đương nhiên là nhớ nhà, chẳng lẽ ngươi không nhớ nhà sao? Hùng Nguyên mỉm cười, lập tức lắc đầu đáp, ta không nhớ nhà, bởi vì ta không có nhà, chỉ có nơi này mới là nhà của ta, ta chỉ là một phần tử bị gia tộc vứt bỏ, ta cần gì phải hoài niệm. Đúng rồi, huynh đệ, ta nói cho ngươi biết, ngươi đã đến nơi này, vậy sẽ không thể trở về Đấu Khí Đại Lục được nữa. Tiêu Viêm nghe xong lập tức bị dọa đến bật dậy, có phải Minh Đế đã quên nói việc này với hắn hay không? Tiêu Viêm lập tức kinh ngạc hét lớn, không thể nào, không thể trở về được sao? Nếu như vậy, chẳng phải ta sẽ không được gặp lại người nhà ta nữa hay sao? Hùng Nguyên nhìn thần sắc kinh ngạc của Tiêu Viêm, nhếch miệng mỉm cười nói, thật ra cũng không phải không có cách nào, chỉ là đến bây giờ, vẫn chưa có người làm được mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức buông tảng đá trong lòng, ít ra vẫn còn có biện pháp. Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi hỏi, không biết là biện pháp gì, xin tiền bối nhất định phải nói cho ta biết. Hùng Nguyên lộ ra nét mặt nhẹ nhàng cười nói, thật ra, biện pháp này rất đơn giản, đó chính là vượt qua Đấu Đế. Sau đó việc gì cũng dễ nói hơn, nhưng ngươi cũng đã biết, ngàn vạn năm này, cũng chỉ có một người vượt qua Đấu Đế, đồng thời, sáng tạo ra không gian này. Độ khó việc này cũng có thể nghĩ đến, trái tim Tiêu Viêm đập mạnh, thầm than, thôi xong rồi, lúc trước hắn từ những tin tức mà Minh Đế truyền cho, hắn biết được, muốn vượt qua Đấu Đế khó khăn đến mức nào, không đề cập đến độ khó, chỉ mỗi thời gian tu luyện, cũng đã khiến Tiêu Viêm không thể chấp nhận được, trong lòng Tiêu Viêm trở nên ảm đạm, nghĩ đến việc có khả năng không còn gặp lại người thân, Tiêu Viêm không có cách nào bình tĩnh được, trải qua biết bao gian nan cực khổ, cuối cùng mới có được một gia đình như vậy. Nói không gặp được, liền không còn gặp được, Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ khổ sở. Sớm biết sẽ như vậy, hắn tấn cấp Đế Đấu Đế bỏ đi này làm gì chứ? Sau một lúc, hắn liền có thể lấy lại được sự bình tĩnh. Mấy chục năm qua, hắn đã trải qua vô số lần tuyệt vọng, từng bước một mà đi lên, tự nhiên cũng đúc thành tính cách kiên cường. Tiêu Viêm bắt đầu tràn đầy kiên nghị, hạ quyết tâm, mặc kệ nó đi, vượt qua Đấu Đế, liền có thể trở về. Vậy thì phải cố gắng mà vượt qua, chí ít còn có chút hy vọng. Hùng Nguyên thấy hắn chỉ trong nháy mắt đã khôi phục vẻ tự tin, liền sững sờ. Chẳng lẽ tiểu tử này nắm chắc vượt qua Đấu Đế sao? Không thể nào. Suốt bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu thiên tài, cũng giống như Tiêu Viêm bây giờ. Lúc bắt đầu thì tràn đầy tin tưởng, rồi từ từ sau đó, cũng bắt đầu tuyệt vọng. Qua một đêm nói chuyện phiếm với Hùng Nguyên, Tiêu Viêm hiện tại đã biết được không ít. Ở Đấu Đế Đại Lục, ngay cả cái chức nghiệp luyện dược sư, cũng trở nên quỷ dị vô thường, phẩm cấp đan dược đã kinh biến đến mức vô hạn. Có lẽ, vị cường giả trước mặt ngươi, chính là do đan dược biến thành, một loại đan dược vô cùng thần bí. Tiêu Viêm có thể tập trung linh khí trong trời đất, sinh ra linh thức của bản thân, loại linh thức này có lẽ sẽ vượt qua người thường, bởi vậy, hắn cũng biết, ở Đấu Đế Đại Lục rộng lớn này, ngay cả đan dược cũng không dễ trêu chọc, có luyện dược sư, đương nhiên sẽ không thiếu vật dùng để luyện dược. Trên Đấu Đế Đại Lục, có một thứ được coi như là dị hỏa của Đấu Khí Đại Lục, nhưng nó cũng không thể đánh đồng với dị hỏa. Ở Đấu Khí Đại Lục, Viêm Đế là dị hỏa xếp thứ nhất, thì ở đây, nó căn bản cũng không được xếp hạng, chỉ như vậy, cũng đủ để thấy uy lực của thứ kia lớn đến mức nào.
Ngọn lửa này được gọi là thiên hỏa. Đương nhiên, trên đấu đế đại lục cũng không phải chỉ có thiên hỏa này bá đạo, có một thứ gọi là tương sinh, tương khắc, có dương tức có âm tất có linh. Đấu đế đại lục có ba kỳ, đây là ba loại vật thể, được xưng là ba kỳ vật, kỳ thứ nhất thiên hỏa, kỳ thứ hai quỷ linh, kỳ thứ ba linh ấn. Ba kỳ này là vật mà người người tha thiết nhớ mong, chúng có thể khiến người biến thành cường giả, chân đạp vạn người chỉ trong một đêm, cũng có thể khiến người biến mất khỏi địa ngục này trong nháy mắt. Thế nhưng, đây là thứ chỉ có thể gặp, không thể cầu, bởi vậy, người có được ba kỳ vật này cũng chỉ lắp đác đến trên đầu ngón tay. Một đêm này đã khiến Tiêu Viêm biết, thứ được xếp vào hàng đỉnh phong ở đấu khí đại lục, ở đây lại không đáng một đồng. Mỗi người đều có kỳ ngộ và số mệnh khác nhau, hôm nay, có lẽ ngươi không đáng một đồng, ngày mai lại có thể một đêm thành hùng. Một đêm cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, mà trời đỏ rực như gương mặt của một đứa trẻ xấu hổ dần mọc lên. Tiêu Viêm và Hùng Nguyên liền cùng đi xuống như thường lệ. Mỗi buổi sáng, tất cả đệ tử trong Thiên Minh Cốc đều sẽ đến thao trường tỉ thí với nhau. Đây là lệ cũ của Thiên Minh Cốc. Ở thao trường này, ngươi có thể lựa chọn đối thủ thực lực tương đương để luận bàn, thu hoạch thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này, trong thao trường rộng lớn, đấu kỹ ngũ sắc rực rỡ liên tục được thả ra, những âm thanh chiến đấu ầm ầm liên tiếp bộc phát, vang vọng khắp một vùng trời. Tiêu Viêm nhịn không được mà mím môi. Nhiều đấu đến như vậy tập trung lại tỉ thí với nhau, tràng diện chiến đấu có chút khiến người ta phải líu lưỡi. Phóng tầm mắt nhìn khắp thao trường, đệ tử Thiên Minh Cốc có không dưới ngàn người, với đội hình như vậy, khó trách lại có thể chen vào thế lực đứng đầu ở Đế Châu. Cảm ứng được từng đạo khí tức tỏa ra, Tiêu Viêm vô cùng tò mò đánh giá những loại đấu kỹ kia. Đột nhiên, từ đằng xa, một thân ảnh mặc trang phục thi đấu tiến về phía hai người. Hắn nhìn Hùng Nguyên một chút, rồi hỏi, nhị sư ca, tiểu tử này là người mới tới hả? Nhìn thấy Hùng Nguyên không nói gì, thanh niên này liền trực tiếp đưa ra lời đề nghị đối với Tiêu Viêm. Tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta luận bàn một chút được không? Lúc này, Hùng Nguyên mới lên tiếng, ta nói ngươi tốt nhất đừng bắt nạt người mới, nếu thích thì cùng ta luận bàn, thấy sao? Thanh niên liên tục khoát tay, lắc đầu, thực lực của Hùng Nguyên rõ ràng là mạnh hơn hắn không ít. Tiêu Viêm ngược lại là cười cười đáp ứng nói, Hùng Nguyên sư huynh, không có gì đáng ngại, vị sư huynh này đã mời, ta cũng không thể làm hắn mất hứng. Hùng Nguyên bỗng cảm thấy khó xử, hắn sợ vị sư đệ này làm Tiêu Viêm bị thương, nhưng mà thấy bộ dáng hiện tại của Tiêu Viêm, quả là tìm không ra lý do để ngăn trở, bất đắc dĩ đành phải nói, chuyện này thôi cũng được, nhưng mà các ngươi nên biết điểm dừng. Rồi Hùng Nguyên nhìn Tiêu Viêm giới thiệu nói, vị kia tên là Mộc Phong. Tiêu Viêm gật gật đầu, chắp tay nói, Mộc Phong sư huynh, xin chỉ giáo. Mộc Phong ngửa đầu phóng khoáng cười nói, thật sảng khoái, hôm nay nhất định sẽ cùng vị sư đệ này hào hào đánh một trận. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, nhất thời khí tức hai người không giữ lại chút nào, liền phóng thích ra ngoài. Mộc Phong không nói thêm lời nào, thân hình liền giống như quỷ mị, phảng phất dung nhập với vũ khí. Tiêu Viêm thì lại đứng bất động, âm thầm đem linh hồn lực trải rộng ra. Mộc Phong cùng Ngô Vĩnh đều là nhất tinh đấu đế trung kỳ, tựa hồ còn mạnh hơn Ngô Vĩnh một chút. Khí tức hùng hồn từ giữa sân càn quét ra, đấu khí màu đỏ sậm đem thân thể Mộc Phong bao bọc lại, một cỗ áp bách vô hình làm cho một số người có thực lực hơi yếu hô hấp cũng có chút khó khăn. Đây chính là khí tức nhất tinh đầu đến trung kỳ sao? Lúc này tại quảng trường, không ít người sắc mặt đều có chút biến ảo, ánh mắt cũng tràn ngập ngưng trọng. Thực lực nhất tinh đấu đế trung kỳ thế này tại bên trong Thiên Minh Cốc cũng đã có thể tính là một cường giả rồi. Lúc này một đạo quyền phong sắc bén mang theo lực lượng cường hãng hướng thẳng mà Tiêu Viêm đánh tới. Khi quyền phong vừa đến thì thân ảnh Tiêu Viêm đột nhiên biến mất. Trong lòng Mộc Phong lúc này mới cảm thấy kinh hãi, kinh nghiệm hắn phong phú, lập tức biết Tiêu Viêm cũng không phải một người dễ đối phó. Lúc này trên không trung, Tiêu Viêm nhanh chóng hiện lên, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo năng lượng hình trụ to lớn quát, Hoàng Tuyền Chỉ. Mộc Phong cũng không thua kém, lập tức bộc phát ra đấu khí màu đỏ sậm giống như hỏa diễm lượn lờ quanh thân, sau đó nhảy vọt lên trên trời, không khác gì chim ưng chụp mồi, sắc mặt âm hàn. Song quyền ngưng lại, quát lớn, không biết trời cao đất rộng là gì, quang dị liệt. Trong tay Mộc Phong, quang mang thủ ấn lập tức đại phát, với một tốc độ kinh người hình thành một khối năng lượng thể màu đen kịt bắn mạnh về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, ngón tay trỏ bắn ra một cỗ năng lượng to lớn hình trụ ngưng tụ thành một đầu rồng khổng lồ phóng tới đối diện. Trực tiếp với khối năng lượng đen kịt kia, hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau, trong nháy mắt vang lên một tiếng nổ cực kỳ chói tai. Tiêu Viêm bị lực lượng của đối phương chấn lùi mấy bước, khiến máu từ khóe miệng Tiêu Viêm khẽ chảy ra. Hùng Nguyên xem xét tình hình, đang chuẩn bị xông lên trước ngăn cản, nhưng hắn vừa mới bước ra một bước liền bị Tiêu Viêm ngăn lại. Tiêu Viêm khóe miệng hiện lên một tia chiến ý, nhàn nhạt nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu thôi, đã rất lâu không được chiến đấu như thế rồi. Hùng Nguyên sư huynh, không có gì đáng ngại, trong lúc luận bàn bị thương là chuyện rất bình thường mà. Mộc Phong lập tức trợn mắt há hốc mồm, hắn từ trước cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kẻ nào ngoan cường như Tiêu Viêm, không, có thể nói là kẻ ngu ngốc như Tiêu Viêm mới đúng, biết rõ rằng chính mình không địch lại mà còn muốn liều chết, nếu như mình sử dụng toàn bộ thực lực, sợ là Tiêu Viêm hắn phải thổ huyết mà chết. Ngay lúc này, Tiêu Viêm quát lớn lên một tiếng, Tịch Diệt Hỏa Liên, vô số hỏa đoàn kỳ dị lập tức từ trong thân thể Tiêu Viêm bay ra từng cái, bắt đầu dung hợp lại. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, những người xung quanh đều kinh hãi không thôi. Tại đấu đế đại lục này, chỉ có luyện dược sư mới có năng lực ngưng tụ hỏa diễm, nhưng vì sao lại dung hợp nhiều hỏa diễm với nhau như vậy? Hơn nữa, một người tại sao lại có nhiều hỏa diễm đến thế chứ? Thấy một màn này, các đệ tử Thiên Minh Cốc cũng tràn đầy kinh hãi thốt lên. Luyện dược sư bên phiến đại lục này, từ trước đến nay, vô cùng hiếm hoi, mà vật hiếm thì thường quý. Cho nên, mỗi vị luyện dược sư ở đây, địa vị cũng là 10 phần hiển hách, không ai dại dột lại đi trêu chọc một vị luyện dược sư cả, trừ khi hắn là đồ đần.
Lúc này, Mộc Phong trong lòng cuồng vọng, cũng vì vậy mà thu liễm đi rất nhiều. Tiêu Viêm từ khi đạt được Đà Xá cổ đế truyền thừa, hiện tại dung hợp dị hỏa đã không cần đến phần quyết nữa. Dù bản thân không muốn bại lộ ra mình có dị hỏa, nhưng nếu không dùng dị hỏa, sợ là rất khó địch lại Mộc Phong. Mộc Phong cũng cảm giác được khí tức Tiêu Viêm, trong nháy mắt phát sinh cái biến cực lớn, nên cũng không dám coi thường, lập tức tung ra đòn sát thủ của mình. Mặc kệ kết cục như thế nào, bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy, khí tức đối thủ đủ để khiến cho hắn cảm thấy một áp lực cường đại. Hắn quát lớn, nghịch đế chi lực, đây là đòn sát thủ của Mộc Phong. Thân thể hắn chậm rãi xuất hiện màu vàng kim nhạt, khí tức cũng đột nhiên tăng vọt. Ngay lúc này, Tiêu Viêm đang nâng một hỏa cầu to bằng nửa căn phòng, bay lơ lửng tại không trung, khí tức vô cùng khủng bố. Sau đó, ném mạnh hỏa cầu về phía Mộc Phong, hai luồng năng lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, năng lượng ba động từng vòng tạo thành một lớp màng khói bụi, bao phủ hai người Tiêu Viêm cùng Mộc Phong trong đó. Hầu như tất cả mọi người, trừ một số người có thực lực mạnh, là còn có thể chống đỡ, tiếp tục quan sát trận chiến, còn lại đều là vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết. Khói bụi dần dần tán đi, hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện, y phục trên người Mộc Phong đều bị hỏa cầu của Tiêu Viêm đốt sạch, chỉ có thể dùng đấu khí ngưng tụ, hình thành lớp áo giáp che khuất phần hạ thể, mà Tiêu Viêm tựa hồ có chút tốt hơn, mặt ngoài thân thể ngược lại không giống Mộc Phong, y phục chỉ lộn xộn một chút, tựa như không có gì trở ngại. Hai người dĩ nhiên đánh ngang tay, kết quả này vượt xa khỏi dự kiến của mọi người. Mộc Phong mặc dù tư chất bình thường, nhưng cũng có được mấy ngàn năm tu hành, mà lại là tu luyện hết sức chăm chỉ, tại cấp bậc nhất tinh đấu đế trung kỳ, cũng thuộc top những người nổi bật. Thế mà, cùng một tên sao hỏa nhất tinh đấu đế sơ kỳ, lại chỉ đánh ngang tay, cho nên, là ai cũng sẽ kinh ngạc. Hai người đứng đối diện ôm quyền, Mộc Phong thản nhiên nói, Tiêu Viêm huynh đệ thực lực quả nhiên không phải tầm thường, không biết vừa rồi, Tiêu Viêm huynh đệ đột nhiên xuất hiện hỏa đoàn, là thứ gì vậy? Tiêu Viêm tất nhiên không thể tùy ý nói ra dị hỏa của mình, cho nên thuận miệng nói, à, thứ này chỉ là vũ khí bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt cả, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề nói, Mộc Phong huynh đệ, hôm nay chúng ta dừng lại tại đây đi, ta còn có việc phải đi, hôm nào rảnh rỗi lại tiếp tục cùng huynh luận bàn. Đột nhiên, một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, khiến Tiêu Viêm khẽ giật mình, ngẩng đầu hướng lên đài cao nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy sự kích động, không nói hai lời, thân hình Tiêu Viêm lập tức quỳ xuống nói, tiểu tử Tiêu Viêm, bái kiến tổ tiên. Tại thời điểm tiếng vỗ tay vang lên, Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được huyết mạch chính mình rung động, ngay tại thời điểm đầu gối Tiêu Viêm vừa mới chạm đất, liền được một cỗ lực lượng đỡ lên, một vị lão già nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn nói, tốt lắm, không ngờ, Tiêu gia ta lại có một đấu đế nữa sinh ra, rất tốt, không cần đa lễ, đi theo ta đến Tiêu tộc một chuyến. Lời nói vừa dứt, lão liền nắm lấy bả vai Tiêu Viêm, muốn mang người rời đi, thì lúc này, Minh đế trong nháy mắt đã xuất hiện cạnh Tiêu Viêm, không nhanh không chậm, giọng điệu có chút bất mãn nói, ta nói này, Tiêu lão đầu, Tiêu Viêm là ta đón về, tuy nói hắn là hậu nhân của Tiêu gia, nhưng ta muốn thu hắn là đệ tử của Thiên Minh Cốc, ngươi là sao có thể mang hắn đi dễ dàng như vậy được. Nghe những lời này, tổ tiên Tiêu Viêm liền nghiêng đầu nói, Minh lão đầu, hắn là người của Tiêu gia, là ta nhờ ngươi đi đón, sao có thể để hắn lưu lại đây được. Tiêu Viêm chúng ta đi. Vị tổ tiên này của Tiêu Viêm chính là Tiêu gia đời thứ 25, cũng coi như là nguyên lão của Tiêu gia, tên là Tiêu Long, tại Tiêu tộc có địa vị rất cao, là Tiêu tộc tam trưởng lão, giống như Minh đế, thực lực đạt tam tinh đấu đế, tại Đế Châu cũng là một cường giả nổi bật, cùng với Minh đế có quan hệ rất tốt. Tiêu Viêm đến đại lục này, trong gia tộc liền cảm ứng được, vì sự an toàn của Tiêu Viêm, gia tộc cố ý an bài người có thực lực mạnh mẽ, là Tiêu Long đi tiếp ứng. Thời điểm đi ngang qua Thiên Minh Cốc, tiện đường ghé thăm Minh Đế, không ngờ, đúng lúc đụng phải mấy vị trưởng lão Thiên Minh Cốc, đang chơi đánh bài, chơi xì rách, sập sám hay mậu binh gì đó. Tiêu Long trong lòng vốn rất mê đánh bài, liền lập tức gia nhập, còn thở là còn gỡ, liền không thể dừng chơi tiếp được, nên ủy thác cho Minh Đế hỗ trợ đi tiếp ứng Tiêu Viêm. Hiện tại, khi Minh Đế nói muốn đem Tiêu Viêm thu làm đệ tử Thiên Minh Cốc, hắn làm sao có thể đồng ý. Lúc này, Minh Đế vội vàng tiến lên một bước, tay khoác lên trên người Tiêu Long cười nói, lão huynh, ngươi xem chúng ta là quan hệ như thế nào, việc này ta còn muốn đa tạ ngươi, đã để ta thay ngươi đi đón tiểu tử này nha, đúng không? Ngươi nhìn trong cốc ta, nhân tài như Tiêu Viêm tiểu đệ có được mấy người, trước hết làm ký danh đệ tử trong cốc, về sau, nếu như Tiêu Viêm tiểu huynh đệ nguyện ý, có thể chính thức trở thành đệ tử Thiên Minh Cốc ta. Tiêu lão đầu, ngươi thấy vậy có được không? Tiêu Long cười khổ một tiếng, bèn trong miệng lẩm bẩm nói, ai mà thèm làm đệ tử cái Thiên Minh Cốc nhà ngươi. Sau đó nghĩ thế nào lại nói tiếp, nhưng mà chúng ta là lão bằng hữu đã lâu, nên ta cấp cho ngươi một cái mặt mũi, nhưng việc này đều phải nghe theo Tiêu Viêm định đoạt. Lúc này, Tiêu Long cùng Minh Đế đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm chờ đáp án. Nhìn thấy Minh Đế cùng Tiêu Long như vậy, Tiêu Viêm liền mỉm cười với Minh Đế nói lớn, tiền bối nói gì vậy, việc này tiểu tử cầu còn không được ấy chứ. Nghe vậy, trong lòng Minh Đế lại thêm một tia vui mừng nói, tốt, từ hôm nay, Tiêu Viêm sẽ là ký danh đệ tử Thiên Minh Cốc chúng ta. Tiêu Long lúc này cũng là không nói gì thêm, Minh Đế nói xong, liền lấy từ trong người ra một mảnh đá màu xanh ngọc, đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn một chút, lại không biết nó là cái vật gì, nhưng Tiêu Long nhìn thấy mảnh đá đó lại giống lên nói, úi, Minh lão đầu, xem ra, ngươi còn rất phóng khoáng nha, ngay cả la bàn cũng lấy ra cho được. Minh Đế nghe xong nói lớn, ta nói Tiêu lão đầu ngươi, đây là có ý gì, dèm pha ta sao, ta vẫn luôn đối với ngươi rất hào phóng mà. La bàn này ta không phải cũng đưa cho ngươi sao? Tiêu Long chép miệng nói, hình xem khối của ta không có tốt như khối này, ngươi xem ra có chút thiên vị Tiêu Viêm nha. Minh Đế dậm chân một cái nói, ngươi,
Hừ, không tốt thì trả lại cho ta. Tiêu Long lui về phía sau một bước đáp, trên tay ta liền là của ta, dựa vào cái gì muốn ta trả lại cho ngươi? Ngươi, mà thôi, không cùng ngươi so đo nữa. Đến đây Tiêu Viêm, ta nói với người cách dùng la bàn này, trực tiếp hướng tới Tiêu Viêm giới thiệu, mảnh đá này có thể nói là vật vô cùng chân quý. Đệ tử Thiên Minh Cốc bình thường sẽ không có mảnh đá này, tên là la bàn. Tại toàn bộ đấu đế đại lục cũng chỉ có Thiên Minh Cốc là chế tạo được. Chế tạo thứ này vô cùng phức tạp, sử dụng lại vô cùng đơn giản. Kỳ thật, đây chính là một truyền thống trận cỡ nhỏ. Ngươi đem đấu khí của người truyền vào bên trong, nó sẽ xuất hiện một chùm quang đoàn ghi nhớ vị trí hiện tại của ngươi. Chỉ cần ngươi không phải đang ở một nơi đặc thù, thì liền có thể trong tích tắc truyền tống trở về. Tiêu Viêm nghe vậy cũng không khỏi giật mình nói, quả là đồ tốt, không ngờ đấu đế đại lục này lại có nhiều loại đồ vật kỳ lạ hiếm thấy như vậy. Dựa theo lời Minh Đế nói, Tiêu Viêm liền thận trọng truyền đấu khí vào trong la bàn. Một quang đoàn màu lam lập tức bị phân giải ra, tại bề ngoài la bàn liền ghi chép lại vị trí Tiêu Viêm đang đứng. Sau đó hắn bay ra cách đó một đoạn khá xa, chỉ sau một tí ý niệm hắn đã xuất hiện ở chỗ vừa được la bàn đánh dấu. Thấy vậy, Tiêu Viêm có hứng nói, thật thần kỳ, thứ này quả nhiên hữu dụng. Có thứ này không chỉ có thể giảm bớt thời gian phi hành, hiệu suất đạt được cũng vô cùng lớn, dùng để truy sát cùng với chạy trốn cũng rất tốt. Đa tạ Minh Đế. Minh Đế cười khoác tay biểu thị không có gì. Lúc này Tiêu Long đã xé mở một khe hở không gian, rồi nói với Tiêu Viêm, chúng ta đi thôi, còn có rất nhiều chuyện phải làm đấy. Tiêu Viêm gật gật đầu, hướng Minh Đế và Hùng Nguyên cung kính chắp tay, sau đó nhanh chóng theo Tiêu Long tiến vào bên trong khe hở. Tiến vào khe hở này, một cỗ áp lực không gian mãnh liệt liền hướng Tiêu Viêm đè xuống. Tiêu Viêm chợt biến sắc, uy áp này so với bên trong thông đạo lúc hắn mới đến đây thì lớn hơn rất nhiều, đã vượt qua cực hạn của hắn. Tiêu Long nhìn thấy Tiêu Viêm có thể tiến vào vết nứt không gian này, đã là không tệ, hài lòng vung tay lên, tạo thành một màng ủng hộ vây quanh thân thể Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm mới thoải mái thở phào một hơi. Ngay lúc này, đột nhiên Tiêu Long hướng đến Tiêu Viêm hỏi, ngươi vừa rồi sử dụng là loại hỏa diễm gì vậy? Thấy vậy, Tiêu Viêm liền đáp, trên đấu khí đại lục, nghe nói hỏa diễm này được sinh ra giữa thiên địa tự nhiên, tên là dị hỏa. Tiểu tử may mắn thu được mà thôi. Tiêu Long nghe xong thì biến sắc, hơi cau mày, sau đó bắt lấy cánh tay Tiêu Viêm, đấu khí lập tức lọt qua lớp phòng ngự của Tiêu Viêm, trực tiếp tràn vào thân thể hắn, miệng lẩm bẩm nói. Quả nhiên, hành động của Tiêu Long làm cho Tiêu Viêm có chút mơ hồ, liền lên tiếng hỏi, tổ tiên, có cái gì không đúng sao? Tiêu Long thở dài một hơi nói, dị hỏa sao? Tiểu tử, kỳ thật trong cơ thể ngươi cũng không phải như ngươi gọi là dị hỏa. Đấu khí đại lục, từ khi nào lại xuất hiện loại hỏa diễm này nhỉ? Tiêu Viêm khẽ giật mình, nghi ngờ nói, dị hỏa, chẳng lẽ không phải từ năng lượng thiên địa tự nhiên tạo thành sao? Tiêu Long lập tức cười nói, dị hỏa trong cơ thể người, thật ra là một đóa thiên hỏa ở trên lục địa này, nhưng mà uy lực của nó bị giảm xuống mà thôi. Thân thể Tiêu Viêm đột nhiên rung động nói, uy lực bị giảm xuống, dị hỏa đã là thứ tồn tại đỉnh cao trong thiên địa. Nói như vậy, thực lực chân chính của dị hỏa còn mạnh hơn nữa sao? Dị hỏa này đến tột cùng là có lai lịch gì? Lúc này, Tiêu Long liền kéo tay áo, duỗi thẳng cánh tay của mình ra, thình lình xuất hiện một vết sẹo bỏng thật lớn. Lão nói đến thiên hỏa, thật đúng là việc xấu trong nha. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng kinh ngạc nhìn vết sẹo thầm nghĩ, tam tinh đấu đế có năng lực khôi phục thân thể cực kỳ cường hãn, vì sao vết sẹo do bỏng lửa này lại xuất hiện trên tay tổ tiên? Tiêu Long để Tiêu Viêm nhìn một chút, sau đó kéo áo bảo xuống, lập tức nói, ngươi nhìn vết sẹo này đi, chính là bị dị hỏa trong tay ngươi đốt đó, mà mấy đóa dị hỏa trong tay ngươi, kỳ thật cũng chỉ là một đóa mà thôi, tại đấu đế đại lục, mọi người còn gọi nó là thiên hỏa, mà đóa thiên hỏa trong tay ngươi, kỳ thật chính là xếp hạng thứ nhất trong Tiêu gia, trên toàn bộ đại lục cũng nằm thứ hạng 18 của bảng xếp hạng thiên hỏa, tên của nó là Hỗn Độn Thánh Diễm. Tiêu Viêm hoảng sợ nói, là Hỗn Độn Thánh Diễm sao? Hỗn Độn Thánh Diễm, cái tên này là lần đầu tiên hắn nghe nói, tất cả dị hỏa của mình lại vốn là đến từ cùng một đóa thiên hỏa, tụ tập cùng một chỗ, vì cái gì lại không có dấu hiệu dung hợp? Chuyện này khiến cho Tiêu Viêm có chút nghĩ không thông, bàn tay khẽ động, liền xuất ra một đoàn hỏa diễm huyễn lệ trên tay, nhìn một chút, sau đó hướng Tiêu Long hỏi, Hỗn Độn Thánh Diễm, vì sao lại phân hóa thành nhiều hỏa diễm như vậy? Tiêu Long thở dài một hơi nói về dị hỏa, ở đấu khí đại lục lọt vào tay ngươi, chỉ sợ lại là một loại duyên phận. Về phần tại sao lại chia làm nhiều hỏa diễm như vậy, vậy thì phải kể từ việc xấu trong nhà đến đây, chúng ta đi gặp nhị trưởng lão, sau đó sẽ nói cho ngươi biết thêm một số sự tình. Lúc này, một tòa thành thị treo lơ lửng giữa bầu trời chậm rãi xuất hiện. Tiêu Viêm kinh hãi nói, thành thị lớn như thế, linh hồn lực của mình thế mà không phát hiện ra, toàn cảnh ven đường đều là kiến trúc hoa lệ cao ngất, xem ra tại đấu đế đại lục, Tiêu gia có vẻ như cực kỳ phồn vinh. Tiêu Long hướng Tiêu Viêm giới thiệu, những kiến trúc khác biệt này có đấu giá điện, đấu kỹ điện, học đường điện, đủ loại điện đường, khiến Tiêu Viêm có chút hoa mắt, mà kiến trúc hùng vĩ nhất trong thành, dĩ nhiên chính là Tiêu tộc chủ điện. Tiến vào trong điện, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, hắn cùng với mỗi người ở đây đều có một tia huyết mạch ba động, không ít tộc nhân nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, không ngừng ném đến những ánh mắt hiếu kỳ. Đối với những ánh mắt kỳ dị này, Tiêu Viêm cũng không quan tâm, tiếp tục đi theo Tiêu Long, bước vào đại sảnh của kiến trúc trung tâm, xuyên qua mấy con đường nhỏ, liền đến đại sảnh lớn nhất của trung tâm. Vừa bước vào đại sảnh, vài nguồn khí tức mạnh mẽ đập vào mặt, tâm thần Tiêu Viêm không khỏi chấn động một cái, ngay cả Minh Đế cũng không so được với những luồng khí tức này. Mấy vị lão già ngồi trong đại sảnh, Tiêu Viêm đảo qua một lượt, liền khom người hành lễ, tiểu tử Viêm trở bái kiếm mấy vị tổ tiên. Người ngồi giữa đại điện vung áo bào nói, không cần đa lễ, ngồi đi. Người này tên Tiêu Lập, là nguyên lão cấp bậc trưởng lão bên trong Tiêu tộc, nhưng cũng không phải thủy tổ của Tiêu tộc, thủy tổ Tiêu tộc tên Tiêu Dao,
Sở dĩ Tiêu Tộc có thể là một số hai ở Đế Châu, tất cả là nhờ vị thủy tổ Tiêu Dao này. Nếu không có vị thủy tổ này, Tiêu Tộc cũng không có khả năng thịnh vượng đến vậy. Có thể thấy, thực lực của lão kinh khủng đến nhường nào. Nhưng 500 năm qua, chưa ai từng nhìn thấy vị thủy tổ này. Không ai biết lão đã đến nơi nào tu hành. Hiện tại, trong Tiêu Tộc, Tiêu Lập là người đứng đầu, là nhị trưởng lão, địa vị cao hơn Tiêu Long. Tất cả mọi việc trong tộc đều do lão quyết định. Tiêu Viêm không chút do dự, trực tiếp đi về phía vị trí cách bản thân gần nhất ngồi xuống. Tiêu Long đến gần Tiêu Lập nói nhỏ bên tai Tiêu Lập. Tiêu Lập liền nhíu mày, rồi lại khôi phục. Tiêu Long xoay người lại, ngồi vào bên phải Tiêu Lập. Tiêu Lập mỉm cười nói, Tiêu Viêm, ta lấy thân phận chủ nhân Tiêu Tộc, đại biểu toàn bộ Tiêu Tộc, hoan nghênh ngươi bước vào Đấu Đế Đại Lục. Tiêu Viêm vội vàng đáp lễ, đa tạ tổ tiên. Lão già đột nhiên trầm giọng hỏi, chắc hẳn ngươi cũng biết, trong cơ thể ngươi có hỗn độn thánh diễm phải không? Tiêu Viêm gật đầu. Tất cả trưởng lão trong đại sảnh nghe thấy bốn chữ hỗn độn thánh diễm, ánh mắt phun tia lửa cực nóng kỳ dị. Các trưởng lão hai mắt nhìn nhau, rồi xoay nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Hỗn độn thánh diễm, Tiêu Lập đột nhiên đứng bật dậy nói với tất cả các trưởng lão, mọi người rời đi trước đi, ta có chút việc phải nói với Tiêu Viêm tiểu bối. Tất cả mọi người bao gồm cả Tiêu Long đều đứng dậy cung kính đáp lời, vâng, sau đó lập tức thoái lui. Bên trong đại sảnh chỉ còn lại Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập. Tiêu Lập đi đến bên cạnh Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói, Tiêu Viêm tiểu bối, người có biết tình huống của hỗn độn thánh diễm bên trong cơ thể người hay không? Tiêu Viêm gật đầu nói, vừa rồi tổ tiên Tiêu Long đã nói một chút cho vãn bối biết những tin tức về hạch tâm của hỗn độn thánh diễm, vãn bối vẫn không hiểu lắm. Tiêu Lập gật đầu mỉm cười nói, thật ra hỗn độn thánh diễm này thật sự có rất nhiều bí mật, hiện tại ngươi là chủ nhân của nó, ngươi cũng phải biết một ít việc về hỗn độn thánh diễm này. Khi nói chuyện, Tiêu Lập vung tay lên, một đoàn ánh sáng từ trong tay lão bắn về phía mi tâm của Tiêu Viêm. Trong đầu Tiêu Viêm lập việc xuất hiện tình cảnh khi một vị trưởng lão Tiêu Tộc phản bội vào ngàn vạn năm trước. Lúc ấy vị trưởng lão này chính là người sở hữu hỗn độn thánh diễm. Người này có dã tâm cực lớn, mưu toan chiếm đoạt toàn bộ Tiêu Tộc, nhưng thực lực của tất cả trưởng lão Tiêu Tộc đều không kém. Chính vì vậy, song phương bắt đầu chiến đấu trên quy mô lớn, tham chiến kịch liệt. Cuối cùng, hỗn độn thánh diễm, bởi vì mấy vị trưởng lão tự bạo, mở ra một thông đạo không gian, đưa nó đến Đấu Khí Đại Lục. Hỗn độn thánh diễm không biết vì nguyên nhân gì lại bị phân thành các loại dị hỏa trên Đấu Khí Đại Lục. Nhưng hỗn độn thánh diễm này, bởi vì không được nguyên khí đấu để hỗ trợ, uy lực chậm rãi suy yếu. Nhưng sau khi đến Đấu Đế Đại Lục, những dị hỏa này lại có chút ngao ngoai dục dịch, chẳng qua đều bị Đế Viêm xếp hàng đầu áp xuống. Dù sao thì Tiêu Viêm cũng đạt được lực lượng Đế Viêm truyền thừa mạnh nhất, đương nhiên có khả năng khống chế hỗn độn thánh diễm ở Đấu Đế Đại Lục. Sau khi hấp thụ nguyên khí đấu đế, không ngừng cường hóa năng lực của bản thân, đồng thời khi trưởng thành đến giai đoạn nhất định, sẽ làm cho người sở hữu đạt được một loại năng lực thiên hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Hỗn độn thánh diễm tại Đấu Đế Đại Lục, loại thiên hỏa này cực kỳ nổi danh. Từ thời viễn cổ, hỗn độn thánh diễm xếp hạng thứ 18 trên bảng xếp hạng thiên hỏa tại Đấu Đế Đại Lục, là một tồn tại tương đối khủng bố. Tiêu Tộc có tất cả 3 đóa thiên hỏa trong các gia tộc ở thành Đế Châu, xem như rất tốt, nhưng thiên hỏa này đều bị các thế lực xung quanh ngấp nghé. Nhưng Tiêu Tộc trung quy vẫn là gia tộc viễn cổ, có một vài trận pháp bảo vệ gia tộc do tổ tiên truyền xuống, không dễ dàng bị các thế lực ngấp nghé. Đây chính là nguyên nhân khiến bọn họ không dám tùy tiện hành động. Hỗn độn thánh diễm chính là thiên hỏa xếp hạng thứ nhất trong Tiêu Tộc. Những tin tức liên quan hỗn độn thánh diễm không ngừng tràn vào trong đầu Tiêu Viêm. Sau khi xem toàn bộ thông tin, trong lòng Tiêu Viêm cảm khái vạn phần. Xem ra địch nhân lớn nhất của Tiêu Tộc trước kia chính là dị hỏa trong người mình. Tiêu Viêm chậm rãi mở to mắt, hắn vạn lần không nghĩ tới, dị hỏa mà bản thân vất vả thu thập ở Đấu Khí Đại Lục, lại là một đóa thiên hỏa trên Đấu Đế Đại Lục. Nếu cơ thể hắn có thể dung hợp toàn bộ dị hỏa thành cái gọi là hỗn độn thánh diễm, thì sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào? Tiêu Lập mỉm cười, bình thản nói, được rồi, hiện tại người cũng đã hiểu hết rồi. Còn về phần hỗn độn thánh diễm trong cơ thể ngươi, phải do bản thân ngươi tự cảm ngộ ra. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi nhìn một vật trước, chắc hẳn ngươi rất quen thuộc vật này. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hai người bước ra khỏi đại điện, bay đi với tốc độ chậm chậm. Bàn tay Tiêu Lập vuốt ve hai cái tiểu cầu, tiểu cầu này lại tỏa ra một loại khí tức dị dạng. Tiêu Lập nghiêng đầu sang chỗ khác nói, Tiêu Viêm tiểu bối, ngươi nhìn phương xa xem, ngươi từng nhìn thấy vật kia chưa? Tiêu Viêm nhìn theo phương hướng mà Tiêu Lập chỉ, lập tức giật nảy mình. Cách đó không xa, một tòa kim tháp trôi nổi tại chân trời. Tiêu Viêm chợt mở to mắt, kinh ngạc nói, cái này, đây không phải thiên phần luyện khí tháp hay sao? Tại sao nó lại ở nơi này? Tiêu Lập cười ha ha, bình tĩnh nói, cái tháp này hình như là do người đưa tới. Trong khi nói chuyện, thân hình Tiêu Viêm đã đến trước tháp luyện khí, miệng lẩm bẩm, cái tháp này chẳng lẽ có linh tính? Trong lòng Tiêu Viêm run lên, hồi tưởng một chút, chẳng lẽ lúc ấy vật này là do Vẫn Lạc Tâm Viêm biến thành? Nhưng nếu vật này năm đó là do Vẫn Lạc Tâm Viêm biến thành, thì tại sao bản thân lại không cảm nhận được khí tức của Vẫn Lạc Tâm Viêm? Lúc này Tiêu Viêm có chút ngây ra, ngay cả hắn cũng không hiểu được kim tháp đột nhiên tới này là chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát cái tháp này, dựa vào hình dạng thì đây thực sự là thiên phần luyện khí tháp trong học viện Già Nam. Tiêu Viêm lại tiến về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tháp, đột nhiên ánh sáng trước mắt chấn động, thu nhỏ tháp lại với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, một vật to lớn biến thành kích cỡ bằng bàn tay, chậm rãi lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Lập đứng sau lưng Tiêu Viêm cũng thoáng chút kinh ngạc, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục vuốt ve hai viên cầu mang theo khí tức phi thường trong tay kia. Tiêu Viêm nhìn tiểu tháp lơ lửng trước mắt, chậm rãi nắm chặt tiểu tháp trong tay, trong lòng lập tức kích động không thôi. Vừa nắm chặt thứ này trong tay, một cỗ khí tức cường đại khiến trong lòng Tiêu Viêm run lên. Cái tháp này tuyệt đối là vật phi phàm,
Hơn nữa, còn có thể thu nhỏ tùy thân mang theo. Việc này khiến Tiêu Viêm mừng rỡ không thôi. Sau khi kích động cùng vui vẻ, Tiêu Viêm lại cảm thấy nghi hoặc. Cuối cùng thì cái tháp này có phải tháp thiên phần luyện khí trong học viện Già Nam hay không? Nếu phải, vậy nó đến đấu đế đại lục bằng cách nào? Nếu không phải, thì nó là cái gì? Tại sao lại giống thiên phần luyện khí tháp như đúc? Hơn nữa, còn có thể thu nhỏ bằng kích cỡ bàn tay. Tiêu Viêm lập tức hỏi Tiêu Lập, cái tháp này là cái gì? Tiêu Lập không trả lời được. Cái tháp này đến đấu đế đại lục cùng với Tiêu Viêm, nhưng nó đến thẳng Tiêu tộc. Khi thứ này xuất hiện, tộc nhân đều có chút kinh ngạc, bởi vì cả hai đều đến từ đấu khí đại lục, tháp này lại mang theo khí tức của Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm tới, cái tháp này lại đột nhiên xuất hiện, cho nên Tiêu Lập cũng xem như thứ này theo chân Tiêu Viêm đến đây. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, cái tháp này nhìn như thiên phần luyện khí tháp, nhưng khí tức phát ra từ trong tháp cũng không phải của thiên phần luyện khí tháp. Việc này khiến khuôn mặt Tiêu Viêm lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu Lập mỉm cười nói, mà thôi, đừng nghi ngờ cái tháp này, xem ra là có duyên với ngươi, ngươi lấy về từ từ nghiên cứu đi, ngươi vừa đến thế giới xa lạ này, khả năng có chút không thích ứng, về nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, cất kỹ tòa tháp, lập tức đột nhiên nhớ đến một việc. Tiêu Viêm vừa đến nơi này, liền gặp được một việc không thể tưởng tượng được, có lẽ vị lão già trước mắt có thể giải thích nghi hoặc giúp hắn. Tiêu Viêm mở lời, khoan đã tổ tiên tiền bối, con có một việc muốn hỏi một chút. Tiêu Lập vắt tay ra hiệu mời Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm hỏi, không biết tổ tiên làm sao biết được, ta sẽ đến. Tiêu Lập nhìn vẻ mặt cực kỳ cảnh giác của Tiêu Viêm, mỉm cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ con cháu hậu bối của ta đều không có năng lực cảm ứng được hay sao? Tiêu Viêm giải thích nói, không phải, tiểu bối không phải có ý này. Hôm qua, trên đường đến đây, tiểu bối bị một vài người không rõ đánh lén, là trước đó đã mai phục sẵn hướng về của tiểu bối, cho nên, tiểu bối có chút nghi ngờ. Sắc mặt Tiêu Lập có chút khó coi, đánh lén, hướng về phía ngươi, là ai ngươi biết không? Vì sao vừa rồi Tiêu Long không nói với ta? Hành tung của Tiêu Viêm, chỉ có trưởng lão Tiêu gia biết, chẳng lẽ là... Tiêu Viêm cứng đờ, người đón hắn không phải Tiêu Long, mà là Minh Đế. Minh Đế có nói cho Tiêu Long hay không, Tiêu Viêm cũng không biết, cho nên, có lẽ Tiêu Long còn chưa biết việc bản thân hắn bị đánh lén. Tiêu Viêm trả lời, là Y Ma Giáo, được gọi là Y Lão Gia Tử gì đó. Tiêu Lập suy nghĩ một lát rồi nói với Tiêu Viêm, là hắn, dựa vào hắn cũng dám làm như vậy. Tiêu Viêm, việc này ta sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng quá, trong một năm, ngươi tận lực đừng đi ra ngoài, chờ sau năm sau, khi vào tộc tịch, ta lại phái người, đưa ngươi đi tu hành. Tiêu Viêm gật đầu, chợt nghĩ đến một chuyện của Tiêu Huyền. Vội hỏi, đúng rồi, còn có một chuyện, xin được hỏi tổ tiên một chút, chỉ có một vệt linh hồn ấn ký, còn có thể phục sinh hay không? Tiêu Lập nghe vậy, lông mày dựng ngược lên một cái, vuốt râu lẩm bẩm nói, chỉ còn lại một vệt linh hồn ấn ký, việc này không dễ xử lý, người này rất quan trọng hay sao? Tiêu Viêm trịnh trọng gật đầu, cũng là tộc nhân của Tiêu gia, vì để cho tiểu bối có thể tấn cấp đấu đế, khiến linh hồn tiêu tan, tổ tiên có biện pháp gì hay không? Tiêu Lập gật đầu nói, biện pháp thì có, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của ngươi, khó còn hơn lên trời. Tiêu Viêm nghe thấy có biện pháp, trong lòng vui vẻ. Tiêu Viêm vội vàng hỏi, biện pháp gì, xin tổ tiên nói cho ta biết, vãn bối không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải phục sinh cho tổ tiên Tiêu Huyền. Tiêu Lập nghe tên Tiêu Huyền, cũng khẽ giật mình, nhíu mày suy nghĩ một chút, Tiêu Huyền sao, tên này lại nghe quen như vậy, nhưng trong chốc lát lại nhớ không ra. Tiêu Lập nói với Tiêu Viêm, biện pháp chỉ có một cái, ngươi hẳn phải biết dược tộc đúng không? Nghe đến dược tộc, Tiêu Viêm lại rất rõ ràng, vội vàng gật đầu, ta biết. Tiêu Lập gật đầu nói, biện pháp phục sinh, chỉ có dược tộc có biện pháp, như bọn họ có chịu giúp ngươi hay không, thì ta không biết, dược tộc ở phía Tây Nam. Nếu ngươi muốn, ta sẽ phái người đi thông báo. Tiêu Viêm liền nói, không cần, ta muốn dựa vào sức mình. Nghe thế, Tiêu Lập cũng không nói gì thêm. Đột nhiên, mảnh không gian này bắt đầu rung động. Lúc này một người nhanh chóng chạy đến, sắc mặt vô cùng khó coi, một chân quỳ xuống bẩm báo, bẩn trưởng lão, nhị thú trụ trong phong ấn đang chấn động kịch liệt, mau mau đi xem một chút đi, phong ấn sắp không chống đỡ nổi nữa. Khuôn mặt mỉm cười của Tiêu Lập lập tức biến sắc nói, cái gì? Lão không nói hai lời, bàn chân liền điểm vào hư không rời đi. Tiêu Viêm lập tức triển khai thân hình, theo sát phía sau, chỉ vài giây đồng hồ, liền đi đến một nơi cực kỳ hẻo lánh của Tiêu tộc, nơi xa liền thấy mấy cây trụ chống trời, mỗi cây đều đang run rẩy, giống như đang thừa nhận kích thích gì đó. Mảnh không gian này bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số công trình kiến trúc nhao nhao rơi xuống, Tiêu Viêm cũng cả kinh, lực lượng linh hồn ở mi tâm giống như thủy triều, không ngừng tuôn ra, hai đạo ánh sáng trong tay bắn về phía cột đá đấu khí, bao phủ cả bầu trời, nhưng cây cột này lại không có chút dấu hiệu đình chỉ run rẩy, ngược lại, phòng ốc kiến trúc xung quanh nơi này bắt đầu run rẩy theo mấy cây cột đá. Loại đá này, đến cùng là thứ gì? Lúc này, Tiêu Long cùng mấy vị trưởng lão cũng ùn ùn kéo đến. Tiêu Viêm đứng cách đó không xa, nhìn những kiến trúc run rẩy kịch liệt xung quanh, giống như sau đó liền lập tức sụp đổ. Tiêu Viêm liều lĩnh xông đến, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, lao về phía những cây trụ chọc trời kia. Trong chốc lát, cả bầu trời đều bị đấu khí ngũ thải lan ra, bao phủ cả bầu trời. Những cây cột này bắt đầu tản ra một loại uy áp rất mạnh, càng ngày càng mạnh. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được uy thế cường đại như vậy, nhưng uy áp này lại không có chút tác dụng nào với hắn. Tiêu Viêm xa xa nhìn lại, nhìn mấy cây cột chọc trời không ngừng run rẩy, cảm nhận được loại uy áp cực mạnh này, sắc mặt một đấu đế nhất tinh sơ kỳ bình thường đã thay đổi,
sớm đã không chịu nổi uy áp như vậy, tránh ra rất xa, chỉ có Tiêu Viêm, một đầu đế nhất tinh sơ kỳ, lại giống như không hề cảm nhận được uy áp cường đại này, còn không ngừng tiến về phía trước. Mấy vị trưởng lão Tiêu gia tiến lên, khí tức mạnh mẽ lập tức giáng xuống, dùng đấu khí của mình ổn định mấy cây cột đá này. Chính giữa những cột đá này có một đoàn ánh sáng, bên trong ánh sáng hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy còn không ngừng mở rộng. Bên trong vòng xoáy có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ, giống như càng đến gần, Tiêu Viêm càng có một loại cảm giác quen thuộc với cỗ khí tức cường đại này. Dưới vô số ánh mắt chờ đợi nóng bỏng, bên trong vòng xoáy giữa mấy cây cột đứng sừng sững ở không gian, lúc này chậm rãi tản ra một loại dao động năng lượng cường hãn, khiến người khác rung động. Dưới loại dao động này, cổ khí tức mạnh mẽ cũng từ từ gần sát lại, không khí toàn bộ Tiêu tộc thoáng chốc trở nên căng thẳng, đám người đông nghẹt lao ra, liều mạng muốn nhìn xem khí tức này rốt cuộc là gì. Mọi người đều ồn ào hét lên, có đồ vật muốn lao ra. Đột nhiên, một vệt kim quang phá không mà ra, xông thẳng đến chân trời. Trong thân thể Tiêu Viêm lúc này cũng đột nhiên phun trào, tiểu y thình lình từ trong cơ thể Tiêu Viêm lao ra, lơ lửng trên vai Tiêu Viêm, nhìn kim quang đang bay giữa không trung kia, lẩm bẩm nói, cửu huyền kim lôi long. Nghe tiểu y nói, bước chân Tiêu Viêm theo đó ngừng lại, khẽ lẩm bẩm, cửu huyền kim lôi long, chẳng lẽ nói đây chính là lôi long có linh trí duy nhất mà lúc ở lôi trì Tiêu Viêm đã dùng cửu huyền kim lôi ngưng tụ thành, chẳng lẽ nó cũng theo chân Tiêu Viêm tiến tới. Nghĩ đến điều này, trong lòng Tiêu Viêm xuất hiện một trận cảm giác không rõ, mới vừa rồi là thiên phần luyện khí tháp, hiện tại là cửu huyền kim lôi long, sau này thì sao, còn sẽ có bao nhiêu đồ vật bởi vì hắn mà đến. Lúc này, một cái đầu kim long phá trời lao lên, trên thân rồng to lớn, lấp lóe ra kim lôi lóa mắt, Tiêu Viêm cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cửu huyền kim lôi long lại đạt được thực lực tương đương đấu đế. Trong thời gian ngắn như vậy, các vị trưởng lão kinh hãi, gần như đồng thanh hét lớn, cửu huyền kim lôi long. Sau khi lôi long lao ra, không gian xung quanh rốt cục ngừng run rẩy, bình tĩnh trở lại, vô số tộc nhân Tiêu gia đều ngước nhìn kim long dài gần 100 mét trên bầu trời, sau khi lôi long quanh quẩn trên không một vòng, rồi chậm rãi ngừng lại, đối mặt với Tiêu Viêm. An tĩnh nhìn chăm chú, Tiêu Viêm giống như nghe được nhiều loại tiếng kêu tâm linh, thân hình có chút không tự chủ được, Tiêu Lập thấy có chút không đúng, lão biết rõ lai lịch cũng như uy lực của cửu huyền kim lôi long này, hơn nữa, cửu huyền kim lôi long này, giống như có linh trí, loại sinh mạng sinh ra từ đan dược cực kỳ thần bí này, chỉ có khi luyện chế đan dược xuất hiện đan lôi, mới có tỷ lệ xuất hiện cực kỳ nhỏ bé, nhưng để tụ thành long thể, còn cần một dạng đồ vật nhất định, chính là long thể, nhưng cho dù ngưng tụ thành công, xác suất tụ linh thành công cũng cực kỳ nhỏ bé, lôi long có linh trí lại càng cực kỳ chân quý, người có thể thu phục lôi long có linh trí thì ít lại càng ít hơn, con cửu huyền kim lôi long này xuất hiện bên ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ khiến vô số luyện dược sư tranh đoạt, vì nó có thể hấp thu đan lôi khi đan dược thành hình, ngoài ra, nó còn có thể giúp đan dược có linh trí cao hơn, sức hấp dẫn của cửu huyền kim lôi long cực lớn, nếu thật sự tranh đoạt, đừng nói Tiêu tộc, chỉ sợ toàn bộ đế châu đều có thể bị đảo lộn, điều này sao có thể không làm cho Tiêu tộc khiếp sợ. Tiêu Lập cũng rơi vào tình huống kinh ngạc, một bóng người từ sau lưng xông về phía trước, đương nhiên chính là Tiêu Viêm. Tiêu Lập vội vàng đưa tay muốn giữ chặt Tiêu Viêm, nhưng nhìn thấy Tiêu Viêm đã bay xa mấy trượng, đành phải bất đắc dĩ rút tay về, đến gần lôi long, Tiêu Viêm duỗi tay, cái đầu to lớn của lôi long chậm rãi tựa vào trên tay Tiêu Viêm, giống như tìm dược chủ nhân của mình, bộ dáng có vẻ cực kỳ hưởng thụ. Kim quang đột nhiên co lại thân, hình của rồng dài gần 100 mét đang xoay quanh trên không kia, lại đột nhiên biến mất, sau đó biến thành một nam hài tử tầm 7-8 tuổi, chậm rãi đáp xuống bên cạnh Tiêu Viêm, thoáng nhìn sắc mặt có chút dã rời. Nam hài tử có hàng lông mày màu vàng kim, đôi đồng tử vàng óng, trên thân hình trần trụi, lóe lên lôi điện kim sắc chưa bị đánh tan, nhìn qua có chút kỳ dị, tất cả tộc nhân Tiêu tộc đều ngây người, nhìn biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Tiêu Viêm có chút cảm khái, năm đó, nhìn thấy cửu huyền kim lôi long sinh ra bên trong lôi trì ở Thái Hư Cổ Long, chẳng qua là do song phương đều có lợi, nên mới trợ giúp lôi long tụ linh. Tiêu Viêm vạn lần không nghĩ đến, việc này lại khiến cho đầu ấu lòng nhớ ân hắn, bằng bất cứ giá nào đi đến đâu đế đại lục, không chỉ có Tiêu Viêm, ngay cả tộc nhân Tiêu tộc cũng đều ngẩn ra, nhìn một màn trước mắt này, tiểu tử Tiêu Viêm này rốt cuộc mang theo vận khí như thế nào, cho dù ở đấu đế đại lục, cũng chỉ có vài người có được cửu huyền kim lôi long. Tiêu Viêm chậm rãi rơi xuống, đứa bé kia liền lơ lửng sau lưng Tiêu Viêm, Tiêu Lập tiến về phía trước một bước nói, Tiêu Viêm tiểu bối, chúc mừng, tộc nhân Tiêu gia cũng nhao nhao từng người bước lên chúc mừng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhếch miệng cười bất đắc dĩ khoát tay, kỳ thật chính hắn cũng không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lúc trước hắn chỉ là một việc trong khả năng, nhưng bây giờ xem ra chỉ sợ đã cho hắn một hồi báo lớn lao. Tiêu Viêm có chút chịu không nổi các loại ánh mắt của những người này, chắp tay nói với Tiêu Lập, tổ tiên nếu không có việc gì vãn bối liền đi về trước. Tiêu Lập gật đầu, trong lòng cũng thầm khen, Tiêu Viêm đến đây chỉ vẻn vẹn 2 ngày liền đưa đến dao động to lớn như vậy. Sau khi Tiêu Viêm đi đến nơi ở của Tiêu Lập sắp xếp, hắn liền ngồi xuống cười hỏi nam hài tử kia, người tên gì. Nam hài tử chậm rãi ngồi bên cạnh Tiêu Viêm chất phát trả lời, Long Ý. Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Long Ý, khẽ cau mày hỏi, tại sao lại đến tìm ta? Khuôn mặt Long Ý lộ ra một tia kích động nói, năm đó, nữ ơi tụ linh thay ta, ngươi chính là phụ thân của ta. Tiêu Viêm kinh ngạc, phụ thân, trời ạ, bản thân không hiểu được, tự nhiên lại nhiều thêm một đứa con trai. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chợt nói, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi, không đáng giá để nhắc tới. Ta cảm thấy, phụ thân vẫn không thích hợp, nếu không về sau, chúng ta gọi nhau là huynh đệ đi. Tiêu Viêm chưa kịp nói xong,
Long ý chấn động, hóa thành một con tiểu long ngã trên mặt đất. Tiêu Viêm giật mình, vội vã đỡ long ý, đấu khí rót vào cơ thể long ý, lúc này mới phát hiện long ý bị thương không nhẹ. Tiêu Viêm suy nghĩ, phải tranh thủ thời gian trị thương cho hắn. Đột nhiên, một tiếng nói già nua vang lên bên tai Tiêu Viêm, đưa nó vào trong tháp đi. Tiêu Viêm giật mình thốt lên, thằng nào, là giọng nói của thằng nào? Trong tháp, là tiểu tháp sao? Đúng rồi, là tiểu tháp, nói rồi, Tiêu Viêm nhanh chóng lấy tiểu tháp ra. Vội vàng hỏi, là ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Ngươi là ai? Thanh âm giả nua tiếp tục ung dung nói, ta sao? Hiện tại ngươi vẫn chưa cần biết thân phận của ta, về sau gọi ta là Trạm lão là được. Ngươi rót lực lượng linh hồn vào trong tháp sẽ có thể tiến vào. Tiêu Viêm gật đầu, lập tức thả ra lực lượng linh hồn rót vào trong tiểu tháp. Bóng dáng của Tiêu Viêm cùng long ý lập tức hóa thành một vạch kim quang tràn vào trong kim tháp. Kim tháp đột nhiên chậm rãi lơ lửng giữa không trung, tia sáng lấp lánh kỳ dị, thoáng chốc đã phủ một tầng vàng kim nhạt lên toàn bộ căn phòng. Ngay khi Tiêu Viêm bước vào trong tháp, một luồng tin tức năng lượng liền tràn vào tâm trí hắn. Nhìn bề ngoài ngôi tháp này, trông giống như thiên phần luyện khí tháp, nhưng tên thật của nó là Tử Thần Hư Linh Tháp. Tháp được chia thành 22 tầng, gồm có tầng luyện khí, tầng kỹ thuật tu luyện, tầng dược liệu và rất nhiều các tầng khác nằm không Tử Thần Hương Linh Tháp này. Tiêu Viêm trong lòng thầm kinh ngạc, đây chính là phương diện thực sự của thiên phần luyện khí tháp sao? Tại sao hắn lại xuất hiện trong bộ dạng là một tiểu đoàn tháp như này? Tin tức mà hắn vừa nhận được lại không hề nói về điều đó, dường như Trạm lão đã cố ý che giấu tin tức đó. Cũng không có nhiều thông tin giới thiệu, xem ra, bọn họ đã cố tình che giấu. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng biết rõ, ngọn tháp nhỏ trong tay hắn, không đơn giản như vậy. Tiêu Viêm sắp xếp lại suy nghĩ, từ từ mở mắt ra, một lão già áo choàng xám, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy lão già này, Tiêu Viêm nhất thời ngẩn ra, sửng sốt kêu lên, lão sư, khuôn mặt này cùng dược lão rất giống nhau, từ khuôn mặt, cho đến nụ cười, nhưng rõ ràng đó chỉ là một bản sao. Tiêu Viêm trong lòng run lên một chút, lắc lắc đầu, hắn biết, đây nhất định không phải là dược lão, một hồi lâu sau, mới hoàn hồn hỏi. Ngươi chính là Trạm lão. Lão già nhìn Tiêu Viêm gật đầu, trên mặt lộ ra một chút thần bí, bước tới long ý đang nằm trên mặt đất, tay áo phất lên, một cổ năng lượng kỳ dị chạy xe qua thân thể long ý, rồi đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu vàng. Tiêu Viêm định thần lại và bắt đầu quan sát tòa tháp này. Hắn nhận thấy rằng tòa tháp này vẫn có một số điểm khác biệt so với thiên phần luyện khí tháp. Đầu tiên chính là nó lớn hơn thiên phần luyện khí tháp ở đấu khí đại lục rất nhiều. Nhìn xung quanh, Tiêu Viêm suy nghĩ, hắn đoán rằng đây phải là tầng luyện khí thấp nhất trong tháp. Sau đó Tiêu Viêm phát hiện ra đấu khí trong tháp này rõ ràng khác với đấu khí trong thiên phần luyện khí tháp. Đây không phải là đấu khí bình thường, mà chính là đế chinh nguyên khí. Ngay lúc này đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên dao động, giống như lần đầu hắn bước vào thiên phần luyện khí tháp, mơ hồ trong đó lại có một chút tịnh tiến. Những nghi ngờ trước đây của Tiêu Viêm về tòa tháp này lại bắt đầu xuất hiện và thậm chí còn dữ dội hơn trước. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía lão già, lập tức hỏi, Trạm lão, cái tháp này ở đâu ra? Tại sao lại có hơi thở của ta? Bề ngoài của tòa tháp này giống hệt với thiên phần luyện khí tháp, nhưng bên trong lại khác hoàn toàn. Khi ta ở đại lục đấu khí, chưa từng nhìn thấy tòa tháp này bao giờ, như tại sao nó lại tự đến đây? Trạm lão tiếp tục vung vẩy hào quang màu vàng trong tay để chữa trị vết thương cho long ý, đồng thời trả lời Tiêu Viêm, tòa tháp trước mặt ngươi thật ra chính là thiên phần luyện khí tháp, còn về phần ngươi cảm thấy là thiên phần luyện khí tháp và tử thần hư linh tháp khác nhau, và những câu hỏi ngươi đang thắc mắc đều là những bí mật hiện tại chưa thể nói cho ngươi biết được, về sau tự nhiên ngươi sẽ biết. Tiêu Viêm nhíu mày, hắn đương nhiên cực kỳ bất mãn với câu trả lời trên, lập tức hỏi, tại sao bây giờ không thể nói cho ta biết? Trạm lão nhìn Tiêu Viêm cười nhẽ nói, ta đã nói rồi, ta sợ nói ra ta sẽ không sống được nữa, ta chưa muốn chết. Những bí mật trong tòa tháp này phải được chính ngươi tự khám phá. Bây giờ ngươi có thể bước vào bên trong và luyện tập trước, cảm giác ở đây hoàn toàn khác với khi ở đầu khí đại lục. Tiêu Viêm gật đầu nghỉ, lão nhân cùng dược lão khuôn mặt rất giống nhau, không hoàn toàn giống như đang nói dối. Hắn tới đại lục này chưa từng có thời gian tu luyện, liền không nói nhiều, lập tức di chuyển bước về phía trung tâm. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang từ từ đi qua, trên khuôn mặt của Trạm lão chợt hiện lên một nét kỳ dị. Sau khi Tiêu Viêm vừa đi về phía trung tâm vài bước, một cỗ áp lực mạnh mẽ trực tiếp áp chế đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm xuống, đấu khí lưu động lập tức trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, nhưng Tiêu Viêm lại không hề có ý dừng lại. Sau vài bước khó khăn, trên mặt Tiêu Viêm sớm đã mồ hôi đầm đìa, hiện tại lực lượng và sức mạnh đã bị áp chế triệt để, khiến hắn không thể tiến lên được nữa. Hắn trầm giọng chửi rủa, khốn kiếp, đây là thứ sức mạnh gì vậy, tại sao lại lợi hại như vậy? Lúc này đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi bộc phát, nhưng Tiêu Viêm có thể cảm nhận rõ ràng rằng đấu khí trong cơ thể hắn đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Tiêu Viêm biết rằng điều này là một dạng tu luyện, đây là một cơ hội tốt, vì vậy hắn từ từ ngồi xuống, nhắm mắt tập trung, từ trong miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi thở màu trắng, lập tức bắt đầu hấp thu năng lượng của thiên địa. Sự hấp thụ này sẽ mang lại cho hắn ta một sự cải thiện rất lớn, bởi vì mỗi một đấu đế mới đến đấu đế đại lục, lần tu luyện đầu tiên sẽ có sự tăng trưởng không ít, nhưng có thể tăng trưởng bao nhiêu, điều đó lại phụ thuộc vào tư chất cùng vận khí. Bây giờ, Tiêu Viêm đã bước vào đợt huấn luyện đầu tiên ở đại lục đấu đế, đợt huấn luyện này có thể kéo dài vài ngày, thậm chí là lâu hơn. Sau một thời gian, sự hấp thu năng lượng trong cơ thể Tiêu Viêm cũng từ từ chậm lại. Lúc này, trong đan điền của Tiêu Viêm xuất hiện một đoàn ánh sáng tràn ngập khí tức mạnh mẽ, men theo đường kinh mạch điên cuồng tràn vào nội thể Tiêu Viêm. Hơi thở của Tiêu Viêm cũng đang dâng lên với một tốc độ chóng. Cùng lúc này, một tầng năng lượng dày đặc cũng trùm lên người hắn, rồi liên tục tràn vào cơ thể. Trạm lão thấy tầng tầng quang mang năng lượng đang bao khắp một thân ảnh màu đen, liền âm thầm lắc đầu cười khổ nói,
Sao hỏa này thật là một gia hỏa khó mà đoán trước, quả nhiên không đơn giản, khó trách, lại có thể trở thành người thừa kế, được tử thần hư linh tháp chọn chúng. Xem ra, lại khiến những lão sao hỏa của tiêu tộc kia chấn động một phen rồi. Ở trong phòng Tiêu Viêm, một tòa kim tháp tản ra tia sáng kỳ dị, đang chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Một loại năng lượng màu xanh lam cực nhanh tràn khắp căn phòng, bao lấy kim tháp. Bên ngoài, tiêu tộc cũng thấy được dị tượng xuất hiện, chỉ trong phút chốc, gian phòng Tiêu Viêm ở cũng bị một tầng năng lượng bao phủ, tản ra quang mang chói mắt, nháy mắt sau đó. Không ngoài dự đoán của Trạm lão, tất cả các trưởng lão của tiêu tộc, bao gồm cả Tiêu Lập và Tiêu Long, đều nhao nhao kéo đến trước phòng của Tiêu Viêm, thấy năng lượng vây quanh liên tục tràn vào trong phòng, một trưởng lão trong số đó, lập tức kinh ngạc không thôi, khẽ nói, đây không phải là nơi của tộc nhân mới tới, Tiêu Viêm sao? Trên mặt Tiêu Lập cùng với Tiêu Long ở phía sau lão, đều hiện lên vẻ không chắc chắn, cùng với nghi hoặc, rồi chợt khẽ gật đầu, lúc này, gần như tất cả tộc nhân của Tiêu gia, đều nghe nói mà chạy đến, chỉ vài phút, đã vây chật ních trước cửa phòng Tiêu Viêm. Nhao nhao nghị luận, cảnh tượng như vậy đã rất lâu rồi không xuất hiện ở tiêu tộc, lần gần nhất cũng là chuyện của mấy trăm năm trước, khi đó, cũng có một vị xuất hiện, người kia chính là người sở hữu thiên hò của tiêu tộc, mà bây giờ, trước mắt mọi người, lại xuất hiện thêm một vị, thế nhưng, bọn họ lại không biết, trong căn phòng này, vị tộc nhân mới tới kia, lại là người sở hữu hỗn độn thánh diễm, chính là thiên hỏa đứng đầu trong tiêu tộc, thứ khiến bọn họ vừa nghe đã biến sắc. Lúc này, Tiêu Lập nhìn đám tộc nhân tiêu tộc ồn ào, liền hô một tiếng, yên lặng, nhưng âm thanh huyên ồn ào đến chói tai tức thì biến mất, không gian trở nên yên tĩnh. Lúc này, lông mày của Tiêu Lập mới giãn ra, lần đầu tiên tu luyện của Tiêu Viêm là cực kỳ quan trọng, vì vậy, không thể để bất cứ kẻ nào quấy rầy. Lão chợt xoay người, một lần nữa nói với tất cả tộc nhân của tiêu tộc, bất kể là kẻ nào cũng không được phép tới gần căn phòng một bước, kẻ vi phạm sẽ xử trí theo gia pháp ở tiêu tộc. Thời gian thoáng một cái đã qua, ở bên trong kim tháp, Tiêu Viêm vẫn bất động như một pho tượng. Hắn đã tu luyện ở đây được 20 ngày, vô số điểm sáng năng lượng vẫn vây kín tầng luyện khí như trước, không hề có ý định ngừng lại. Ở bên trong cơ thể Tiêu Viêm, một loại năng lượng đặc biệt đang bốc lên, từng sợi đấu khí không ngừng tuôn ra từ bên trong quang đoàn, đấu khí trải qua luyện hóa rồi mới chui trở lại đan điền, cứ tạo vòng lập như thế. Mà ở bên ngoài căn phòng lúc này, Tiêu Lập lại đứng chắp tay quan sát, miệng lẩm bẩm, Tiêu Viêm này với tu luyện một cái đã gần một tháng, lão vốn còn cho rằng nhiều nhất thì hắn cũng chỉ tu luyện nửa tháng liền có thể hoàn thành, nhưng ngoài dự liệu là hiện tại đã qua 20 ngày, nhưng năng lượng xung quanh vẫn không ngừng tụ lại. Một tộc nhân tiêu tộc tướng mạo tương đối đường hoàng từ phía sau Tiêu Lập tiến lên, thấy đông đảo năng lượng vẫn bao lấy căn phòng của Tiêu Viêm thì nhẹ giọng dò hỏi, tổ tiên, người kia là ai vậy, lần tu luyện đầu tiên lại có thể hấp thu lâu như thế, nếu lại tiếp tục cũng gần giống như trong ghi chép rồi. Trong tiêu tộc, đâu đế có thời gian tu luyện lần đầu tiên dài nhất chính là thủy tổ Tiêu Dao của Tiêu gia. Nghe nói ở lần đầu tiên khi lão tu luyện, Tiêu Dao đã hấp thu đến 30 ngày, chỉ qua một lần liền trực tiếp bước một chân vào đấu đế nhất tinh trung kỳ. Người có thiên phú tu luyện như vậy, đến tận bây giờ trong tiêu tộc cũng không ai có thể theo kịp. Nhìn năng lượng vây kín căn phòng trước mặt, trong mắt Tiêu Lập cũng tràn đầy nóng bỏng. Tiêu Lập nói, có lẽ thế, ngay cả ta cũng không có cách nào nhìn thấu tiểu tử này, có trời mới biết trên người hắn rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Một tháp, một rồng, nói ra thì chỉ là hai dạng đồ vật nhìn cũng không có quá nhiều kỳ lạ, thế nhưng phải biết rằng khi đi vào đại lục này, lúc mỗi một đấu đế đang tấn cấp, tỷ lệ không gian tùy thân có thể theo chủ nhân đến đã vạn phần nhỏ, mà vật phẩm cũng không có cách nào vượt qua thông đạo không gian. Thế nhưng Tiêu Viêm vừa mới tới mấy ngày, đầu tiên là một cái tháp thần kỳ có thể thay đổi kích thước, sau đó lại là kim lôi long, gây ra động tĩnh cực lớn như vậy, khiến nội bộ tiêu tộc đều vô cùng chấn động. Các trưởng lão tiêu tộc cũng lần lượt từ xa chạy tới, sau khi ánh mắt bọn họ nhìn đến cái xoáy năng lượng bên ngoài căn phòng thì đều khẽ giật mình, rồi lại lộ ra vẻ vô cùng ghen tị. Hiển nhiên bọn họ đều biết cái này đại diện cho điều gì. Thấy được năng lượng xung quanh đang được điên cuồng hấp thu, một nữ tử dung mạo thanh tú cũng chăm chú nhìn xoáy năng lượng đang được tạo thành quanh căn phòng, thận trọng nói, ta đã nghe ngóng được về người này trên đấu khí đại lục. Sao hỏa này là người duy nhất tấn cấp đấu đế trong ngàn năm qua, tên là Tiêu Viêm, thực lực của hắn rất mạnh. Nghe nói, ngay cả một phong đấu đế nhất tinh trung kỳ của Thiên Minh Cốc cũng bị hắn đánh bại. Thấy nàng nói vậy, ba tộc nhân tiêu tộc khác cũng hiểu ra tiếp lời, hóa ra hắn chính là Tiêu Viêm. Lúc đầu ta còn không tin vào những lời đồn về hắn, nhưng nhìn tình cảnh bây giờ, có vẻ nó là thật. Rõ ràng, trận chiến của Tiêu Viêm ở Thiên Minh Cốc đã truyền đến tiêu tộc. Cái tên Tiêu Viêm này, tất cả mọi người đều từng nghe qua. Nữ tử thanh tú kia lại đặt một ngón tay lên trước miệng khẽ nói, suỵt, các ngươi nhỏ giọng một chút, chẳng may để tổ tiên nghe được, chúng ta liền gặp phiền toái. Tiêu Lập vẫn chăm chú nhìn căn phòng đang bị năng lượng bao vây ở phía xa, thời gian lại chậm rãi trôi qua, Tiêu Viêm vẫn như trước, vẫn ngồi im hấp thu năng lượng. Hắn đã tu luyện ở đây gần 30 ngày rồi, đối với mức này, chính là con số kỷ lục mà thủy tổ Tiêu gia đã lập nên cách đây khá lâu, mà cho đến nay chưa ai có thể phá vỡ được. Trong tháp, Trạm lão đứng bên cạnh nhìn Tiêu Viêm vẫn đang hấp thu, nhưng không có bao nhiêu kinh ngạc, giống như tình huống như vậy lão đã sớm nhìn quen rồi. Nhưng đối với việc Tiêu Viêm có thể đột phá đến cấp độ gì, thì Trạm lão không khỏi có chút hiếu kỳ, nhưng tình hình bên ngoài tháp lại hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài căn phòng của Tiêu Viêm, suốt một ngày này, toàn bộ tộc nhân Tiêu gia không có một người nào rời đi. Lúc bắt đầu, mỗi người đều không nói lời nào, nín thở im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng của Tiêu Viêm. Nhưng dần theo thời gian trôi qua, chậm rãi có một chút âm thanh cất lên, vẫn còn một giờ, không biết âm thanh này của ai, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, điều này có ý nghĩa gì. Mọi thứ đều đã dừng lại, chỉ còn lại từng đợt tiếng hít thở càng ngày càng thô, một âm thanh lại tiếp tục vang lên,
Vẫn còn nửa canh giờ, tiếng hít thở càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi, âm thanh đếm ngược lại vang lên, còn 10 phút, không ít người bắt đầu ngừng cổ mở to hai mắt nhìn, ngay cả miệng cũng khẽ mở nhìn, chằm chằm căn phòng của Tiêu Viêm, cùng với quang cầu không ngừng hấp thu năng lượng, giọng nói hồi hộp chậm rãi đếm ngược, 5 phút, 1 phút, năng lượng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, một âm thanh kinh hô vang lên, thời gian đã đến, bên ngoài căn phòng, tiếng hoan hô vang lên như sấm nổ, trong nháy mắt, kỷ lục bị phá vỡ, bên ngoài căn phòng, tiếng hoan hô cùng âm thanh hò hét vang lên, 30 ngày, 1 tháng. Tiểu tử này thật sự đã phá kỷ lục, cùng với âm thanh ra hỏi này, gần như không gian của toàn bộ Tiêu tộc đều vì vậy mà run rẩy, mỗi người đều đang âm thầm nhớ kỹ, vượt qua 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, mấy vạn năm rồi, rốt cuộc cũng có người phá vỡ kỷ lục, toàn bộ Tiêu tộc từ trên xuống dưới, đều trở nên sôi trào, có người không thể tin tưởng nói, tiểu tử này, thật sự phá vỡ kỷ lục rồi sao, thật đúng là yêu nghiệt, lập tức có người gật đầu tán đồng, đúng vậy, chẳng trách, có thể tấn cấp đấu đế ở đấu khí đại lục đã không còn nguyên khí đấu đế. E rằng, thiên phú hạng nhất hạng nhì trong tộc, như Tiêu Kỳ, cùng Tiêu Dũng, cũng khó có thể so sánh. Âm thanh nghị luận không ngừng vang lên, ngay lúc Tiêu Viêm phá vỡ kỷ lục, gần như tất cả trưởng lão đều cảm nhận được khí tức mạnh lên rất nhiều, bỗng chốc có chút ngẩn ra. Đấu đế nhất tinh trung kỳ, sau đó bọn họ lập tức trở nên kích động, từng bóng người già nua trở nên có chút run rẩy. Sao lão tổ Tiêu Dao, có thể xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như vậy, đó là phúc của Tiêu gia. Lúc này, trong mắt các trưởng lão, càng nhiều chính là một loại mong chờ. Lần tu luyện này, cuối cùng Tiêu Viêm sẽ đạt đến cảnh giới nào? Vài bóng người vẫn xen lẫn trong đám đông. Sau khi nghe thấy đấu đế nhất tinh trùng kỳ, trong miệng các trưởng lão, bọn họ cũng có chút chấn động, cùng nhau reo hò nói, vượt qua rồi, thật sự vượt qua rồi, tiến vào đấu đế nhất tinh trùng kỳ rồi, bọn họ có chút không dám tin. Tiêu Lập đứng trên chỗ cao, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị, Tiêu Viêm quả thật không ngoài dự đoán của lão. Hắn tất nhiên sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ trọng yếu trong Tiêu tộc. Hôm nay, Tiêu Viêm đánh vỡ kỷ lục của lão tổ, không chỉ đại biểu cho việc Tiêu tộc lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, mà quan trọng hơn, nếu tiến hành trọng điểm bồi dưỡng Tiêu Viêm, vị thiên tài này có lẽ sẽ phá vỡ cân bằng đế châu, thay đổi cục diện, thậm chí hắn còn có thể sẽ dẫn dắt Tiêu tộc mở ra thời đại huy hoàng. Tiêu Viêm xuất hiện, e rằng sẽ thay đổi vận mệnh của toàn bộ Tiêu tộc. Bàn tay Tiêu Lập siết chặt, nhìn năng lượng không ngừng tràn vào quang cầu trước mặt, nội tâm Tiêu Lập từ lúc bắt đầu kích động, lập tức bình tĩnh trở lại, trầm giọng quát lớn, tất cả im lặng, Tiêu Viêm vẫn còn chưa kết thúc tu luyện, âm thanh không lớn, lại lộ ra uy nghiêm, tiếng nghị luận ồn ào náo nhiệt vừa rồi liền ngừng lại, thời gian lại chậm rãi trôi qua. Trong tháp lúc này, một cỗ năng lượng bạo ngược từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng nổ, năng lượng vốn dĩ tràn ngập đã bị Tiêu Viêm hấp thu, còn trong cơ thể Tiêu Viêm, từng tia lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát ra, từng vòng dập dờn khuếch tán ra, đột phá rồi, hơn một tháng tu luyện này, cuối cùng cũng không hề uổng phí. Tu luyện kết thúc, trái tim căng chặt của Tiêu Viêm chậm rãi thả lỏng, linh hồn chậm rãi ảm đạm, bắt đầu từ trong trạng thái tu luyện lui ra, Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt, giữa hai con ngươi đen nhánh, tinh quang vàng nhạt lóe lên, Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu lẩm bẩm, lực lượng thật mạnh mẽ, đây là đấu đế nhất tinh trung kỳ hay sao, hơn nữa còn là trung kỳ cao cấp. Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, nhìn về phía Trạm lão đứng xa xa chắp tay nói, đa tạ. Trạm lão nhẹ nhàng nở nụ cười với Tiêu Viêm, phất tay nói, tiện tay mà thôi. Tiêu Viêm khẽ cau mày, quay đầu lại hỏi thêm lần nữa, ta tu luyện bao lâu rồi? Trạm lão nhẹ nhàng đáp lời, chính xác mà nói là 45 ngày. Tiêu Viêm thì thầm một tiếng, vậy mà lại tu luyện lâu như thế, khó trách, trong lòng hắn âm thầm có chút thích thú. Lúc này, mới chỉ tu luyện hơn một tháng, hắn đã lên đến đấu đế nhất tinh trung kỳ, nếu ở bên ngoài, chỉ sợ không khổ tu mấy trăm năm, nhất định không thể đạt được thành tựu như vậy. Âm thầm tán thưởng nổi tiếng, bất chợt nhìn về phía quang đạo ở giữa tháp, hiển nhiên quang đạo này dẫn thẳng lên tầng thứ hai, cảm nhận được chỗ tốt ở tầng thứ hai, Tiêu Viêm không khỏi muốn đi vào. Lập tức xuất hiện một trận dao động, ngay khi Tiêu Viêm muốn đi, giọng nói của Trạm lão vang lên sau lưng Tiêu Viêm, này tiểu tử, đừng tham lam quá, mặc dù hiện tại ngươi đã có tư cách tiến vào, nhưng ngươi cũng phải đem đám người bên ngoài phòng của ngươi giải tán đi đã, ngươi đừng chỉ tu luyện, bọn họ rất có thể sẽ nhịn không được mà xông vào phòng, nếu tháp bị bọn họ phát hiện, đối với ngươi không có chút chỗ tốt nào. Nghe sau lưng truyền đến những lời này, Tiêu Viêm nao nao, ngoài phòng, hiển nhiên Tiêu Viêm hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, xoay người nhìn về phía hai bóng người phía xa, một người là Trạm lão, một người là Long Ý vừa mới khôi phục. Tiêu Viêm gật đầu, đi về phía Long Ý, nhìn Long Ý đã khôi phục mỉm cười, quay người nói, cảm ơn Trạm lão tiên sinh. Tiêu Viêm đang chuẩn bị xoay người ra ngoài, đột nhiên dừng lại, giống như nghĩ đến việc gì, liền xoay người hỏi, Trạm lão tiền bối, chắc hẳn người cũng biết thực lực của ta, đột phá đến đấu đế nhất tinh trung kỳ cao cấp phải không? Không biết tiền bối có thể có biện pháp nào, hỗ trợ ẩn giấu khí tức một chút hay không? Tiêu Viêm vẫn như trước đây, không thích khoe khoang bản thân quá mức. Trạm lão liếc nhìn Tiêu Viêm nói, việc này rất đơn giản, yên tâm đi, sau khi ngươi rời khỏi nơi này, những người khác, nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra ngươi, là đấu đế nhất tinh trung kỳ trung cấp mà thôi, thật không hiểu tại sao, ngươi lại phải ẩn giấu thực lực của mình, quả thật là nhàm chán. Tiêu Viêm cũng khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, Trạm lão thật sự có biện pháp hỗ trợ hắn ẩn giấu thực lực của mình. Tiêu Viêm lập tức chắp tay nói, đa tạ, sau đó hắn không nói gì thêm, xoay người bước ra khỏi tháp. Sau khi Tiêu Viêm rời đi, khuôn mặt già nua của Trạm lão nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong phòng. Tiêu Viêm phất tay, đem kim tháp lơ lửng giữa trời cẩn thận cất kỹ, bước ra khỏi phòng. Tiêu Viêm vừa mở cửa phòng, tiếng hoan hô che trời lấp đất lập tức vang lên bên tai,
hắn chấn động đến mức khiến hắn có chút ngơ ngác, lắc đầu lấy lại tinh thần, nhìn đám người đông nghẹt trước mắt, tất cả mọi người đều canh giữ trước cửa phòng mình, trong lòng Tiêu Viêm cũng chấn động, khuôn mặt trở nên ngây ngốc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Không ít tộc nhân kinh ngạc hô lớn, ra đến rồi, có người lại không ngừng cảm thán, 45 ngày, vượt qua hẳn 15 ngày, có người lại cảm nhận được thực lực của Tiêu Viêm, kinh ngạc không thôi, đấu đế nhất tinh trùng kỳ, các vị trưởng lão của Tiêu tộc cũng trợn mắt há mồm, nhìn thân ảnh kia hồi lâu, ánh mắt bọn họ lộ vẻ mừng như điên, không ngừng cảm thán, không nghĩ đến, tiểu tử này lại thoáng một cái, đột phá đến đấu đế nhất tinh trung kỳ, hơn nữa, còn là trung kỳ trung cấp, lần tu luyện này của Tiêu Viêm, đã để lại ấn tượng cực kỳ biến thái cho tất cả tộc nhân của Tiêu gia, Tiêu Lập cùng mấy vị trưởng lão. Nhìn thấy Tiêu Viêm bước ra khỏi phòng tu luyện, liền nhanh chóng tiến lên, Tiêu Lập nhìn Tiêu Viêm, hai gò má già nua, khẽ có chút run run, bàn tay già nua nặng nề vỗ lên trên bờ vai của Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nói, đi thôi, theo ta đi một chuyến, có nhiều thứ nhất định phải để cho người biết. Tiêu Viêm bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn cực kỳ không được tự nhiên, lập tức gật đầu, Tiêu Lập quay người bay đi, Tiêu Viêm lập tức đuổi kịp tốc độ của Tiêu Lập, bay về phía nơi xa, trên khoảng không của Tiêu tộc, hai bóng người nhanh chóng lao qua. Bay về một phương hướng mà không ai biết được, bay khoảng lát, cuối cùng hai người cũng đã tới nơi, Tiêu Viêm nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện nơi này có gì khác với những nơi khác, ngay tại thời điểm Tiêu Viêm sinh ra một chút nghi ngờ, thân hình Tiêu Lập có chút nghiêng về phía trước, ngón tay đưa lên trước mặt, nhẹ nhàng điểm một cái, từ trên tay Tiêu Lập, một trận gợn sóng màu xanh lục, từng vòng dập dờn khắp cả vùng không gian, bầu trời vốn dĩ không có bất cứ vật gì trước mặt hắn, bỗng chốc xuất hiện một khối bình chướng trong suốt, năng lượng bỗng chốc trở nên dao động, nhìn từng vòng dao động năng lượng, gợi lên từng vòng, Tiêu Viêm mở to hai mắt, không gian này lại vẫn còn ẩn giấu thứ gì đây? Theo từng vòng năng lượng dập dờn, một loại ánh sáng năng lượng kỳ dị từ bốn phía xung quanh bình chứa hội tụ với nhau, một âm thanh trầm đục bỗng nhiên vang lên trong mảnh không gian này, Tiêu Viêm bị âm thanh trầm đục này làm giật nảy mình, hắn tập trung nhìn, một cửa đá tràn đầy khí tức huyền bí và cổ xưa, như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm, trên cửa đá, hai chữ hỗn độn đột nhiên hiện lên, Tiêu Viêm nhìn cánh cửa đá đột nhiên xuất hiện này, con ngươi đột nhiên co lại, bằng kích cỡ lỗ kim, đây là cửa đá, nhìn qua có chút cổ xưa. Một luồng khí tức cổ xưa chậm rãi tản ra từ trên cửa đá, đồng thời ẩn giấu trong khí tức này còn có một loại năng lượng khiến người khác say mê, chậm rãi khuếch tán khắp cả không gian này. Tiêu Lập nhìn cửa đá, ngón tay có chút co lại, nói ra năm chữ hỗn độn di tích cổ. Năm chữ nhẹ nhàng từ trong miệng Tiêu Lập thốt ra, nhưng đủ khiến trong lòng Tiêu Viêm run lên. Hắn không nghĩ đến bên trong Tiêu tộc vẫn còn ẩn giấu một di tích cổ như vậy. Hỗn độn di tích cổ, chẳng lẽ thứ này có quan hệ với hỗn độn thánh diễm vẫn chưa dung hợp trong cơ thể hắn? Tiêu Lập ngửa đầu nói với Tiêu Viêm, di tích cổ này chính là do trưởng lão sở hữu hỗn độn thánh diễm trước kia lưu lại, tựa hồ nhưng phải có hỗn độn thánh diễm mới có thể mở ra, trong tộc chỉ có trưởng lão mới biết về sự tồn tại của di tích cổ này, cho nên việc này ngàn vạn lần không thể chuyển ra ngoài, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi nhìn thử xem một chút coi có thể mở nó ra được hay không. Theo khí tức chảy xuôi trên cửa đá, loại khí tức này chậm rãi chui vào trong cơ thể Tiêu Viêm, tại thời điểm khí tức trên cửa đá chậm rãi chảy vào trong cơ thể hắn, dị hỏa trong cơ thể hắn cũng đột nhiên run lên, khí tức này lập tức sinh ra từng tia liên hệ với dị hỏa. Những ngọn lửa màu vàng trong dị hỏa bắt đầu dao động, đầu ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện từng sợi ngọn lửa màu vàng, mặc dù những sợi hỏa diễm này rất nhỏ, nhưng lực lượng bên trong phát ra khiến cho Tiêu Viêm giật mình không thôi. Tiêu Lập nhìn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trên đầu ngón tay của Tiêu Viêm, ánh mắt chợt bừng sáng lên nói, đây là, sau đó cẩn thận quan sát hỏa diễm trên đầu ngón tay Tiêu Viêm, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, con người lập tức co lại, giống như kích cỡ lỗ kim, nghẹn ngào kêu lên, người dung hợp hỗn độn thanh diễm thành công rồi sao? Hắn liền lắc đầu nói, đây chỉ là khi tu luyện, trùng hợp dung hợp được một chút mà thôi, cách khả năng dung hợp thành công còn rất xa, không biết có thể mở ra di tích này được hay không. Sau đó, Tiêu Viêm nhìn cánh cửa đá tràn ngập khí tức cổ xưa trước mặt kia, hỏa diễm trên đầu ngón tay giống như cảm nhận được điều gì đó, điên cuồng dao động trên đầu ngón tay của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bấm tay nhẹ nhàng, bắn ra ngọn lửa màu vàng nhạt trên đầu ngón tay, lập tức lao ra, bắn về phía cửa đá, tức thì va vào cánh cửa đá, chậm rãi thiêu đốt. Cùng lúc đó, tại Thiên Minh Cốc, cũng đang xôi chào bàn tán rất nhiều, đệ tử Thiên Minh Cốc đều bàn tán xôn xao về thiên tài mới xuất hiện trong Tiêu tộc. Lần này, rõ ràng tin tức về việc Tiêu Viêm phá kỷ lục và đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp của hắn đã được chuyển đến khắp Thiên Minh Cốc, đâu đó không ngừng có những tiếng bàn luận, như thiên tài của Tiêu tộc, hình như là Tiêu Viêm, quả là thiên tài, kỷ lục này mà cũng có thể phá vỡ, nghe nói hắn không chỉ phá kỷ lục mà còn tu luyện trong 45 ngày đấy, trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, mẹ kiếp, hắn có phải là con người không biết, hắn không chỉ là trung kỳ thôi đâu, nghe nói là nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp đấy. Khoảng thời gian trước, lão tổ mang đến một tên tiểu tử, chính là kẻ đã cùng Ngô Vĩnh và Mộc Phong luận bàn thời gian trước, hình như tên của hắn là Tiêu Viêm, hình như đúng là hắn đấy, ta còn nghe nói, hắn chính là đệ tử ký danh của Thiên Minh Cốc chúng ta đấy, thật sao, một thiên tài như vậy mà chỉ là một đệ tử ký danh thôi sao, ít nhất hắn ta cũng nên là một đệ tử chính thức chứ, ngươi nghĩ một người tài năng như vậy, Tiêu gia sẽ cho hắn làm đệ tử của Thiên Minh Cốc chúng ta sao, ngươi đúng là đầu óc bã đậu. Vô số đệ tử Thiên Minh Cốc trên quảng trường đang bàn tán xôn xao, lúc này, danh tiếng của Tiêu Viêm đã nhanh chóng lan rộng khắp đại lục, chỉ cần có người nói về cái tên Tiêu Viêm, thì dù ở đâu, cũng đều chỉ thấy sự kính trọng và ghen tị. Trong đại sảnh của thung lũng Thiên Minh, Minh Đế không giấu được nét mặt vui mừng,
kinh ngạc nhìn một đệ tử Thiên Minh Cốc hỏi lại, ngươi có chắc là tên của thiên tài mới xuất hiện trong Tiêu tộc, được gọi là Tiêu Viêm không? Tên đệ tử đó liền đáp, vâng, chắc chắn 100%. Minh Đế thân hình chấn động, miệng lẩm bẩm, Tiêu Viêm, bản đế quả nhiên không có nhìn lầm người, nhớ trước đây bản đế thật là anh minh. Tiêu Viêm, ngươi còn là đệ tử ký danh của Thiên Minh Cốc chúng ta, đây là trời cao chiếu cố ta sao? Xem ra ta phải lập tức đến Tiêu tộc thu phục tiểu tử này một lần nữa mới được. Sau khi quyết định xong xuôi, Minh Đế nhanh chóng cho gọi Hùng Nguyên đến, nghe nói Hùng Nguyên và Tiêu Viêm có quan hệ rất tốt, nên để hắn cùng đi sẽ tốt hơn. Ở một góc của Tiêu tộc, một cánh cổng đá cổ xưa được dựng lên, lòng bàn tay của Tiêu Viêm khẽ rung ngọn lửa màu vàng nhạt, thử xem có thể mở được cánh cổng đá hay không. Tiêu Viêm phát hiện ra rằng, mặc dù ngọn lửa màu vàng nhạt lơ lửng phía trên cánh cổng đá chỉ là rất nhẹ, nhưng tốc độ tiêu hao đấu khí lại có vẻ không được bình thường. Trên cánh cổng đá có tiếng đốt nhẹ, nhưng không có dấu hiệu bị mở ra. Trong lòng Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút bất lực. Trong khi Tiêu Viêm đang làm việc chăm chỉ để mở cánh cổng đá, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Viêm, tiểu tử, ngươi muốn mở cánh cổng đá này với ngọn lửa nhỏ đó sao? Đừng phí công vô ích nữa, muốn mở ra cánh cửa đá này chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ ngươi chân chính đem hỗn độn thánh diễm dung hợp thành công thì mới có khả năng mở được. Âm thanh đó không ai khác chính là Trạm lão. Nghe lão nói, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên run lên, quả thật là Trạm lão nói không sai, bằng vào ngọn lửa nhỏ này thật đúng là không cách nào mở ra được cánh cửa đá này. Tiêu Viêm gật gật đầu, tuy nói ngọn lửa vàng này cùng với cánh cửa đá có chút liên hệ, nhưng với lực lượng của ngọn lửa này đúng là không đủ để mở nó ra. Lúc này Tiêu Viêm đành phải nhanh chóng thu hồi ngọn lửa về. Tiêu Lập nhìn thấy vậy lập tức hỏi, không mở ra được sao? Tiêu Viêm gật đầu nói, đúng vậy, trùng hợp dung hợp được một tia hỗn độn thánh diễm, nhưng uy lực của nó vẫn còn quá yếu, sợ rằng chỉ khi hỗn độn thánh diễm được hợp nhất thì mới có thể mở ra được. Tiêu Lập không hề tỏ ra chán nản, mặc dù không thể mở được cánh cổng đá này, nhưng có thể dung hợp được một tia hỗn độn thánh diễm cũng đã đủ mang đến cho hắn một tia kinh hỉ rồi. Và cánh cổng đá này ngay cả hắn một tam tinh đấu đế đỉnh cũng không thể mở được, huống chi là một người vừa mới thăng cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ. Sau đó Tiêu Lập liền nói với Tiêu Viêm, như vậy đi, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp mà trưởng lão sở hữu hỗn độn thánh diễm trước kia đã sử dụng để mở ra cánh cửa đá đó. Về sau nếu ngươi cảm thấy có thực lực có thể mở ra thì lúc đó lại đến nơi đây. Tiêu Lập nói xong thì búng ngón tay một cái, một tia sáng xuyên qua lông mày của Tiêu Viêm. Lúc này phương pháp triệu hồi cửa đá đột nhiên tràn ngập trong tâm trí Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút tò mò, hiện tại thánh hỏa hỗn độn mới dung hợp lại được một chút, thực lực còn lâu mới đủ, sau này xem ra hắn sẽ dùng nhiều thời gian hơn nữa để tìm hiểu cách dung hợp hỗn độn thánh diễm này. Sau đó Tiêu Lập vắt tay áo với Tiêu Viêm nói, được rồi, đi thôi, vẫn còn có người đang đợi, rồi chậm rãi bay về phía trước. Tiêu Viêm cũng nhanh chóng bay theo sau, thuận miệng hỏi, tổ tiên là ai vậy? Tiêu Lập cười đắc ý nói, đến nơi rồi sẽ biết. Không đợi Tiêu Viêm hỏi lại, liền lập tức tăng tốc. Vào lúc này Tiêu Viêm cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của toàn bộ Tiêu tộc, có vô số tòa nhà tráng lệ nằm cạnh nhau, mỗi tòa nhà đều không có sự lặp lại về phong cách. Tiêu Lập bắt đầu từ từ hạ xuống, cho đến khi đáp xuống một tòa nhà, Tiêu Viêm đi theo Tiêu Lập, nơi bọn họ đến chính là đan điện. Vừa vào tới nơi, Tiêu Viêm đã cảm nhận được mùi đan hương nồng nặc, cảm nhận được mùi thơm đặc biệt này, trong mắt Tiêu Viêm lại hiện lên một chút nóng cháy, cảm giác này đã lâu lắm rồi hắn chưa có được. Nhìn sảnh đan điện có cấu trúc hình vạc thuốc, Tiêu Viêm cũng có chút tò mò, tại sao đan điện này lại xây dựng thành như vậy? Trong lòng Tiêu Viêm chợt lóe lên một cảm giác nghi ngờ, không đúng, kiến trúc này khẳng định không bình thường, chẳng lẽ xây dựng như này lại có ích với việc luyện dược sao? Hai người chậm rãi bay đến phía trước tòa nhà, linh hồn lực của Tiêu Viêm đột nhiên phóng thích, cẩn thận điều tra biến động năng lượng kỳ lạ xung quanh đan điện này. Dưới sức mạnh linh hồn của Tiêu Viêm, cấu trúc của đan điện rất nhanh liền được Tiêu Viêm nhìn thấy rõ ràng. Xung quanh đan điện có 4 tòa nhà đặc biệt, mỗi một tòa nhà đều có một màu sắc khác nhau, và tài tình hơn, thứ tự sắp xếp của 4 tòa nhà này lại rất phù hợp với màu vàng huyền bí của đất trời. Như vậy khi luyện đan sẽ thu hút đan lôi vô cùng cường đại. Những kiến trúc này lại được xây dựng theo thứ tự của thiên địa huyền hoàng, lại có thể phần nào giảm đi một phần sức mạnh của đan lôi, vì thế nó đóng một vai trò nhất định trong việc bảo vệ đan dược. Cách sắp xếp khéo léo như vậy khiến Tiêu Viêm cũng rất là bội phục. Hơn nữa dưới sức mạnh của linh hồn lực, Tiêu Viêm cũng phát hiện ra năng lượng xung quanh không chỉ phong phú hơn nhiều so với thế giới bên ngoài, mà năng lượng tụ lại cũng nhanh hơn rất nhiều. Năng lượng chui vào từ miệng đỉnh và thoát ra từ đáy đỉnh, bằng cách này năng lượng một vào một ra, nó tạo ra một chu kỳ hoàn hảo. Tiêu Viêm lẩm bẩm, đây là nơi luyện chế đan dược, tại sao Tiêu Lập tiền bối lại đưa mình tới đây? Hắn cũng biết mình là một luyện dược sư sao? Mà đúng lúc này Tiêu Viêm cảm giác được tại bên trong đan điện có một cỗ linh hồn lực vô cùng cường đại, có lẽ còn mạnh hơn cả hắn. Tiêu Lập lúc này khẽ mỉm cười, sau đó tiến lên đẩy cửa đi thẳng vào trong. Tiêu Viêm cũng vội vàng theo sau. Vừa bước vào đại điện, Tiêu Viêm liền cảm thấy một cỗ đan hương nồng đậm ẩn chứa một cỗ năng lượng ba động mạnh mẽ tràn ngập khắp căn phòng. Ánh mắt Tiêu Lập nhìn về phía cửa đá trung tâm nói, Tiêu Long lão nhi, ngươi thế nào mà lại không luyện đan cho tốt, lại bỏ đi đánh bạc thế? Tiêu Viêm ở bên nghe thấy từ Tiêu Long trong miệng Tiêu Lập, thân thể chợt chấn động, không phải là tổ tiên Tiêu Long đã đến đón hắn ở Thiên Minh Cốc hay sao? Nhưng mà không ngờ, hắn lại là một luyện dược sư. Tiêu Viêm liền quay đầu, hướng Tiêu Lập hỏi, tổ tiên Tiêu Long là một luyện dược sư sao? Tiêu Lập mỉm cười gật đầu nói, đúng rồi, lão già này rất nổi tiếng ở Đế Châu, được gọi là dược sư, lúc luyện thuốc cũng nổi tiếng về sự chuyên tâm. Lão già này nói, hắn rất coi trọng ngươi,
ta vừa rồi nhờ hắn giúp ngươi luyện chế một số lô đan dược, tiện thể liền đưa ngươi tới đây. Dược sĩ, cái tên này, tại Đế Châu cơ hồ là không ai không biết, không người không hay, hắn chính là Tiêu tộc tam trưởng lão Tiêu Long. Tại Đế Châu, thuật chế thuốc của Tiêu Long là có 102, nhưng thu hoạch được cái ngoại hiệu dược sĩ này, không chỉ vì kiến thức cực kỳ vững chắc về thuật luyện dược, mà còn là bởi vì hắn đối với luyện đan si mê vô cùng. Tại thời điểm hắn luyện đan, ít người có thể làm hắn phân tâm được, có rất nhiều người muốn bái hắn làm thầy, nhưng do tính cách quái dị của hắn, nên trước nay hắn chưa từng nhận một đệ tử nào. Địa vị của Tiêu Long trong Tiêu tộc không thấp hơn Tiêu Lập, nếu không phải vì sở thích ham cờ bạc, không cách nào từ bỏ được của hắn, có lẽ hắn đã là trưởng lão thứ hai của Tiêu gia rồi. Lúc này, giọng nói của Tiêu Long sau thành môn trung tâm liền vang lên nói: "Tiêu Lập lão nhi, ngươi sớm như vậy đã tới rồi sao? Ngươi cho rằng luyện đan là nạn bi đất à? Hả, tiểu tử này cũng ở đây sao?" Phía trong cửa đá, rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, nhiệt độ trong phòng khôi phục lại bình thường, cửa đá từ từ mở ra, một cỗ đan hương nồng đậm lập tức tràn ra căn phòng bên ngoài, tay nâng một cái bình ngọc màu trắng, Tiêu Long chậm rãi xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm và Tiêu Lập, từ bên trong bình ngọc có thể cảm nhận rõ nét một cỗ khí tức cường đại, cảm giác được bình ngọc tản mát ra khí tức của đan dược đế phẩm, Tiêu Viêm không khỏi chép miệng, hắn nuốt nước bọt một cái, kinh ngạc thốt lên: "Đan dược đế phẩm!" Tiêu Viêm thấy Tiêu Long xuất hiện thì lập tức không người chào hỏi: "Tổ tiên Tiêu Long." Tiêu Long nghe vậy thì cười vẫy tay, rồi phất tay áo một cái, trực tiếp ném cái bình ngọc trong tay mình về phía Tiêu Viêm, cảm thụ khí tức của hắn một chút, trong mắt Tiêu Long lập tức lóe lên một tia sáng. Tiêu Viêm lúc này đang nhìn cái bình ngọc được ném tới, lại nghe Tiểu Long nói: "Tiểu tử, không tệ nha, vậy mà có thể tiến vào đấu đế nhất tinh trùng kỳ trung cấp, có phần nằm ngoài dự đoán của lão phu rồi, xem ra, luyện chế những đan dược này cho ngươi là chính xác, ngươi cũng là luyện dược sư, ở đây, ta còn một số dược liệu cùng một phương thuốc, ngươi muốn thử một chút không?" Tiêu Long vừa dứt lời, ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Viêm đã nhìn về phía lão rồi, bắt đầu liên tục gật đầu, hắn thật sự mong mỏi được thử luyện chế đan dược đế phẩm một lần, với lại, hắn muốn biết cảm giác khi luyện chế thành công đan dược đế phẩm rốt cuộc là như thế nào, vì đấu khí đại lục không có nguyên khí, với lại không có phương thuốc, nên hắn chưa bao giờ luyện chế đế phẩm đan cả. Thấy vẻ kiên định của Tiêu Viêm, Tiêu Long liền ngửa đầu cười to, lão búng tay một cái, một phương thuốc liền bắn về phía hắn. Tiêu Viêm nhận lấy phương thuốc, Tiêu Long lại nói: "Được, tiểu tử can đảm lắm, thế nhưng luyện chế đan dược đế phẩm cũng không đơn giản như ngươi tưởng đâu." Tiêu Viêm vừa nghe vừa nhìn ba chữ vạn cổ đan, Tiêu Long lại nói tiếp: "Dược liệu ở trong thạch thất, đi đi." Kỳ thật lão cũng rất tò mò về thuật luyện dược của hắn. Tiêu Viêm cầm phương thuốc liền tiến thẳng vào mật thất, nơi để dược liệu và cũng là nơi luyện đan. Khi cửa mật thất đóng lại thì cũng lúc Tiêu Viêm bắt đầu tập trung vào luyện chế đan dược. Thời gian thoáng chốc trôi đi, thoáng cái đã gần một tháng trôi qua. Trong đại sảnh u tĩnh, hương hoa nhàn nhạt lượn lờ, Tiêu Long cùng Tiêu Lập đều yên tĩnh chờ đợi. Người trước vẫn còn tốt một chút, nhưng trên gương mặt già nua của người sau đã tràn đầy sự không kiên nhẫn, lại đứng ngồi không yên thêm một lúc. Tiêu Lập rốt cuộc không chịu đựng nổi, đứng bật dậy, hắn đã tiến hành gần một tháng, tại sao vẫn chưa hoàn thành? Tiêu Long chậm rãi nói: "Luyện đan vốn dĩ là việc cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, không vội được, hơn nữa đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm luyện chế đan dược đế phẩm, thời gian đương nhiên sẽ lâu một chút, chờ thêm một lúc đi, chắc hẳn sẽ nhanh thôi." Tiêu Lập nhếch miệng lẩm bẩm nói: "Câu này ngươi đều đã nói gần 10 lần, ta xem lần này ngươi nhìn lầm rồi, tiểu tử này căn bản không có khả năng lần đầu tiên liền luyện chế được vạn cổ đan, đó cũng không phải đan dược đế phẩm bình thường." Lông mày Tiêu Long dựng ngược, ánh mắt lóe lên tinh quang, sức mạnh bùng lên nói: "Người hoài nghi ánh mắt của ta, được thôi, nếu không, chúng ta đánh cược một lần." Tiêu Lập cười nói: "Cược cái gì?" Tiêu Long vội vàng nói: "Cược Tiêu Kỳ nhà ngươi, nếu lần này Tiêu Viêm có thể luyện ra vạn cổ đan, ngươi liền gả Tiêu Kỳ cho hắn, nếu Tiêu Viêm không luyện chế được, ta sẽ chuyên môn luyện một nhóm đan dược mà Tiêu Kỳ cần cho nàng, như thế nào?" Tiêu Lập có chút do dự, việc này, nếu lần này Tiêu Viêm thật sự có thể luyện chế ra vạn cổ đan, vậy thiên phú luyện dược của Tiêu Viêm là vô cùng chắc tuyệt, thiên phú tu luyện đấu khí của Tiêu Viêm, Tiêu Lập đã được chứng kiến, nếu luyện dược hắn cũng có thiên phú hơn người, vậy Tiêu Viêm tuyệt đối không phải thiên tài bình thường, lúc đó gả Tiêu Kỳ cho hắn, nói là trèo cao cũng không đủ, tuyệt đối sẽ không thua thiệt, nếu Tiêu Viêm luyện chế thất bại, con ma bài bạc này sẽ chuyên môn luyện chế đan dược cho Tiêu Kỳ, xem như kiếm được món lợi lớn. Nghĩ đến đây, Tiêu Lập không do dự nữa, trước sau lão đều không hề thiện. Tiêu Lập lập tức vui vẻ nói: "Được thôi, ta sẽ cược với ngươi." Tiêu Lập đồng ý đánh cược với Tiêu Long, lại ngồi trở lại trên ghế một lần nữa, chẳng qua là ngay khi lão vừa mới ngồi xuống, toàn bộ căn phòng đột nhiên rung động kịch liệt, chấn động đột nhiên xuất hiện, khiến cho Tiêu Long cùng Tiêu Lập nao nao, ánh mắt không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía thạch thất. Ở nơi đó, một cỗ dao động năng lượng kỳ lạ dày đặc đang nhanh chóng hình thành. Tiêu Long có chút hưng phấn nói: "Xem ra là luyện đan sắp thành công." Tiêu Lập: "Việc đánh cược lần này tuyệt đối không được đổi ý." Tiêu Lập âm thầm thích thú trong lòng, Tiêu Viêm quả thật là thiên tài. Cảm nhận được dao động năng lượng nồng đậm kia, ánh mắt vui mừng của Tiêu Long lướt qua một chút, lo âu khẽ nói: "Xem ra đan lôi cũng sẽ nhanh chóng giáng xuống, không biết tiểu tử này có thể chống cự được hay không." Tiêu Long trầm giọng nói với Tiêu Lập: "Chú ý một chút, đan lôi sắp đến rồi, nếu tiểu tử kia chống đỡ không nổi, chúng ta sẽ phải tiến đến hỗ trợ một chút, bằng không hắn sẽ phải trọng thương lùi xuống." Nhưng khi Tiêu Long vừa nói xong, dao động năng lượng trong thạch thất đột nhiên tăng vọt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Bọn họ chỉ nghe một tiếng bùm vang lên, một cột sáng năng lượng ước chừng nửa thước lại từ trong thạch thất bắn thẳng ra ngoài, cuối cùng cột sáng đó xuyên qua trần nhà,
bay thẳng đến chân trời. Tiêu Lập nhìn cuộc sáng năng lượng xuyên thủng bầu trời kia, cho dù là Tiêu Long, sắc mặt cũng không nhịn được khẽ biến đổi. Tiêu Long bất chợt thấp giọng kinh ngạc nói, không nghĩ đến, lần đầu tiên tiểu tử này luyện chế, lại đạt đến một bước đại thành này. Thiên phú luyện dược như vậy, e rằng ngay cả ta cũng không thể nào theo kịp. Đón nhận đan lôi đối với luyện dược sư cũng giống như một dạng khảo nghiệm, đan dược đế phẩm quá mức mạnh mẽ, dẫn đến kích phát lực lượng thiên địa đến phá hủy nó. Nếu luyện dược sư không thể đón nhận đan lôi, bảo vệ không được đan dược sẽ cứ như vậy mà bị phá hủy, đồng nghĩa với việc cuối cùng luyện chế thất bại. Bên trong thạch thất, chân nhà chậm rãi mở ra, bầu trời của Tiêu tộc lập tức xuất hiện mây mù kéo đến, bên trong có những tầng mây màu vàng nhạt. Tiêu Viêm ngửa đầu nhìn tầng mây trên không, bước chân Tiêu Viêm đạp mạnh lên đất, bóng người liền phóng lên bầu trời Tiêu tộc. Trên bầu trời, tầng mây cuồn cuộn, tiếng sấm trầm thấp không ngừng vang lên, tia chớp lộng lẫy to bằng bắp đùi xuyên thủng tầng mây, xung quanh giữa lôi vân không ngừng dao động. Con người của Tiêu Viêm cũng đột nhiên co lại, một tia chớp mạnh mẽ giống như một con mãng xà to lớn xuyên qua các tầng mây, ầm ầm lao đến, sau đó nó sẽ rách không gian, mang theo âm thanh xoẹt xoẹt đáng sợ, đánh thẳng xuống bệ đá mà Tiêu Viêm đang đứng. Tiêu Viêm không dám chậm trễ, cảm nhận được lực lượng áp bách cường đại, thủ ấn trong tay lập tức liên tục thay đổi, nhìn tia chớp to lớn chuẩn bị giáng xuống, song trưởng của Tiêu Viêm lập tức hướng lên trên, dự định trực tiếp đón nhận đan lôi. Tiêu Long nhìn thấy Tiêu Viêm muốn chính diện đối mặt đan lôi, trong đầu ong ong một tiếng, tiểu tử này muốn chính diện ngăn cản đan lôi sao? Tiêu Long cực kỳ chấn kinh, dựa vào thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, căn bản không có cách nào chính diện đón nhận đan lôi của vạn cổ đan này, cho dù hắn may mắn có thể ngăn cản được đan lôi, chắc chắn cũng sẽ trọng thương. Thân hình của Tiêu Long nhanh chóng bay về phía Tiêu Viêm hét lớn, tiểu tử, mau tránh ra, không thể chính diện đón nhận đan lôi. Nhưng cho dù tốc độ của Tiêu Long có nhanh bao nhiêu, đến cuối cùng cũng không cách nào bì kịp tốc độ của tia chớp lôi đình đánh xuống. Tiêu Viêm cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong tia chớp, thân thể nhịn không được run rẩy. Ngay tại thời điểm tia chớp sắp chạm vào song trưởng của Tiêu Viêm, chiếc nhẫn trên tay phải của Tiêu Viêm lập tức hiện lên ánh sáng vàng kim, một con lôi long to lớn xuất hiện trước người Tiêu Viêm. Tia chớp mà đan lôi đánh xuống trực tiếp bị lôi long vừa xuất hiện thôn phệ. Con lôi long này đương nhiên chính là cửu huyền kim lôi long. Long ý, thân hình Tiêu Long lập tức ngừng lại, nhìn thấy đan lôi vạn trượng bị lôi long thôn phệ, toàn bộ vô cùng kinh ngạc nói, con lôi long này còn có thể hấp thu được lượng của đan lôi. Theo tài liệu ghi chép, tuy lôi long được sinh ra dưới hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt này có thể tiến hóa, nhưng lại không hề ghi chép là nhờ lực lượng gì để tiến hóa. Chẳng lẽ lôi long chính là dựa vào thôn phệ đan lôi để tiến hóa hay sao? Tiêu Long cảm thán nói, khó trách tên tiểu tử này lại có lòng tin như vậy, hóa ra là lôi long có thể thôn phệ đan lôi. Trải qua đan lôi tẩy rửa gần nửa giờ, thân thể vốn dĩ đã rực rỡ kim sắc kia của Long Ý, giờ khắc này gần như toàn bộ đều biến thành một màu vàng kim. Đan lôi vẫn không cam lòng, tiếp tục tàn phá bừa bãi, ước chừng gần 10 phút sau, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị thôn phệ. Dao động năng lượng trong tầng mây chậm rãi yếu dần đi, ngay tại thời điểm đan lôi đáng sợ này cuối cùng cũng tiêu tán, Tiêu Viêm phát hiện, sau khi Long Ý thôn phệ đan lôi lần này, khí tức của nó lại một lần nữa được đề cao trên diện rộng. Cửu huyền kim lôi long vốn dĩ có thể dựa vào thôn phệ lôi điện để đề cao thực lực của bản thân, nhìn thân thể vàng kim càng thêm thâm thúy của lôi long, Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt đột nhiên nhìn vào trong dược đỉnh, một lần nữa, năng lượng xung quanh ngưng tụ lại, bước đi cuối cùng khó khăn nhất, rốt cuộc cũng đã vượt qua, đan dược đế phẩm này, cuối cùng cũng đã luyện chế thành công, bề ngoài thô ráp của viên đan dược dần dần trở nên mượt, Tiêu Viêm lấy viên đan dược ra, bàn tay Tiêu Viêm có chút run, rẩy nói, thế mà thật sự lại thành công, kết quả lần này có chút nằm ngoài dự đoán, ngay khi đan dược thành hình, nó liền lập tức chạy trốn, nhưng mà trốn sao được với tên ác nhân Tiêu Viêm. Khi bắt lấy đan dược thành công, Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn hai vị tổ tiên đang đứng bên cạnh mình, hắn vội vàng tiến lên, đứng trước mặt Tiêu Long chắp tay nói, đa tạ tổ tiên. Tiêu Long nhìn Tiêu Viêm, bởi vì vừa luyện chế thành công đan dược đế phẩm, vẫn nhịn không được, mừng rỡ như điên mỉm cười nói, giang sơn đời nào cũng xuất hiện thiên tài, thiên phú của tiểu tử ngươi trên phương diện luyện dược, quả thật khiến người ta sợ hãi thán phục. Tiểu tử, tuy ngươi đã luyện chế thành công đan dược tế phẩm, cũng đã tấn cấp thành đế nhất trong phẩm, nhưng lấy khả năng luyện dược hiện tại của ngươi, đừng nói là toàn bộ đại lục, chỉ tính bên trong đế châu cũng đã có thể gặp được ở khắp nơi. Ngươi phải biết, đế phẩm không phải phẩm chất đan dược cao nhất. Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi lại, đế nhất trong phẩm là phẩm cấp gì? Tiêu Lập khẽ gật đầu đáp, nếu đề cập đến đan dược, vậy có lẽ sẽ có rất nhiều thứ phải nói, không thể nào giải thích rõ ràng trong một sớm một chiều. Lão trực tiếp co ngón tay búng ra một cái, một tia sáng bắn thẳng giữa mi tâm của Tiêu Viêm. Những thông tin về luyện dược sư cùng với đan dược lập tức lần lượt hiện lên trong đầu Tiêu Viêm. Luyện dược sư trên mảnh đại lục này đạt được khả năng cường hóa rất lớn, các luyện dược sư sau khi thống kê sắp xếp thành rất nhiều đẳng cấp như ngũ giai, thập phẩm, cuối cùng thành 10 giai tầng, theo thứ tự lần lượt là đế nhất trong phẩm, tức là đế phẩm, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đan dược đế phẩm, vậy chính là đế phẩm không giai, đế nhị phẩm, đế tam phẩm, được phân về luyện dược sư hoàng giai, đế tứ phẩm, đế ngũ phẩm, thuộc về huyền giai, đế lục phẩm, đế thất phẩm, thuộc về địa giai, đế bát phẩm, đế cửu phẩm, thuộc về thiên giai, vượt qua đế cửu phẩm, được chia về minh giai. Trên đấu đế đại lục có chút khác biệt với đấu khí đại lục, mặc dù giữa các phẩm cấp bên trong một gia tăng lên không dễ dàng, nhưng chỉ cần chăm chỉ, có đầy đủ vật liệu để tiêu hao, cũng không khó khăn như trong tưởng tượng. Việc này chỉ là tiêu hao rất nhiều tài nguyên, cho nên các thế lực gia tộc lớn vẫn có thể bồi dưỡng ra được. Điều khó khăn là
quá trình tăng lên giữa các giai, ví dụ như từ cửu phẩm bình thường, tăng lên đến nhất trong phẩm, từ đế tam phẩm hoàng giai, tăng lên đến tứ phẩm huyền giai, hoặc là đế ngũ phẩm huyền giai, lên đến lục phẩm địa giai, từ đấy thất phẩm địa giai, lên đến đế bát phẩm thiên giai, những việc này không chỉ dựa vào chăm chỉ, cùng với tài nguyên là có thể vượt qua được, độ khó của việc này vượt qua khả năng tưởng tượng của mọi người, rất nhiều vô số luyện dược đã cố gắng cả đời, cũng không cách nào đột phá, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Vì sao lại như vậy? Là bởi vì đan kiếp vượt giai lớn hơn đan kiếp bình thường gấp 10 lần. Điều này khiến cho vô số luyện dược sư phải dừng chân trước cửa ải thăng giai, đừng nói chỉ là vượt qua thiên giai hoặc là minh giai. Chính vì vậy, luyện dược sư đế phẩm thông thường chứa một bộ phận khá lớn, hoàng giai đã rất ít, huyền giai lại càng hiếm có, ngay cả ở thành đế châu này cũng không có. Về phần luyện dược sư cấp bậc địa giai, tính trên toàn bộ đại lục cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, còn luyện dược sư thiên giai có thể nói gần như không có. Luyện dược sư minh giai tồn tại khủng khiếp như vậy, e rằng đấu đế đại lục cũng không thể vây khốn được. Đế cảnh cũng không còn là chúa tể của lực lượng linh hồn nữa, lực lượng linh hồn trên phiến đại lục này càng trở nên thần bí khó lường. Phía trên đế cảnh, lực lượng linh hồn còn chia làm 3 cấp độ, ý cảnh, thế cảnh, giới cảnh, nhưng người thật sự có thể bước vào những cảnh giới này cũng không có bao nhiêu, chỉ mỗi ý cảnh thôi, trên đại lục này cũng không có bao nhiêu người. Về phần thế cảnh lại càng hiếm thấy, giống như sự tồn tại của Long Phượng Sừng Lân vậy. Giới cảnh lại càng là cấp bậc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói cường giả linh hồn ý cảnh có thể vượt qua 1000 dặm trong nháy mắt, cảm ứng được sự vật trong phạm vi 1000 dặm, thậm chí là càng xa cũng không có gì lạ. Nghe nói cường giả đạt đến thế cảnh có thể mở ra một không gian chỉ thuộc về bản thân, còn cường giả giới cảnh chính là có thể sáng tạo ra một thế giới cung cấp cho vô số sinh mạng hoạt động. Lực lượng linh hồn đế cảnh so với những tồn tại này quả thật là không đáng một đồng. Nắm bắt được những thông tin này, Tiêu Viêm lập tức đối với những cảnh giới như vậy cực kỳ hứng thú. Tiêu Long mỉm cười nói với Tiêu Viêm, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, mặc dù lần đầu tiên người luyện chế đan dược đế phẩm lại thu được thành công, tiến vào đế nhất trong phẩm, nhưng nếu dựa vào việc tự thân tìm hiểu, e rằng việc thăng lên luyện dược sư hoàng giai vẫn là một việc vô cùng khó khăn. Lão phu là đế tam phẩm, có lẽ ta có thể chỉ dẫn cho ngươi một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Trong nháy mắt, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Long lập tức bừng sáng. Luyện dược sư hoàng giai trong toàn bộ thành đế châu này, đó cũng là một tồn tại hiếm thấy. Khắp cả đế châu, số lượng luyện dược sư hoàng giai cũng không nhiều, mà luyện dược sư hoàng giai có thể đạt đến đế tam phẩm, ngoại trừ kẻ si mê luyện dược Tiêu Long ở trong Tiêu tộc ra, thì còn có ai? Tiêu Long trong giới luyện dược sư ở đế châu có thể xem như người đứng đầu. Nhưng mà, dược lão, Tiêu Long nhìn nét mặt âm tình bất định của Tiêu Viêm, có chút không kiên nhẫn lên tiếng nói, người không cần bái ta làm thầy, ta chỉ cho ngươi phương thuốc, chỉ điểm một vài phương pháp luyện dược cho ngươi, về phần những thứ khác, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tiểu tử, ngươi có học hay không? Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia cảm kích, không chút do dự, vội vàng gật đầu, chắp tay nói, đa tạ Tiêu Long tổ tiên. Tiêu Long cười ha hả nói, không cần, nhắc đến việc này, ta còn phải cảm ơn mới đúng. Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi, cảm ơn ta? Tiếng cười của Tiêu Long có chút đắc ý, không cần nói, không cần nói. Tiêu Long cực thích cờ bạc, thế nhưng vận may đánh cửa của lão xưa này lại chẳng ra làm sao, gần như mỗi lần đánh cược đều sẽ thua, lần này vậy mà lão lại thắng, hơn nữa còn là thắng một người trước giờ chưa từng đánh cược như Tiêu Lập, sao lão có thể không vui cho được. Tiêu Lập bước đến nhíu mày hỏi, khoan đã, trước tiên đừng nhắc đến những việc khác. Tiêu Long, ngươi dạy Tiêu Viêm luyện dược lại không muốn hắn bái ngươi làm thầy, là có ý gì đây? Tiêu Long vội vàng kéo Tiêu Lập sang một bên, liếc nhìn Tiêu Viêm đứng ở phía xa, dùng âm thanh cực nhỏ nhẹ nhàng nói, tâm lý ta đã sớm nắm chắc, vừa rồi ngươi không nhìn thấy Lôi Long kia thôn phệ đan lôi hay sao? Ngươi chắc hẳn phải biết điều này có ý nghĩa gì. Việc này đồng nghĩa với việc tiểu tử này về sau sẽ không cần sợ đan kiếp. Ngươi cũng không phải không biết, có bao nhiêu luyện dược sư dừng bước trước đan kiếp không thể bước vào giai cấp, hơn nữa lần đầu tiên luyện dược sư cửu phẩm luyện dược lập tức có thể luyện chế ra vạn cổ đan, đến thời điểm hiện tại ta vẫn chưa bao giờ nghe qua. Ngươi cần phải biết, ta chỉ chuẩn bị cho hắn 3 bộ dược liệu vạn cổ đan. Tiêu Lập cực kỳ kinh ngạc, cái gì? Ngươi chỉ chuẩn bị 3 bộ dược liệu vạn cổ đan cho hắn, vậy mà hắn lại có thể luyện chế thành công? Trong lòng Tiêu Lập nhanh chóng ổn định lại. Tiêu Long liếc nhìn Tiêu Lập, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ nói thừa, nếu không phải vậy, ngươi cho rằng ta sẽ cầu xin để chỉ dạy cho hắn sao? Thiên tài như vậy, ngươi cho rằng ta có tư cách làm sư phụ của hắn sao? Ta có dự cảm tương lai Tiêu tộc chúng ta sẽ lại huy hoàng một lần nữa vì hắn. Hiện tại ngươi đã hiểu rõ dụng ý của ta chưa? Tiêu Lập trịnh trọng nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Long giống như bất chợt nhớ ra việc gì đó, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lập nói, đúng rồi, Tiêu Lập lão đầu, về việc tộc tịch có phải nhất định phải 3 năm sau mới có thể làm sao? Có thể để cho Tiêu Viêm nhập tộc tịch trước thời hạn được hay không? Tiêu Lập nghe vậy cân nhắc một chút nói, cũng không phải là không thể trước thời hạn, chỉ là có chút phiền phức, đây là tộc quy, chỉ sợ các trưởng lão khác sẽ phản đối. Tiêu Long lập tức nhảy dựng lên tức giận mắng, các trưởng lão khác phản đối, khốn kiếp, xảy ra việc gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi nhanh chóng giúp Tiêu Viêm gia nhập tộc tịch đi, qua một khoảng thời gian ngắn nữa ta dự định để cho Tiêu Viêm đi ra ngoài lịch luyện một phen. Tiêu Lập cũng bất đắc dĩ đành phải gật đầu đáp ứng. Tiêu Long vẫn không quên đắc ý nhắc nhở Tiêu Lập một tiếng, còn có, đừng quên việc đánh cược của chúng ta. Tiêu Lập lập tức trợn mắt nhìn Tiêu Long một cái, tuy Tiêu Lập không nói gì nhưng trong lòng cũng đã âm thầm đắc ý một trận. Lão lập tức xoay người đi đến bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Long theo sát phía sau, đứng trước mặt Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, thuận tiện nói cho ngươi một việc, còn có 5 năm nữa,
chính là cuộc thi so tài giữa toàn bộ tộc nhân trong Tiêu tộc. Ngươi có thể làm một chút chuẩn bị, dựa vào thực lực hiện tại của ngươi, có thể đi đến dãy núi lân cận lịch duyệt một chút, so với việc chuyên tâm tu luyện ở trong tộc cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng ta không thể đi cùng với ngươi, việc này, trong tộc sẽ không cho phép. Ngươi nắm chắc thời gian chuẩn bị một chút, qua vài ngày, liền khởi hành. Cuộc thi này có địa vị vô cùng quan trọng trong Tiêu tộc, là trận tranh tài dùng để phát hiện các đệ tử hạch tâm, làm đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, mỗi 100 năm, sẽ cử hành một lần. Lần trước, đã tổ chức cách Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục 95 năm, cho nên, Tiêu Viêm còn thời gian 5 năm để chuẩn bị. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Tiêu Long tiếp tục nói, Tiêu Viêm, ngươi luyện chế đan dược lâu như vậy, cũng đã mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi vào tộc tịch. Còn có, trước đó không lâu, hình như Minh Đế có đến tìm ngươi, bất quá khi đó, ngươi đang luyện dược, cho nên, hắn đã rời đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, nhanh chóng nhập tộc tịch cũng tốt, rồi hắn chắp tay với hai người, cuối cùng thì rời đi về phòng. Vừa tiến vào phòng, Long Ý liền biểu thị muốn trở vào tháp, Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng ý. Sau khi Long Ý đi vào, hắn mới ngồi xếp bằng xuống, liền bắt đầu vận chuyển đấu khí, khôi phục lại tinh thần đã bị tiêu hao. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Viêm thấy vậy liền ra mở cửa. Bên ngoài không ai khác chính là Minh Đế và Hùng Nguyên, bọn họ đã chờ hắn tới bây giờ. Vừa tiến vào phòng, Minh Đế liền chúc mừng Tiêu Viêm, sau đó thì lấy ra một viên đan dược, Đế Huyết Đan, đế phẩm tam cấp, đan dược này có công dụng giúp người khác dễ dàng thuận lợi tấn cấp nhị tinh hoặc tam tinh. Lão đem tặng vật này cho Tiêu Viêm, đương nhiên mục đích của lão là muốn lôi kéo quan hệ với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng hiểu ý đồ của lão, nhưng hắn cũng không có ác cảm gì với lão ta, nên cũng nhận lấy rồi nói, đạ tạ, nếu sau này Thiên Minh Cốc có việc gì cần đến ta, ta sẽ nhất định dốc hết sức mình. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, coi như ý đồ của lão đã thành công, lão cũng không ở lại lâu nữa, liền tạm biệt Tiêu Viêm rồi biến mất. Tiêu Viêm nhận đan dược xong, cũng cười cười, rồi quyết định đi vào trong tháp tu luyện cho nhanh. Khi vừa bước vào trong tháp, một mùi vị quen thuộc liền đập vào mặt hắn. Quang mang bên cạnh Tiêu Viêm chấn động, Trạm lão tức thì xuất hiện ở chỗ đó. Chuyện Tiêu Viêm luyện dược, Trạm lão đương nhiên cũng biết. Hắn vừa tiến vào, lão liền xuất hiện rồi thở dài một hơi nói, ta cũng đã mấy ngàn năm, chưa từng thấy lại đan dược đế phẩm. Không ngờ, bây giờ còn có đan dược cấp bậc thấp như vậy. Tiêu Viêm nghe thế thì nhíu mày một cái nói, cấp thấp, tiền bối cũng là một luyện dược sư sao? Hậm lão thoáng liếc Tiêu Viêm, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, có chút kiêu ngạo cùng khinh thường nói, luyện dược sư là cái thá gì? Trong mắt ta, cái các ngươi gọi là đan dược cao giai, cũng không bằng cái quần què gì. Cái gì mà đế phẩm nhị cấp, đế phẩm tam cấp, đều chỉ là cứt chó. Tiêu Viêm nghe vậy thì không khỏi ho một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn chợt hỏi, vậy ngươi là ai? Trạm lão đáp, ta là ai, ta cũng không nhớ nữa rồi. Dù sao, trong trí nhớ của ta, luyện dược sư chính là đồ bỏ đi, không đáng một đồng bạc rách. Chờ ngươi lên đến tầng thứ ba, ta tin rằng, ngươi sẽ không cảm thấy cái tên tổ tiên Tiêu Long kia của ngươi là sự tồn tại cường đại gì nữa. Tiêu Viêm nghe thế lại nhớ lại, tin tức tràn vào đầu mình. Lúc trước, Tử Thần Hư Linh Tháp chia làm 22 tầng, tầng thứ 2 là tầng công pháp, tầng thứ 3 là, nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nhớ ra thốt lên, tầng thứ 3 là tầng dược liệu. Hai mắt Tiêu Viêm lập tức sáng bừng, Trạm lão thấy bộ dạng của Tiêu Viêm, liền kề to nói, cố gắng lên, đợi khi lực lượng của ngươi mạnh hơn, còn có rất nhiều thứ chờ ngươi đi thăm dò. Ngươi hấp thu đan dược trước đi, sau đó rồi lại đi lên tầng thứ 2. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tầng thứ 2 là tầng công pháp, trong tầng này phải chăng có công pháp nào cao hơn cả công pháp phần quyết? Tiêu Viêm không khỏi suy nghĩ, nếu không có phần quyết, hắn cũng không thể đạt được như ngày hôm nay. Tiêu Viêm chậm rãi đi đến trung tâm, ở giữa trung tâm luyện khí này còn có một cái bóng lộ ra từng tia chớp màu vàng, cái bóng này đương nhiên là Long Ý. Sau khi tìm được đúng vị trí, hắn chậm rãi ngồi xuống, rồi cẩn thận lấy cái bình ngọc đựng vạn cổ đan ra, hít một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi đổ vạn cổ đan bên trong bình ngọc ra, rồi không ngần ngại nuốt nó, rồi bắt đầu luyện hóa vạn cổ đan. Thời gian thoáng cái trôi qua, quá trình luyện hóa vạn cổ đan cũng kết thúc. Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt hắn lúc này đã mang theo một vận vị đặc thù, thoạt nhìn tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy. Thử cảm thụ lực lượng hiện tại của mình, Tiêu Viêm lẩm bẩm, xem ra đan dược đế phẩm hiện tại đã không thể thỏa mãn được ta, dù nó vẫn có hiệu quả không tệ, nhưng so với tưởng tượng thì còn kém rất nhiều. Đan dược đế phẩm có vài phần tác dụng đối với đấu đế nhất tinh, dùng để củng cố những đấu khí còn tàn bạo cũng coi như không tệ. Tiêu Viêm đứng dậy, hiện tại hắn hoạt động một chút, ánh mắt chợt nhìn về phía cột sáng ở trung tâm tòa tháp. Tiêu Viêm có chút không đợi được nữa, Trạm lão vốn còn đang ở xa, lại tựa như tia chớp mấy bước đã xuất hiện bên người hắn. Trạm lão nói, tiểu tử muốn đi thì cứ đi đi, thực lực hiện tại của ngươi cũng có thể lên tầng thứ 2 rồi. Nghe thế, hai mắt Tiêu Viêm liền lập tức sáng lên, tầng thứ 2 là thành công pháp, hắn rất tò mò không biết công pháp bên trong tầng này có thể vượt qua công pháp phần quyết không. Bởi vậy, Trạm lão vừa dứt lời, Tiêu Viêm liền đi về phía cột sáng. Tới gần cột sáng, hắn lập tức cảm nhận được một loại năng lượng cường đại, nhưng với thực lực bây giờ, hắn tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tiêu Viêm bước nhanh tới, cột sáng thật lớn tràn ngập năng lượng nối liền với tầng 2 đang ở trước mặt, thoáng nhìn một cái, hắn liền trực tiếp bước vào. Ngay sau đó, Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện trở lại từ bên trong cột sáng, vừa bước ra, hai mắt hắn đã tỏa sáng, cảnh tượng tráng lệ trước mặt lập tức che kín đồng tử của Tiêu Viêm. Ở không gian này, vô số đoàn năng lượng đang bay lượn khắp nơi, hắn tò mò tiện tay nắm một cái, trong tay liền xuất hiện một quyển công pháp, bên trên hiện lên những chữ rõ ràng, Thiên giai U Linh Quyết. Thấy vậy, hai mắt Tiêu Viêm một lần nữa tỏa sáng, hắn nhìn vô số những đoàn năng lượng bay lượn xung quanh, liền hiểu rõ, những thứ này cũng không phải năng lượng gì, tất cả chúng đều là công pháp, nhưng cũng chỉ là một quyển công pháp thiên giai,
còn chưa đủ khiến Tiêu Viêm kinh ngạc, thế nhưng, đến đây, con ngươi đen nhái của hắn lại có rút lại, nhiều công pháp thiên giai như vậy, dù là công pháp thiên giai trong Kiêu tộc cũng không thể sao bằng. Ngay lúc Tiêu Viêm khiếp sợ, bên người hắn lại lóe lên một thân ảnh, Trạm lão đã xuất hiện, vừa thấy vẻ kinh ngạc trên mặt hắn, Trạm lão liền nói, loại công pháp thiên giai này, đối với ngươi đều quá thấp, nhìn thấy quyển ở trung tâm kia không, nó mới là thứ tốt. Tiêu Viêm nghe thế thì khẽ giật mình, nhìn theo hướng mà Trạm lão chỉ, xem xét xung quanh một chút, hắn liền phát hiện, ở đó có 4 cột sáng năng lượng, trong mỗi cái đều có một quyển công pháp. Tiêu Viêm nhìn trái nhìn phải, xem ra, quyển công pháp có màu lam nhạt sẽ là công pháp tốt nhất, ở giữa 4 cột sáng, còn có một cái cột sáng tràn ngập khí tức của hỏa diễm khác, so với mấy cột sáng màu lam nhạt kia, cột sáng màu đỏ này còn lớn hơn mấy lần, mà nó cũng chính là cái cột sáng mà Trạm lão chỉ cho Tiêu Viêm, mấy cột sáng cơ hồ chống đỡ toàn bộ tầng công pháp, quang mang bên trong tỏa ra xung quanh, khiến cả không gian đều mang một màu lam u ám. Thấy cảnh sắc kỳ dị kia, Tiêu Viêm cũng không khỏi mím môi. Tiêu Viêm chậm rãi đi qua, vô số quang đoàn vây quanh hắn cũng dần bay lên. Sau khi tiến đến phía trước cột sáng màu đỏ, hắn liền trực tiếp vươn tay ra, chộp vào bên trong của sáng. Ngay khoảnh khắc bàn tay Tiêu Viêm tiến vào bên trong cột sáng màu đỏ kia, toàn bộ tầng công pháp liền khẽ lay động, trên trán hắn toát ra một chút mồ hôi lạnh. Bàn tay hắn vươn vào bên trong cột sáng, ngón tay vừa chạm đến quang đoàn, Tiêu Viêm còn đang chuẩn bị bắt lấy nó, quang đoàn kia đã hóa thành một vệ năng lượng, theo ngón tay mà chủ tọt vào cơ thể hắn. Một lượng tin tức phức tạp tràn vào trong đầu Tiêu Viêm, trên mặt Trạm lão phía sau lập tức hiện lên một vẻ kỳ dị, trong lòng lão thầm lẩm bẩm, thật không ngờ tiểu tử này lại được Bát Cực Thiên Quyết công nhận. Bị một lượng thông tin cường đại tràn vào, đầu Tiêu Viêm liền chứng đến mức run rẩy, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, tập trung tinh thần, vội vàng sắp xếp mấy thông tin đột ngột kéo đến. Chỉ chốt lát sau, Tiêu Viêm đột nhiên trở nên sửng sốt, hắn phát hiện bên trong các thông tin cực lớn kia lại có 2 chữ phần quyết. Lúc này ngoại trừ sửng sốt cùng vui mừng, rồi bắt tiếp tục cẩn thận tiêu hóa những tin tức vừa xâm nhập vào đầu mình. Bát Cực Thiên Quyết, 1 là phần quyết, 2 là hàn quyết, 3 là lực quyết, 4 là lôi quyết, 5 là yêu quyết, 6 là ma quyết, 7 là linh quyết, 8 là hóa thiên quyết. Bát Cực Thiên Quyết này vô cùng quỷ dị, Tiêu Viêm cũng không biết nó thuộc đẳng cấp nào, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy công pháp này cao hơn thiên giai, mà chỉ điểm này thôi cũng đủ để Tiêu Viêm hoảng sợ. Bát Cực Thiên Quyết, tên như nghĩa, công pháp kỳ dị này có 8 quyết, phần quyết mà Tiêu Viêm tu luyện chính là quyết đầu tiên trong đó. Thế nhưng, bên trong Bát Cực Thiên Quyết lúc này chỉ có tin tức của phần quyết, 7 quyết khác thì ngoại trừ tên cũng không có thông tin cụ thể nào. Điều này mới là thứ khiến Tiêu Viêm cảm thấy đau đầu, cẩn thận xem thông tin bên trong phần quyết, hắn liền phát hiện, so với phần quyết trong cơ thể hắn, những thông tin này càng đầy đủ và hoàn mỹ hơn, đây chính là bản đầy đủ của phần quyết. Tiêu Viêm không biết đẳng cấp của công pháp này là gì, nhưng nhìn bản phần quyết đầy đủ này, lại thấy nó chỉ vẹn vẹn xếp vị trí đầu tiên, hắn càng thêm chắc chắn, công pháp này cao hơn thiên giai. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm liền bắt đầu thử chuyển hóa đấu khí của mình. Phần quyết vốn tồn tại trong gân mạch của hắn, lập tức lặng lẽ phân hóa ra, chui vào bên trong rất nhiều gân mạch, đấu khí khổng lồ trong cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi vận hành, mà cùng lúc này, dị hỏa bên trong người hắn lại đột nhiên dao động, một tia hỏa diễm vàng nhạt lại chậm rãi phiêu phủ cùng một chỗ với những dị hỏa khác của hắn. Cảm ứng được biến hóa này, Tiêu Viêm kinh ngạc thốt lên, đây là, nó còn có tác dụng trong việc dung hợp dị hỏa sao? Vận hành công pháp phần quyết mới này, hắn liền phát hiện, đấu khí trong cơ thể một lần nữa tăng lên cấp độ khác, toàn bộ chỗ trống trong đan điền nhất thời bị kinh mạch chiếm dụng. Thấy khí tức của Tiêu Viêm biến hóa, Trạm lão liền mỉm cười nhẹ giọng lẩm bẩm, tiểu tử này bắt đầu tu luyện sao? Nói rồi, lão lại tiếp tục yên lặng quan sát biến hóa của Tiêu Viêm. Lần chuyển hóa này của hắn chiếm dụng rất nhiều thời gian. 4 tiếng sau, Tiêu Viêm vốn ngồi xếp bằng bên dưới cột sáng mới chậm rãi mở mắt ra. Đấu khí màu đỏ vốn nằm bên trong những lưới kinh mạch không nhanh không chậm chảy xuôi, luyện công pháp phần quyết hoàn chỉnh, Tiêu Viêm liền nhận ra, tuy có mấy phần khớp với công pháp phần quyết lúc trước của hắn, nhưng cũng có rất nhiều chỗ không đơn giản. Sau khi tu luyện bản phần quyết đầy đủ, tất cả các giác quan cùng linh hồn lực trên người hắn đều được khuếch đại lên, mà xung quanh tia hỗn độn thánh diễm cô độc cũng đã nổi lên rất nhiều hỗn độn thánh diễm li ti. Trạm lão thấy Tiêu Viêm nhìn sang thì mỉm cười hỏi, tu luyện pháp quyết phần quyết thành công rồi sao? Tiêu Viêm vừa khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, hắn mở miệng hỏi, Trạm lão, Bát Cực Thiên Quyết này là công pháp cấp nào, tại sao bên trong công pháp này lại có phần quyết? Dù không nói đến chuyện Bát Cực Thiên Quyết này thuộc vào công pháp cấp nào, nhưng thứ khiến Tiêu Viêm khiếp sợ chính là bên trong 8 quyết của nó lại có phần quyết. Phần quyết là một loại công pháp có thể tiến hóa, chẳng lẽ Bát Cực Thiên Quyết này cũng giống như vậy? Trạm lão nghe hắn hỏi thì cười hắc hắc rồi nói, ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây, ta chỉ biết rằng hình như thứ này có thể tiến hóa. Nghe thế, đồng tử trong mắt Tiêu Viêm liền có rút, hắn quả nhiên đoán không sai, nếu như công pháp này giống phần quyết, vậy phần quyết cần thôn phệ dị hỏa để tiến hóa, cái Bát Cực Thiên Quyết này lại cần thôn phệ thứ gì mới tiến hóa được đây? Tiêu Viêm một lần nữa mở miệng, Bát Cực Thiên Quyết này thôn phệ thiên hỏa liền có thể tiến hóa sao? Trạm lão lắc đầu rồi nói, công pháp này cũng không phải là cái phần quyết tàn tạ trước kia của ngươi, chỉ cần thôn phệ riêng hỗn độn thánh diễm liền có thể tiến hóa. Bát Cực Thiên Quyết sở dĩ gọi là bát cực, vì bên trong nó có 8 cái riêng biệt, cũng chính là 8 quyết mà ngươi biết, mỗi một pháp quyết đều có một thuộc tính đặc biệt, vậy nên, nếu muốn Bát Cực Thiên Quyết tiến hóa, cần thôn phệ 3 kỳ vật. Nói đến 3 từ cuối, Trạm lão cố ý kéo chậm lại, ở đầu đế đại lục, đương nhiên, người người đều biết 3 kỳ vật là cái gì, thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, 3 vật thần bí do năng lượng tự nhiên sinh ra,
chúng đều vô cùng hiếm có, cũng chính là những thứ chỉ có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa, mỗi một vật đều có linh tính của riêng mình, người thường há có thể sở hữu. Dừng một chút, để Tiêu Viêm tiêu hóa tin tức, Chậm Lão lại tiếp tục, mỗi một lần tiến hóa đều phải thôn phệ cùng lúc ba kỳ vật, thiếu một loại cũng không được. Hiện tại, ngươi đã biết, muốn tiến hóa công pháp này, khó đến rừng nào rồi chứ? Thoáng nhìn Chậm Lão một cái, thân thể Tiêu Viêm hơi cứng lại, dựa vào ba kỳ vật mới tiến hóa được sao? Đến cùng, ai tiến hóa ai còn chưa chắc đâu. Người sáng tạo ra loại công pháp này, rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ? Chậm Lão không đợi Tiêu Viêm lên tiếng, liền nói tiếp, ở phiến đại lục này, công pháp tự nhiên cũng có cấp bậc cao hơn, thiên giai ngươi thấy đơn giản chỉ là vật hiếm có ở Đế Châu, nếu đặt trên toàn bộ đại lục, thứ kia chỉ như rác rưởi. Thánh giai, vực giai, giới giai, các phương pháp cấp bậc như vậy, mới là thứ công pháp mà những cao nhân trên phiến đại lục này muốn có. Thánh giai, vực giai, giới giai sao? Nghe lão nói vậy, Tiêu Viêm không khỏi tò mò, phần quyết hiện tại của mình rốt cuộc thuộc giai nào? Bởi thế, hắn liền mở miệng hỏi, vậy phần quyết hiện tại của ta, có phải là thánh giai rồi không? Chậm lão nghe hắn hỏi, thì lại khinh thường mà trả lời, thánh giai, ngươi cho rằng thánh giai là cấp bậc như này sao? Còn kém xa, phần quyết hiện tại của ngươi, cũng chỉ cao hơn thiên giai bình thường một chút thôi, cách thánh giai còn rất xa. Tiêu Viêm nghe thế thì không cam tâm, có ba giai cao như thế đè ép thiên giai, hắn cũng không muốn dùng đến công pháp rác rưởi để xông pha trên cái đại lục này, nơi người người đều là đấu đế. Thấy bộ dạng của hắn, Chậm Lão lại nói tiếp, nếu ngươi thôn vệ được ba loại kỳ vật, phần quyết tự nhiên sẽ tiến hóa, thế nhưng cũng sẽ không còn phần quyết, mà cũng chưa đạt tới thánh giai. Tiêu Viêm nghe lão nói lại không hiểu, mà hỏi lại, không còn phần quyết sao? Chậm Lão giải thích, đúng vậy, không còn phần quyết nữa, mà sẽ tiến hóa thành hàn quyết. Tiêu Viêm nghe thế thì có chút hiểu ra phương thức tiến hóa của bát cực thiên quyết, hắn nói, hóa ra là như vậy. Có phải rằng, sau mỗi lần tiến hóa, quyết pháp cấp thấp hơn, sẽ tiến hóa lên quyết pháp cao cấp hơn, quý như phần quyết tiến hóa lên hàn quyết tiến hóa thành lực quyết, cứ như vậy, mà tiến hóa thẳng thành hóa thiên quyết. Chậm lão không lộ ra cảm xúc gì, mở miệng khen ngợi hắn, tiểu tử thông minh, Tiêu Viêm đã hiểu, nhưng lại vẫn quan tâm đến đẳng cấp của công pháp, vì thế hắn lại tiếp tục hỏi, vậy thì phải tiến hóa đến quyết pháp nào, mới đạt tới thánh giai? Chậm lão trả lời, quyết pháp lực quyết thứ 3, chính là thánh giai, mà quyết thứ 6, là vực giai, quyết pháp hóa thiên quyết cuối cùng chính là giới giai trong truyền thuyết. Tiêu Viêm nghe xong liền lẩm bẩm trong miệng, vậy mà vừa rồi ngươi còn nói không biết công pháp này thuộc đẳng cấp gì. Chạm lão thấy hắn nói vậy thì mắng, nói lời thừa, nếu ngươi không thôn phệ đủ ba loại kỳ vật, công pháp này liền không thể biến hóa, vậy chẳng phải không rõ đẳng cấp của nó thì là cái gì? Ai biết được ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu lần ba kỳ vật kia? Ta đương nhiên không biết, ngu ngốc, thấy thôn phệ ba kỳ vật công pháp mới tiến hóa được. Tiêu Viêm liền lâm vào trầm mặc. Thấy Tiêu Viêm trầm mặc, Chạm lão vừa vuốt sâu vừa nhấn mạnh nói, giới giai à, công pháp như vậy ngay cả lão phu cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng, tiềm lực của bát cực thiên quyết này là thứ không thể nghi ngờ, chỉ là hy vọng, để tiến hóa nói đến giới giai, thực sự là nhỏ đến đáng thương. Lão nói vậy, Tiêu Viêm cũng chưa đáp ngay, đúng vậy, để tiến hóa đến giới giai, phải thôn phệ tổng cộng 21 cái thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, 21 cái, cứ coi như trên đấu đế đại lục có nhiều kỳ vật như vậy, cũng không có khả năng đều bị hắn thôn phệ. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không khỏi thở dài một tiếng. Chậm lão lúc này lại nói, kỳ thực, muốn thôn phệ đầy đủ 3 kỳ vật, để tiến hóa đến quyết pháp thứ 8, đạt tới giới giai, cũng không phải là không thể, thế nhưng chủ yếu vẫn phải xem bản thân ngươi. Tiêu Viêm nghe chuyện kia còn có thể thì không khỏi hiếu kỳ, hắn lại hỏi tiếp, dựa vào ta sao? Chậm lão nhíu mày một chút, trong mắt lộ ra một tia quỷ dị, mở miệng đáp, đúng, cái tên tổ tiên kia của ngươi không phải từng nói để ngươi đến phủ cận ngọn núi lịch luyện sao? Ta lại thấy đây là một ý kiến hay, vật kia sẽ có trợ lực rất lớn cho ngươi, không chừng còn có thể giúp ngươi thuận tiện tăng lên đấu đế nhị tinh. Tiêu Viêm nghe vậy thì cũng khẽ giật mình. Chậm lão lại gằn từng chữ, bên trong mộ địa ma vực ở dãy núi Thiên Ma quanh Tiêu tộc. Tiêu Viêm nghe xong liền có chút nghi hoặc hỏi, mộ địa ma vực, trong mộ địa ma vực kia có thứ tốt như thế, vậy thì còn không phải bị người khác giật trước rồi sao? Như đọc được suy nghĩ của hắn, Chạm lão cười nói, người bình thường sao có thể biết đến nơi thuộc về ma tộc, thế nhưng ở trong tòa tháp này rất nhiều địa phương không muốn để người khác thấy đều lộ ra, nếu ngươi không tin ta, ngươi cứ thử về tầng luyện khí mà nhìn lên đỉnh tháp xem, ta tin rằng sau đó ngươi sẽ không nói thế nữa. Tiêu Viêm nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, thế nhưng hắn vẫn quay về tầng thứ nhất. Trong cuộc sáng ở tầng luyện khí lập tức hiện ra một bóng người, cũng chính là Tiêu Viêm. Nghe lời Chạm lão đi xuống từ tầng 2, hắn cẩn thận đảo mắt qua từng ngóc ngách ở tầng này. Sau một hồi, ánh mắt của Tiêu Viêm dừng lại ở phần chóp của đỉnh tháp, ở nơi đó có rất nhiều đường vân, hơn nữa nhìn chúng còn có chút tối nghĩa. Tiêu Viêm cẩn thận xem xét một phen, cuối cùng hắn liền phát hiện những đường vân tối nghĩa này dường như hợp lại thành một cái phù văn cổ xưa, lại cực kỳ phức tạp. Sau một hồi lâu quan sát, Tiêu Viêm mới hiểu được những đường vân kỳ dị kia. Hắn mở miệng nói, cái này là địa đồ sao? Sau khi Tiêu Viêm biết nơi mình cần đến, thì hắn cũng lập tức muốn đi ngay, nhưng mà không thể được, thực lực của hắn còn quá yếu. Với lại, hắn còn chưa thành thục sử dụng phần quyết mới được. Nghĩ đến đây, hắn liền bắt tay vô tu luyện. Cùng lúc này, bên trong đại sảnh của Tiêu tộc, một trưởng lão trợn tròn hai mắt, gay gắt nói, không được, dựa theo quy định trong tộc, người mới nhất định chỉ có thể nhập tịch sau 3 năm. Tiêu Lập và Tiêu Long ngồi ở chính giữa đại sảnh, bọn họ đang thương lượng với hai hàng trưởng lão về chuyện để Tiêu Viêm nhập tộc tịch trước thời hạn. Đến hiện tại đã qua 2 giờ, không ngoài dự đoán của Tiêu Lập, quả nhiên có rất nhiều trưởng lão đều cực lực phản đối, hai bên tranh chấp không ngừng, chuyện này liền không có cách nào được thông qua. Lý do ủng hộ
đương nhiên là chuyện đặc thù, có thể dùng cách đặc biệt để xử lý, thiên tài như Tiêu Viêm hẳn là nên được chiếu cố đặc biệt, thế nhưng lý do để phản đối cũng rất đầy đủ, mà đó lại chính là quy định trong tộc, không thể phá lệ vì bất cứ ai, bằng không, uy quyền của tộc quy còn để ở đâu, bên nào cũng cho rằng mình đúng, tranh cãi không ngừng, rồi cứ như vậy mà rằng co không cách nào đạt được đồng thuận, sắc mặt Tiêu Long vô cùng không tốt, bàn tay đặt trên mặt bàn của lão, đột nhiên vỗ mạnh cái bàn, bên dưới lập tức vỡ vụn, các chén trà xung quanh cũng không chịu nổi chấn động, mà tan tành, tất cả trưởng lão thấy Tiêu Long nổi giận, đều có chút co rúm lại, trong Tiêu tộc, địa vị của Tiêu Long đã gần bằng với Tiêu Lập, lão nổi giận, đương nhiên không ai dám lên tiếng. Trong lúc các trưởng lão của Tiêu tộc không dám lên tiếng, một vị trưởng lão ngồi ở vị trí không mấy bắt mắt, lại đột nhiên đứng dậy mở miệng nói, loại chuyện vi phạm tộc quy, tùy tiện cho tộc nhân nhập tịch trước thời hạn, quả thật có chút không ổn, ta thấy như thế này đi, Tiêu Viêm quả thật là thiên tài, chuyện này mọi người đều rõ như ban ngày, muốn đặt cách để hắn nhập tịch trước thời hạn, cũng không phải không thể, sớm 2 năm cũng không sao, nhưng trước tiên, cứ để hắn khiêu chiến với người mạnh hơn hắn một bậc đi, chỉ cần thắng, là có thể nhập tịch, hiện tại, hắn đã là đấu đế nhất tinh trung kỳ, 1 năm sau, chọn trong tộc ra một đấu đế nhất tinh hậu kỳ, rồi để hắn đến khiêu chiến, như thế không biết ý kiến của các vị trưởng lão thế nào đây, rõ ràng là phương pháp cân bằng không đắc tội bất cứ người nào, dù có chút quá đáng, nhưng cũng coi như bọn họ đã nhường Tiêu Long một bước, đối với tình hình hiện tại, e rằng đây cũng là biện pháp duy nhất, lúc này, sắc mặt Tiêu Long đã hòa hoãn hơn một chút, Tiêu Lập cũng hiểu, khả năng cũng chỉ có thể làm như thế, nếu thật sự muốn để Tiêu Viêm lập tức nhập tịch trước thời hạn, sợ rằng không thể khiến những người khắc phục, bởi vậy, lão liền nói, như thế cũng tốt, Tiêu Long, ngươi thấy thế nào? Nộ khí trong người Tiêu Long còn chưa tiêu hết, lão quay đầu nói với Tiêu Lập, các ngươi chẳng lẽ không biết, trung kỳ và hậu kỳ cách biệt lớn bao nhiêu sao? Chỉ sau 5 sao, mà đã muốn một đấu đế nhất tinh trung kỳ, khiêu chiến với một đấu đế nhất tinh hậu kỳ, vậy còn không phải quá không công bằng với hắn sao? Làm như thế, trước hay sau có gì khác biệt? Tiêu Lập thấy vậy, liền mở miệng nói với Tiêu Long, người xem, tiểu tử Tiêu Viêm này mới đến đây có bao lâu? Chỉ mới tu luyện có một lần kia, không phải hắn đã trở thành một đấu đế nhất tinh trung kỳ trung cấp rồi sao? Hắn là thiên tài, chúng ta liền phải tin tưởng hắn, không phải ngươi rất thích đánh cược sao? Bằng không, lần này chúng ta thử cược một chút xem sao? Nghe xong hai chữ đánh cược, đôi mắt của lão gia hỏa Tiêu Long lập tức sáng lên, Tiêu Long cũng lập tức tiếp lời, cược cái gì? Tiêu Lập nhướng mày một cái, chậm rãi nói, chúng ta cược xem Tiêu Viêm có thể khiêu chiến và giành thắng lợi hay không, thế nào? Tiêu Long cũng gật đầu đồng ý, hắn cũng định cược Tiêu Viêm thắng. Những mà Tiêu Lập đã chọn trước, nên hắn cũng đánh âm ức chọn kết cục còn lại. Sau khi tất cả các trưởng lão tăng họp, trong một gian phòng, một vị trưởng lão Tiêu tộc đang ngồi đó, bên người lão còn có một thanh niên khác, sắc mặt lộ ra một phe quỷ dị, người thanh niên kia, âm lãnh khom người xuống, trong tay vẽ lên một ký hiệu đại biểu, ý là giết, rồi nói, tổ tiên, Tiêu Viêm kia, có muốn phế hắn đi không? Vị trưởng lão kia nghe thế lại không tức giận, lão ta chỉ chăm chú nhìn thanh niên một chút, rồi nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng có làm chuyện ngu xuẩn, hiện tại, hắn là thiên tài đệ nhất Tiêu gia. Cho dù là Tiêu Kỳ, cũng không theo kịp hắn, nếu người giết hắn ở đây, còn không phải là muốn chết sao? Nói đến đây, lão ta lại hung hãn nói, có điều, kế hoạch hôm nay của ta đã thành công hoàn mỹ, nếu muốn nhập tộc tịch trước thời hạn, hắn sẽ phải khiêu chiến với một tộc nhân cao hơn hắn một cấp, đây chính là cơ hội tốt nhất để ra tay giết hắn, lỡ tay trong lúc giao đấu, vậy thì không ai có thể truy cứu, chẳng phải là diệu kế sao? Lão ta nói xong, sắc mặt thanh niên kia liền hơi đổi, gã khẽ gật đầu hùa theo, nhưng trong lòng lại mang một tâm tư khác. Cùng lúc này, ở bên trong kim tháp, Tiêu Viêm cuối cùng cũng đã thành thục được phần quyết, lúc này, hắn đã lấy ra mấy viên đan dược mà Tiêu Long lúc trước đã cho hắn để mà hấp thu, sau mấy ngày hấp thu mấy viên đan dược, cuối cùng hắn cũng đã tấn thăng lên đấu đế nhất tinh trung kỳ đỉnh phong. Khi hắn vừa đứng dậy thì Trạm lão đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh hắn nói, "Tiểu tử, thiên thú tu luyện của ngươi thật sự không tầm thường, không nhờ nhanh như vậy mà ngươi đã tiến vào trung kỳ đỉnh phong, nếu để những viên đan dược kia cho người bình thường, e rằng căn bản sẽ không có cách nào đạt được hiệu quả này." Tiêu Viêm nghe thế cũng mỉm cười đáp, "Toàn bộ đều do tầng luyện khí này, không có nó ta làm sao làm được như vậy, giờ ta ra ngoài tháp trước để chuẩn bị, sau đó liền tiến vào mộ địa ma vực trong núi Thiên Ma." Trạm lão vừa khẽ gật đầu, vừa nhắc nhở, chuẩn bị thêm một chút dược liệu trị thương đi, chúng là những vật phẩm không thể thiếu khi tiến vào núi. Tiêu Viêm nghe vậy thì khẽ gật đầu, liền sau đó, thân hình Tiêu Viêm liền chấn động, rồi biến mất khỏi kim tháp, hắn bay về phương xa, bởi vì hắn cũng không biết tiền của đấu khí đại lục có thể dùng ở nơi này không, nên hắn quyết định tìm Tiêu Long hỏi trước một chút, cũng tiện thể nói với lão một tiếng về chuyện hắn muốn đi núi Thiên Ma, nơi Tiêu Long ở chính là đan điện. Nhìn tòa kiến trúc quen thuộc trước mắt, hắn khẽ nhếch môi lên, từ từ đáp xuống, thân hình Tiêu Viêm rơi xuống ở bên ngoài đan điện, hắn thử gõ cửa một cái, sau một lát, trong phòng liền vang lên một giọng nói già nua, "Là Tiêu Viêm à, vào đi." Đẩy cửa ra, Tiêu Viêm đi thẳng vào bên trong, lúc này, hắn thấy Tiêu Long đang ngồi bên cạnh bàn, vô cùng chăm chú xem một phương thuốc. Tiêu Viêm chắp bạn chào hỏi, "Tổ tiên." Tiêu Long nghe thế thì ngẩng đầu lên, lão mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, trong mắt lại xẹt qua một vệt kinh ngạc. Khí tức của Tiêu Viêm quả thật đã dọa Tiêu Long nhảy lên một cái. Lão chăm chú nhìn Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, "Tiểu tử ngươi tiến vào đấu đế nhất tinh trùng kỳ cao cấp rồi sao?" Bây giờ lão cảm nhận được Tiêu Viêm đã đạt đến giai đoạn cao cấp của đấu đế trung kỳ, nhưng nếu để lão biết thực lực chân chính của hắn đã là đấu đế nhất tinh trung kỳ đỉnh phong,
E rằng cũng không đơn giản chỉ là giật mình thôi đâu. Tiêu Viêm mỉm cười, có chút lấy lòng mà trả lời, đều nhờ vào đan dược mà tổ tiên luyện chế, nếu không, ta cũng không thể đạt đến như vậy. Tiêu Long nghe hắn nói thì cũng có chút không tin, nghi hoặc tiếp lời, dựa vào mấy viên thuốc ta đưa cho ngươi kia sao? Vài viên đế phẩm nhất cấp cùng một viên đế phẩm nhị cấp liền có thể giúp người ta tăng lên một cấp, quả thực là chuyện không thể nào, có đánh chết lão cũng không tin. Tiêu Viêm nghe thế liền đáp, ta thực sự chỉ hấp thu 5 viên đan dược mà tổ tiên cho ta mà thôi. Tiêu Long vẫn chăm chú quan sát hắn, qua một lúc lâu, lão mới mở miệng nói, thật vậy à, tiểu tử, ngươi thật đúng là không phải một thiên tài bình thường. Tiểu Long tủm tỉm cười nói, tốt lắm, tiểu tử ngươi vẫn luôn luôn khiến người ta phải kinh ngạc, đừng nhiều lời nữa, nói đi, ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Tiêu Viêm liền nói ra chuyện, muốn đi núi Thiên Ma cho Tiêu Long biết. Vốn Tiêu Long còn cho rằng Tiêu Viêm sẽ đợi một thời gian nữa mới đi, nhưng mới chỉ qua có vài ngày, hắn lại nói cho lão biết chuyện hắn muốn ra ngoài lịch luyện. Bởi vậy Tiêu Long có hơi ngạc nhiên hỏi, hiện tại người đã muốn đi lịch luyện rồi sao? Tiêu Viêm gật đầu xác nhận, đúng vậy, ta chuẩn bị ra ngoài. Phải rồi, tổ tiên, tiền tệ của đấu khí đại lục còn có thể sử dụng ở đây không? Tiêu Long nghe hắn hỏi thì khẽ gật đầu, rồi vung tay lên ném một cái nạp giới cho Tiêu Viêm nói, không thể dùng, nhưng những thứ này là ta chuẩn bị cho ngươi, bên trong có 1 vạn kim tệ đã sớm chuẩn bị sẵn để phòng hở cho bất cứ tình huống nào. Tiêu Viêm nhận lấy nam giới, kiểm tra một hồi, hắn liền phát hiện ở bên trong thuốc trị thương cùng nhu yếu phẩm cần thiết khi đi lịch luyện đều được chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Tiêu Viêm mỉm cười hài lòng, cẩn thận thu hồi nạp giới lại, chắp tay nói, đa tạ tổ tiên. Tiêu Long thấy hắn nói vậy thì khua khua tay cười đáp, không cần cảm ơn, có điều lần này đi ra ngoài tu hành, nếu muốn nhập tộc tịch, ngươi nhất định phải trở về trong vòng 1 năm. Tiêu Viêm nghe lão nói thì khẽ gật đầu, sau đó liền quay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên lão thốt lên, đúng rồi, không phải lão đầu minh đế kia có cho ngươi la bàn sao? Ngươi ghi lại vị trí của Tiêu tộc đi, nếu gặp chuyện nguy hiểm thì cũng có thể thuận lợi truyền tống trở về. Nếu Tiêu Long không nói, Tiêu Viêm quả thật đã quên mất chuyện la bàn. Tiêu Viêm nhanh chóng nâng nạp giới lên, trong tay hắn tức thì xuất hiện một hòn đá màu u lam, vuốt ve chất liệu đặc biệt của hòn đá kia. Tiêu Viêm hơi nhếch môi lên, hắn điều khiển linh hồn lực từ từ thấm vào bên trong hòn đá. Một quang ảnh chợt hiện lên, quang ảnh này tựa như một cái địa đồ thu nhỏ, ở giữa có một đạo ấn ký uốn lượn, cũng là vị trí của Thiên Minh Cốc được ghi lại lúc trước. Tiêu Viêm lập tức ghi đè vị trí của Tiêu tộc lên đạo ấn ký kia, rồi rút linh hồn lực khỏi hòn đá. Xong xuôi, Tiêu Viêm nhếch miệng cười nói, quả nhiên là thứ tốt, sau này nếu muốn về Tiêu tộc, chỉ cần linh hồn lực đủ cường đại thì chỉ trong nháy mắt hắn liền có thể trở về. Sau khi ghi lại ấn ký, hắn mới cẩn thận thu la bàn vào trong nạp giới. Lúc này Tiêu Long lại ngưng kết thủ ấn nói, nhớ kỹ đó, đi thôi, để ta báo cho Tiêu Lập một chút. Lão vừa dứt lời, một đạo quang ảnh liền trồi lên trong tay, rồi đột nhiên hóa thành một vệt sáng bay ra bên ngoài đại điện, rồi lao vút về phương xa. Thấy phương pháp truyền tin đặc biệt của Tiêu Long, Tiêu Viêm cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Tiêu Long cũng phát hiện điều này, liền biết Tiêu Viêm không hiểu phương pháp lão dùng để truyền tin. Ý niệm vừa động, ngón tay của Tiêu Long cũng điểm nhẹ một cái lên đầu Tiêu Viêm, trực tiếp chuyển loại phương pháp này cho hắn. Đây là phương pháp dùng đấu khí ngưng tụ thông tin, cũng là kỹ năng cơ bản, thường được sử dụng ở đấu đế đại lục. Thời gian sau đó, hai người cũng không trì hoãn nữa. Tiêu Long lấy ra la bàn, bọn họ chỉ giây lát đã biến mất khỏi đan điện. Thoáng một cái, hai thân ảnh liền xuất hiện ở một nơi khác. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Vừa thấy cái xoáy này, Tiêu Viêm liền thầm nghĩ, đây không phải là nơi mình tới, lúc đến đây lần đầu tiên sao? Như đoán được suy nghĩ của hắn, Tiêu Long liền giải thích, lối đi này không chỉ dẫn đến Thiên Minh Cốc, mà còn có thể dẫn đến những nơi khác, thế nhưng nó chỉ có thể truyền tống ngươi đến Ma Vân Trấn, gần núi Thiên Ma thôi, từ đó, ngươi phải tự đi vào núi. Nói xong, Tiêu Long lại bổ sung thêm, chờ một chút, tổ tiên Tiêu Lập của ngươi cũng tới. Lão vừa dứt lời, một thân ảnh liền ẩn hiện trước mắt hai người Tiêu Viêm và Tiêu Long. Người kia đương nhiên chính là Tiêu Lập. Tiêu Viêm thấy lão thì vội chắp tay chào hỏi, tổ tiên Tiêu Lập. Thấy Tiêu Viêm, Tiêu Lập liền lộ ra một chút tán thưởng, căn dặn, ngươi đi lịch luyện một mình thì phải cẩn thận, lúc đến Ma Vân Trấn cũng phải cẩn thận một chút, ở nơi đó cũng có một số thế lực của Y Ma giáo, trước đó bọn họ cũng đã từng tập kích ngươi, nếu gặp nguy hiểm nhớ thông chi về Tiêu tộc ngay lập tức, chúng ta sẽ nhanh chóng đuổi tới. Dặn dò Tiêu Viêm xong, ánh mắt lão lại chuyển về phía Tiêu Long, mở miệng hỏi, ngươi cũng đã chuẩn bị các thứ cần thiết cho Tiêu Viêm rồi chứ? Tiêu Long nghe thế thì khẽ gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ngày thường tuy ta thích cờ bạc, nhưng với những chuyện như thế này ta cũng sẽ không làm qua loa đâu. Tiêu Lập gật đầu, Tiêu Viêm cũng chắp tay với hai người rồi bay vọt vào trong. Ma Vân Trấn nằm ở phía dưới dãy núi Thiên Ma, toàn bộ thành trấn được xây dựng dựa vào lưng núi, dược liệu cùng các loại mỏ khoáng hiếm bên trong dãy núi đều vô cùng phong phú, bởi vì địa thế gần với dãy núi Thiên Ma, tài nguyên của Ma Vân Trấn đương nhiên cực kỳ sung túc. Bóng người đông nghẹt liên tục lui tới bên trong trấn, thể hiện rõ danh tiếng gần như khủng bố kia của Ma Thị Trấn. Thân hình Tiêu Viêm dừng lại phía trên Ma Vân Trấn, cúi nhìn trấn nhỏ có chút thần bí bị mây mù bao phủ này, ánh mắt hắn hiện lên một chút kinh ngạc. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi đáp xuống bên ngoài trấn không xa, chậm rãi đi vào bên trong Ma Vân Trấn. Tiêu Viêm vừa đi vừa thăm dò địa thế xung quanh Ma Vân Trấn. Ma Vân Trấn kéo dài thẳng đến dưới chân núi dãy núi, ngay tại cửa thành cao lớn, dòng người hội tụ đông như kiến. Tiêu Viêm cũng đi theo dòng người tiến vào bên trong Ma Vân Trấn. Diện tích bên trong Ma Vân Trấn lớn đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được. Tiêu Viêm phóng tầm mắt nhìn xung quanh, ngay giữa con đường nọ có mấy chữ lớn lộ ra một chút huyết khí, Y Ma giáo. Tiêu Viêm nhìn kiến trúc mang theo một chút tà khí kia, mím môi nghĩ, đó chính là thế lực chi nhánh của Y Ma giáo ở Ma Vân Trấn sao? Sau đó
hắn lại thầm nghĩ, trước tiên, cứ dạo một vòng bên trong thành trấn đã. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lập tức đi về phía một con đường khác. Tản bộ trong trấn gần nửa canh giờ, Tiêu Viêm xem như đã thăm dò tình hình của Ma Vân trấn một cách sơ lược. Bên trong Ma Vân trấn, phần lớn các thế lực đều thuộc về dưới trướng của Y Ma giáo, có điều, dù sao nơi này cũng là thành trấn có tiếng, xung quanh dãy núi Thiên Ma, đương nhiên cũng có một vài phân bộ của các thế lực khác tồn tại, cho nên, sau khi tiêu phí không ít đại giới, Tiêu Viêm vẫn đạt được một chút tình báo liên tới đến Y Ma giáo, hành tung của hắn đến cùng là do ai lộ ra, Tiêu Viêm cũng cực kỳ để ý, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, Y Ma giáo chính là đối tượng đầu tiên mà hắn muốn đại khai sát giới. Tiêu Viêm lại tiếp tục chậm rãi đi dạo không có mục đích, bên trong tiểu trấn, trước mắt hắn xuất hiện một cửa hàng bán dược liệu, điều này khiến con người của Tiêu Viêm sáng bừng lên, bước vào cửa hàng rộng rãi, nguyệt quang thạch trên vách tường, khiến trong tiệm được chiếu sáng giống như ban ngày. Lúc này, khách nhân trong tiệm không ít, nhân viên cũng cực kỳ bận rộn, cho nên, không có người nào đến chào hỏi Tiêu Viêm. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn lướt qua các quầy hàng trong suốt, khi ánh mắt hắn đảo đến một hộp ngọc nhỏ, đặt ở nơi hẻo lánh, lại hơi sững sờ, ánh mắt hắn xuyên qua quầy hàng trong suốt, hai mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào khối vật thể màu xanh nhạt, đặt bên trong hộp ngọc nhỏ. Sau một hồi lâu, hắn khẽ liếm môi một cái, thản nhiên như không có việc gì, chậm rãi đến gần quầy hàng, Tiêu Viêm cúi đầu xuống, một lần nữa đánh giá khối vật thể xanh nhạt kia, ôm chậm rãi thu hồi ánh mắt, có chút tham lam cùng hưng phấn. Tiêu Viêm ngẩng đầu cười nói với người nhân viên cửa hàng, phiền ngươi lấy thứ này cho ta xem một chút. Người thanh niên liền nhếch miệng nói, thanh linh chi, dược liệu cấp thấp, 100 kim tệ. Thanh linh chi cũng là một trong những dược liệu quan trọng để luyện chế vạn cổ đan, nhưng thanh linh chi vẫn có một vài chủng loại hiếm thấy, ví dụ như huyết linh chi, nếu dùng huyết linh chỉ để luyện chế vạn cổ đan, mức độ cô đọng của đan dược lại tăng lên thêm một cấp độ. Tiêu Viêm không để ý đến thái độ của nhân viên cửa hàng kia, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, tiện tay tiếp nhận khối dược liệu bị người ta cho là thanh linh chi cấp thấp này, ngón tay hắn vuốt nhẹ lên nó, âm thầm tìm kiếm, hắn khẽ lật nhẹ lớp da màu xanh nhạt bên ngoài, quả thật là lộ ra một chút màu đỏ tươi giống như máu. Khi nhìn thấy một mảnh đỏ tươi này, khóe mắt Tiêu Viêm có chút run rẩy, không chút dấu vết nhẹ nhàng sờ lên mũi, hắn hít một hơi thật sâu, hương vị dược liệu ngây ngô kỳ lạ kia khiến đáy mắt của hắn không nhịn được lóe lên một tia vị sắc. Tiêu Viêm cười thầm, quả nhiên là huyết linh chi, hôm nay nay vận khí của hắn đúng là không tệ, loại dược liệu như huyết linh chi rất khó tìm được, trên dãy núi Thiên Ma kia có thể được bán với giá 1000 kim tệ. Tiêu Viêm mỉm cười, ném thẳng 100 kim tệ cho nhân viên cửa hàng kia, hắn cẩn thận thu hồi hộp ngọc đựng huyết linh chi, sau đó lại chọn thêm một vài loại dược liệu luyện chế thuốc trị thương, mới hài lòng rời đi. Tiêu Viêm tìm một khách sạn 5 sao để trụ lại, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sáng hôm sau, Tiêu Viêm chậm rãi rời khỏi trấn nhỏ phồn hoa này, một mình lẻ loi tiến thẳng về phía dãy núi Thiên Ma. Trong khu rừng yên tĩnh, Tiêu Viêm nắm giữ dị hỏa hàng cổ xích trong tay, cẩn thận bước tới. Sau khi tiến vào trong, Tiêu Viêm thầm gọi trong lòng, Chậm lão, làm sao bây giờ? Ở trong tháp, một giọng nói già nua vang lên bên tai Tiêu Viêm, đi về phía đông, trước tìm một chỗ dàn xếp lại đã, thực lực hiện tại của ngươi có chút thấp. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân hình lập tức bước về hướng đông, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm để chiến đấu, trước tiên tìm một chỗ an thân rồi tính tiếp. Thân hình Tiêu Viêm nhanh chóng lao sâu vào trong dãy núi Thiên Ma. Sau khi đi được mấy chục dặm, một cỗ khí tức ẩm ướt chậm rãi len vào trong cơ thể Tiêu Viêm, cảm giác được không khí đột nhiên trở nên có chút ẩm thấp, tốc độ cực nhanh ban đầu của Tiêu Viêm chậm rãi dừng lại. Tiêu Viêm nói, đến rồi. Sau đó hắn nhẹ nhàng sờ mũi, xuyên qua rừng cây rậm rạp cản đường trước mắt, một cái thác nước cực lớn xuất hiện, phát ra âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc. Tiêu Viêm chậm rãi đến gần thác nước, ánh mắt hắn cẩn thận nhìn lướt qua bốn phía, lực lượng linh hồn thận trọng thăm dò xung quanh, sau khi không cảm nhận được sự có mặt của ma thú, lúc này hắn mới thở dài một hơi, tiến vào vách núi cao chót vót. Sau khi Tiêu Viêm cẩn thận chọn lựa thật lâu, hắn mới chọn một sơn động cách mặt đất khoảng 4-5 mét, thân hình lập tức chui vào bên trong. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, hắn liền ngồi xếp bằng khôi phục đấu khí, nhờ vào phần quyết đầy đủ mà tốc độ khôi phục của hắn đã tăng lên mấy lần, thoáng cái đã hồi phục đầy đủ. Tiêu Viêm lại lần nữa liên hệ với Trạm lão. Tiêu Viêm nhẹ nhàng hỏi, Trạm lão, nơi an thân ta đã chuẩn bị xong, tiếp theo nên làm gì đây? Trạm lão ở bên trong Tử Thần Hư Linh Tháp trả lời, trước tiên không vội tiến vào mộ địa ma vực, vẫn cần phải chuẩn bị thêm vài thứ, hiện tại thực lực của ngươi vẫn không thể tiến vào tầng dược liệu, cho nên những vật này nhất định phải thu hoạch trong dãy núi. Trạm lão nói xong, tên ba loại dược liệu xa lạ hiện lên trong đầu Tiêu Viêm, huyết linh thảo, tụ linh chi, hóa ma quả. Huyết linh thảo có thể ngăn cản công kích huyết khí, bảo hộ cơ thể cùng đầu óc thanh tỉnh, muốn đến ma vực mộ địa, thứ này cực kỳ quan trọng. Tụ linh chi lại là vật càng không thể thiếu, nó có thể làm cho đấu khí đã tiêu hao gần như không còn trong cơ thể hồi phục lại trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt, dưới tình huống khẩn cấp không chừng có thể cứu được một mạng. Về phần hóa ma quả, loại dược liệu này cực kỳ hiếm thấy, cho dù với số lượng huyết minh thảo đã vô cùng hy hữu thì thứ dược liệu này càng quý hiếm hơn gấp chục lần, nhưng công hiệu của nó đương nhiên là cường đại nhất, có công hiệu hóa ma. Ở bên trong mộ địa thường xuyên có người của ma tộc sau khi chết đi biến thành ác linh, hóa ma quả sẽ có thể tùy tiện hóa giải, trực tiếp biến ác linh thành một vũng máu. Hóa ma quả này đương nhiên là vật cần thiết. Để tiến vào mộ địa, Tiêu Viêm chậm rãi bước ra khỏi sơn động, nhìn dãy núi Thiên Ma mênh mông vô bờ, đột nhiên dũng mãnh lao về phía xa, lực lượng linh hồn tản ra che trời lấp đất, có lực lượng linh hồn trợ giúp, việc tìm kiếm những loại dược liệu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Qua một thời gian dò xét, nhờ phúc của tác giả độ nên hắn đã cảm ứng được ở một nơi sâu trong mộ địa
có năng lượng dược liệu rất nồng đậm. Sau khi hắn đến nơi thì phát hiện, ở nơi này liền có huyết linh thảo và tụ linh chi. Hắn liền mừng như điên, nhưng chưa kịp mừng được bao lâu, thì hắn phát hiện ở đây có một con ma thú thủ hộ, thuộc lúc nhất tinh đấu đế hậu kỳ. Sau khi Tiêu Viêm bàn bạc với Trạm lão xong, thì hắn cũng quyết định liều mạng với nó. Sau khi trải qua một trận chém giết thảm khốc, thì nhờ vào hào quang nhân vật chính, thì cuối cùng hắn cũng đã giết được con ma thú thủ hộ đó. Hắn liền thu hai dược liệu kia vào và cũng không quên lấy đi ma hạch của nó. Sau khi hắn xếp bằng khôi phục đấu khí xong, liền định xuất phát tìm dược liệu cuối cùng, mà ngay lúc này, hắn cảm ứng được có người tới, liền lập tức lẫn trốn. Khi hai người đó xuất hiện, Tiêu Viêm liền nhìn chằm chằm vào bọn họ, trên ngực bọn họ có đeo một huy hiệu, rõ ràng là người của Y Ma giáo. Tiêu Viêm nghe thấy mấy tên trung niên đó nhắc đến tên mình thì khẽ cau mày lẩm bẩm, quả nhiên, người của Y Ma giáo đang tìm hắn, hành tung lần này của hắn là do ai tiết lộ ra ngoài. Tiêu Viêm nhìn hai tên trung niên, thực lực chẳng qua là đấu đế nhất tinh trung kỳ sơ cấp mà thôi, giải quyết hết cũng sẽ không quá phiền phức. Tên trung niên khẽ gật đầu, vừa muốn xoay người rời đi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, một đạo kình khí hung mãnh chính diện đánh tới, giống như thiểm điện, công kích đột nhiên xuất hiện, khiến tên trung niên phản xạ có điều kiện vung nắm đấm đánh ra một quyền thật mạnh. Nhưng cổ kình khí kia quá mạnh mẽ, vượt xa dự đoán của hắn ta, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, lồng ngực nặng nề, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bắn ngược về phía sau, tạo thành một đường cong giữa không trung. Ngay lúc này, tên trung niên đó vội vàng hướng về đồng bạn đang ngẩn người hô lớn giết hắn, nhưng tiếng hô của hắn vẫn chưa ra hết, một bóng người đã nhanh chóng lao ra. Tại thời điểm giao nhau với tên trung niên, khuỷu tay đập mạnh vào yết hầu của tên trung niên, ngay lập tức một âm thanh răn rắc vang lên giữa khu rừng vắng lặng, toàn thân tên trung niên hoàn toàn bất động, ầm một tiếng nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Từ lúc đột nhiên bị tập kích đến khi tên trung niên chết đi, bất quá chỉ ngắn ngủi có 7-8 giây, gã trung niên còn lại hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, phát hiện đồng bạn của hắn ta đã không còn hô hấp, thực lực hai bên thật sự là cách quá xa. Hai gã trung niên đấu đế nhất tinh trung kỳ sơ cấp, sao có thể là đối thủ của Tiêu Viêm? Gã trung niên còn sống hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn bóng người đầy máu cách gã không xa, có chút lắp bắp hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại công kích chúng ta? Tiêu Viêm vừa tiến tới gần gã, vừa lạnh lùng trả lời, không phải các ngươi đang tìm ta hay sao? Đồng tử của gã hơi co lại, gã trung niên bất giác hô lên, ngươi, Tiêu Viêm. Ngay sau đó, gã đột nhiên quay đầu chạy, gã vừa lấy một viên đạn tín hiệu từ trong ngực, chuẩn bị bắn lên, lực hút sau lưng đột nhiên tăng vọt, đạn tín hiệu liền rời khỏi tay. Tiêu Viêm trở tay đón lấy viên đạn tín hiệu này, cất nó vào trong nạp giới, bàn chân đột nhiên đạp một cái, thân hình lao về phía gã trung niên. Nhìn Tiêu Viêm lao đến với tốc độ mạnh mẽ như vậy, trên mặt gã trung niên lộ ra vẻ khủng hoảng vô tận, soạt một tiếng, gã rút trường kiếm bên hông ra, hung ác bổ mạnh về phía Tiêu Viêm, thân hình nghiêng sang bên một chút, tùy tiện tránh đi thế công của gã trung niên, chân trái Tiêu Viêm đá ra, nhanh như chớp, một cước đánh thẳng vào hạ bộ của gã trung niên, nhận một kích nghiêm trọng, gã trung niên rên lên một tiếng, một vết máu từ khóe miệng tràn ra, bước chân lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, bóng người trước mắt lóe lên, trường kiếm trong tay bị đoạt đi. Ngay sau đó, trên cổ gã đã bị đặt một thứ đồ vật lạnh lẽo, âm thanh giống như ác ma, nhẹ nhàng vang lên bên tai gã trung niên nói, thử nhúc nhích một cái, đầu sẽ không còn trên cổ của ngươi. Bước chân gã trung niên liền cứng ngắc ngay tại chỗ, trên trán gã xuất hiện mồ hôi lạnh, âm thanh ngã thanh niên khô khốc nói, ngươi, nếu ngươi giết ta Y Ma giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Viêm cười châm chọc, thản nhiên nói, không buông tha cho ta thì thế nào, dù cho các ngươi không đến tìm ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ động thủ, chỉ là không nghĩ đến các ngươi nhanh như vậy, đã đợi không kịp, trả lời ta mấy vấn đề. Gã trung niên lắp bắp hỏi, trả lời xong, ngươi sẽ thả ta sao? Tiêu Viêm cười tủm tỉm, đưa trường kiếm sát vào một chút nói, ngươi không có quyền lựa chọn, ngươi có tin ta sẽ thiến ngươi hay không? Nghe vậy, sắc mặt gã trung niên lập tức trắng bệch, đôi chân không ngừng run lên. Gã trung niên run rẩy hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Tiêu Viêm cười híp mắt hỏi, nói cho ta biết, các ngươi từ nơi nào biết được hành tung của ta? Gã trung niên trả lời, chúng ta chỉ nhận mệnh lệnh bắt ngươi từ thượng cấp, hành tung của ngươi cũng là thượng cấp nói cho chúng ta biết, về phần làm sao thượng cấp biết được hành tung của ngươi, ta cũng không rõ. Nhìn gã trung niên không giống như đang nói láo, Tiêu Viêm khẽ cau mày, hiện tại Y Ma giáo phái ra bao nhiêu người bắt ta? Nuốt một ngụm nước bọt, gã trung niên chật vật nói, từ sau khi chúng ta tiếp nhận mệnh lệnh bắt ngươi từ thượng cấp, phân đà chủ trực tiếp phái ra toàn bộ thành viên Y Ma giáo trong Ma Vân trấn. Tiêu Viêm nhẹ nhàng mỉm cười, sát ý trong mắt nồng đậm, không nghĩ đến bọn họ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật đúng là quá để mắt đến ta. Một vấn đề cuối cùng, Y Ma giáo các ngươi trong Ma Vân trấn có bao nhiêu người, thực lực ra sao? Gã trung niên thành thật nói, Y Ma giáo ở Ma Vân trấn có hơn 50 người, hơn 30 người có thực lực giống như ta, phần lớn đều là đấu đế nhất tinh trung kỳ sơ cấp hoặc là trung cấp, 20 người còn lại cơ bản đều là đấu đế nhất tinh hậu kỳ, chỉ có đà chủ là đấu đế nhị tinh trung kỳ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này ánh mắt gã đảo một vòng, bàn tay rũ xuống, một cây chùy thủ lặng lẽ từ trong tay áo trượt ra. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trừng mắt, bỗng nhiên cười nhạt nói, xem ra ngươi cũng biết ta không có ý định thả ngươi còn sống trở về. Đồng tử gã trung niên lóe lên hung quan, đem chùy thủ trong tay hắn hung hăng đầm về phía ngực Tiêu Viêm, quát lớn, ngươi đi chết đi. Tiêu Viêm cười nhạt, nhẹ nhàng né tránh, trường kiếm trong tay tùy ý kéo một cái, một vệt máu hiện lên trên lưỡi kiếm, gã trung niên kia liền lập tức ngã xuống. Ngay từ đầu Tiêu Viêm đã không có ý định để gã này trở về. Nhìn hai gã trung niên đang nằm dưới đất, Tiêu Viêm miệng lẩm bẩm, không nghĩ đến binh lực của Y Ma giáo ở Ma Vân trấn lại nhiều như vậy,
Vân Đà chủ là đấu đế nhị tinh trung kỳ, cũng là nhân vật hung ác, sau khi cẩn thận dọn dẹp vết tích đánh nhau ở xung quanh, hắn lập tức nâng thi thể của hai người lên, ném vào vực sâu, nhìn xuống đáy vực cũng không thấy đáy, Tiêu Viêm phủi tay bĩu môi nói, "Chậm lão, xem ra chúng ta phải tăng tốc đi đến ma vực mộ địa." Bên trong Tử Thần Hư Linh Tháp, truyền ra âm thanh cười nhạt của Trạm lão, "Ừ, quả thật nên gấp rút hơn một chút rồi." Tiêu Viêm bĩu môi nói, "Ta rất chờ mong, bên trong ma vực mộ địa, rốt cuộc có thứ gì, lại có thể làm đấu đế nhất tinh tiến vào nhị tinh, nếu như hắn có thể tiến vào đấu đế nhị tinh, đối với phân đà chủ y ma giáo, hắn cũng không cần kiêng kỵ như vậy, cho nên, đề cao thực lực mới là quan trọng nhất." Lúc này, tại phân bộ y ma giáo ở Ma Vân Trấn, trong đại sảnh, không khí có chút nặng nề, vài bóng người đang ngồi trong đó, đây đều là những nhân vật quan trọng, có quyền trưởng quản trong phân bộ y ma giáo ở Ma Vân Trấn. Trên chủ vị của đại sảnh, có một tên nam tử trung niên, khuôn mặt có chút âm trầm, ngón tay gã ta nhẹ nhàng gõ lên trên bàn. Gã ta mở miệng, phá vỡ không gian trầm mặc này nói, "Vừa nhận được tin tức, đội ngũ phái ra đi tìm kiếm hôm nay, có một nhóm nhỏ hai người, tại vị trí trung bộ của dãy núi Thiên Ma mất tích." Một vị trưởng lão tiếp lời, "Phân đà chủ, có lẽ bọn họ gặp phải ma thú tập kích, việc gặp phải ma thú tập kích mất mạng này là việc cực kỳ bình thường ở sơn mạch ma thú." Theo cách xưng hô của trưởng lão, tên nam tử trung niên này hóa ra chính là phân đà chủ của phân bộ y ma giáo. Một vị trưởng lão khác lắc đầu thản nhiên nói, "Nếu gặp phải ma thú tập kích, chắc hẳn sẽ phải lưu lại một chút vết tích, chẳng qua là các thành viên đi phía trước hỗ trợ, sau khi tìm kiếm tại khu vực thuộc trách nhiệm của hai người kia, không hề phát hiện một chút dấu vết chiến đấu nào, nếu loại trừ loại khả năng sẩy chân rơi xuống vách núi, mà chỉ có những kẻ yếu kém mới phạm phải, thì ta nghĩ, bọn họ chắc hẳn đã bị người kia tập kích, những dấu tích chiến đấu biến mất, chỉ sợ cũng là do người kia gây ra." Vị trưởng lão trước đó nghi ngờ nói, "Tên kia chỉ là một người mới mà thôi, hai người kia đều đã là đấu đế nhất tinh trung kỳ, nếu như nói bị tên kia giết chết, người khác khó mà tin tưởng được." Siết chặt nắm tay, Hoa Vân nghiêm nghị nói, "Trước tiên khoan thảo luận những việc này, gia tăng diện tích lục soát trong dãy núi Thiên Ma, đây là người thượng cấp chỉ định phải bắt, không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm gì, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt được tên kia." Theo tin tức bọn họ nhận được, Tiêu Viêm chỉ là một đấu đế vừa mới đến đấu đế đại lục, không nghĩ đến chỉ vỏn vẹn mấy tháng, hai gã đấu đế nhất tinh trung kỳ của y ma giáo đã không phải đối thủ của hắn. Khó trách tại sao tổng bộ lại yêu cầu vội vàng như vậy. Trong sơn động u tĩnh, một tòa kim tháp chậm rãi lơ lửng xung quanh, tản ra hào quang nhàn nhạt, lộ ra một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa. Tiêu Viêm đang đứng ở tầng công pháp thứ hai, Trạm lão cũng đang đứng bên cạnh. Tiêu Viêm quay sang kinh ngạc hỏi, "Trạm lão, người nói trong bốn cái cột sáng xung quanh này đều là đấu kỹ sao?" Trạm lão đã nói với hắn, bên trong bốn cái cột sáng này đều là đấu kỹ đã vượt qua thiên giai. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn bốn cột sáng xung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ sáng nóng bỏng. Hiện tại đấu kỹ của hắn ở đâu đế đại lục đều là rác rưởi, lúc giao chiến căn bản không có cách nào dựa vào uy lực của đấu kỹ, nếu không phải có dị hỏa hằng cổ xích, cuộc chiến với yêu thú vừa rồi hắn có thể thắng được hay không cũng là một vấn đề lớn. Học tập đấu kỹ mới chính là điều cần thiết trước mắt với Tiêu Viêm. Trạm lão gật đầu nhẹ nhàng nói, "Ừ, đấu kỹ sau khi vượt qua thiên giai sẽ chia thành công pháp ý giai, thế giai, thánh giai, mỗi một giai lại phân thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Trước tiên ngươi cầm lấy cái ở sát bên phải đi, những đấu kỹ khác với thực lực hiện tại của ngươi căn bản là không cách nào học tập được, ngay cả đấu kỹ trong cuộc sáng bên phải đó ngươi học cũng có chút miễn cưỡng, dựa theo đấu khí hiện tại của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển được một lần, cho nên thứ này cũng chỉ ở tình huống bất đắc dĩ nhất định phải một chiều lấy mạng mới được thi triển. Hơn nữa trong cơ thể ngươi có rất nhiều đấu kỹ, ta cũng sẽ giúp ngươi sửa chữa một chút." Tiêu Viêm gật đầu, sau đó Tiêu Viêm giao tất cả các đấu kỹ mà bản thân cần dùng cho Trạm lão sửa chữa. Những đấu kỹ này cần có thời gian nhất định, Trạm lão để Tiêu Viêm đi vào cột sáng bên phải nhất học tập đấu kỹ trước. Tiêu Viêm gật đầu đi về phía cột sáng sát bên phải, Từ Viêm cẩn thận nhìn vào bên trong, là một quyển trục đỏ rực tản ra một loại lực lượng kỳ dị khiến người ta say mê. Hắn xòe bàn tay vươn về phía quyển trục bên trong cột sáng, quyển trục này giống như bắt cực thiên quyết, ngay trong nháy mắt khi Tiêu Viêm chạm đến lập tức hóa thành ánh sáng len vào trong cơ thể hắn. Một lượng tin tức khổng lồ liền tràn vào trong đầu Tiêu Viêm, một cái tên xa lạ hiện lên, Viêm Bạo Liệt Trảm Xích. Tu luyện Viêm Bạo Liệt Trảm Xích nhất định phải phối hợp với dị hỏa hằng cổ xích. Con người Tiêu Viêm hiện lên một tia kinh ngạc, đấu kỹ này quả thực chính là tạo ra cho riêng hắn, ngay cả dị hỏa hằng cổ xích cũng xuất hiện trong tin tức của đấu kỹ. Lúc này trong đầu Tiêu Viêm hiện ra một bộ hình ảnh kỳ lạ, trong hình ảnh đó một người mặc áo đen mái tóc đen rất dài đứng lơ lửng giữa không trung, người này đưa lưng về phía Tiêu Viêm khiến hắn không nhìn rõ mặt, nhưng khí thế lại đủ để Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Điều khiến Tiêu Viêm càng chú ý hơn chính là trên tay người áo đen này là thanh xích. Thấy rõ thanh xích ngũ thải ba lan này, Tiêu Viêm không dám tin vào hai mắt mình, nhịn không được kinh hô, dị hỏa hàng cổ xích, đầu hắn sắp bị oanh vỡ, chẳng lẽ dị hỏa hàng cổ xích không chỉ có một thanh, vẫn là nói người áo đen mà hắn đang nhìn thấy chính là chủ nhân trước đây của dị hỏa hàng cổ xích. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn người áo đen, ánh mắt không hề nhúc nhích, giống như sợ bỏ lỡ điều gì. Mặt hồ tĩnh lặng dưới chân người áo đen đột nhiên sôi trào, không ngừng gợi lên bong bóng màu trắng, bong bóng sôi trào bắt đầu lan tràn dưới chân người áo đen, cuối cùng sau khi chiếm cứ toàn bộ mặt hồ mới ngừng việc khuếch tán, không khí phảng phất đình trệ. Lúc này người áo đen giống như một thanh đao vừa ra khỏi vỏ, ẩn ẩn lộ ra ánh sáng sắc lạnh, cổ khí thế một bén nhọn ấy khiến người ta gần như không dám nhìn thẳng, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thầm thì một tiếng, chỉ sợ
Đây mới thật sự là khí thế của đấu kỹ vượt qua thiên giai. Sau một hồi, trên mặt hồ, người áo đen lạnh nhạt chậm rãi giơ thanh cự xích trong tay lên. Bề ngoài của xích có những đường vân khiến Tiêu Viêm cảm thấy kỳ dị. Ngay lúc này, thanh xích lại tản ra hào quang năm màu. Thanh xích xẹt qua hư không, không gian xung quanh đột nhiên trở nên có chút hư ảo. Trong miệng người áo đen phát ra tiếng quát trầm thấp, thân hình đột nhiên di chuyển, bàn chân đạp mạnh lên hư không. Dưới ánh trời chiều, một đạo tàn ảnh rung động lòng người đột nhiên hiện ra. Tiêu Viêm khiếp sợ nhìn tàn ảnh trong hư không, tốc độ gần như ánh sáng. Tiêu Viêm im lặng cả buổi, tốc độ quá nhanh, quả nhiên là rất khủng bố. Tàn ảnh chậm rãi tiêu tán, thân hình người áo đen lại giống như thuấn di xuất hiện dưới thác nước, cách vị trí ban đầu ước chừng hơn 10 trượng. So với thác nước to lớn kia, thân hình nhỏ bé của người áo đen giống như một con kiến, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Nhưng bóng dáng của con kiến nhỏ bé này giờ phút này lại mang theo y thế còn khủng khiếp hơn thác nước to lớn kia. Đột nhiên, một âm thanh vang rền như sấm đột ngột bùng nổ quát, ý giai trung cấp đấu kỹ Viêm Bạo Liệt Trảm Xích. Ngay sau đó, một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt gần như lan tràn trong toàn bộ sơn cốc. Trên mặt hồ nước rộng lớn, ầm một tiếng, vô số cột nước bắn lên tận trời, cực kỳ hùng vĩ. Giữa cột nước đầy trời, một luồng ánh sáng đỏ cực lớn đột ngột xuất hiện. Những ánh sáng đỏ đi qua, cột nước lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là hơi nước tràn ngập không gian. Ánh sáng đỏ lao qua mặt hồ như thiểm điện, tạo nên những sóng nước cao gần 10 mét, sau đó đánh mạnh vào thác nước đang ầm ầm trút xuống kia. Nhận một kích này, thác nước to lớn vừa rồi lại bị đánh sập thành một sườn dốc, âm thanh to lớn hơn cả tiếng sấm không ngừng vang vọng trong sơn cốc, vô số đá vụn không ngừng từ trên vách đá rơi xuống. Sau đó, thác nước to lớn cuối cùng cũng chậm rãi lộ ra. Tiêu Viêm mở to mắt nhìn, ngây người một lúc, hít một hơi thật sâu, trong đầu vẫn còn mênh mang, nhìn thấy thác nước khổng lồ kia liền bị chặt đứt. Dưới đáy thác nước, mặt hồ vốn dĩ êm ả đã bị một kích cường đại này ép khô lộ ra lớp bùn đất ở dưới đáy, không có bất kỳ sinh vật hay có cây gì. Biểu hiện xong, hình ảnh trong đầu Tiêu Viêm cũng nhạt dần, đôi mắt hắn đột nhiên mở ra, ánh mắt xen lẫn kinh ngạc cùng kích động, hận không thể lập tức học được Viêm Bạo Liệt Trảm Xích này. Chậm lão nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Viêm, liền mỉm cười, giống như đã sớm dự đoán được biểu lộ của hắn. Lúc này, Tiêu Viêm đứng dậy, bước nhanh ra khỏi tháp, không muốn chậm trễ thêm. Sau một khoảng thời gian tu luyện, thì cuối cùng hắn cũng đã thành công tu luyện Viêm Bạo Liệt Trảm Xích. Lúc này, hắn liền ngồi xuống điều tiết lại khí tức. Một lúc sau, khi hắn định đứng dậy rời đi, đột nhiên, đôi mắt đen nhánh không chút gợn sóng của Tiêu Viêm mở ra, nhìn thẳng về phía trước, thân hình nhanh chóng lui lại, nhưng hắn chưa kịp trốn đi, một bóng người nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn thấy người này, sắc mặt tràn ngập hàn ý lẩm bẩm, người của Tiêu tộc. Tiêu Viêm cảm nhận được sự liên hệ huyết mạch giữa hắn và người thanh niên tràn đầy sát ý trước mặt này. Người thanh niên này có chút cố ý hét lớn với Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, rốt cuộc đã tìm được ngươi, ta có việc phải thương lượng với ngươi, ta là Tiêu Dũng của Tiêu tộc. Khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra nụ cười quỷ dị lẩm bẩm, Tiêu Dũng à, có việc thương lượng, đúng là nói thật dễ nghe. Sau đó, Tiêu Viêm lãnh đạo hỏi, à, hóa ra là Tiêu Dũng tiền bối, tiếng tăm lừng lẫy của Tiêu tộc, không biết ngươi tìm tiểu bối có việc gì. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Dũng là nhằm vào hắn. Tìm thấy Tiêu Viêm, trong lòng Tiêu Dũng cũng thả lỏng, cười nói, nghe nói Tiêu Viêm huynh đệ là thiên tài đệ nhất trong tộc, trong lúc rảnh rỗi ta muốn tìm Tiêu Viêm huynh lãnh giáo một chút. Bản thân hắn có được thực lực đấu đế nhị tinh, muốn giết chết Tiêu Viêm dễ dàng giống như bóp chết một con kiến. Tiêu Viêm đột nhiên quát lạnh, nói lời thừa, muốn đánh cứ đánh, nói dễ nghe như vậy làm gì. Với ý đồ kia của ngươi, đừng cho rằng ta không biết. Tiêu Dũng xa sầm mặt, lạnh giọng nói, được thôi, tiểu tử rất có dũng khí, nếu biết thì tốt, hôm nay ta đến để lấy mạng ngươi, nhìn xem ngươi làm sao đắc ý được. Tiêu Viêm cũng không lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi nào, đối phó với một mình Tiêu Dũng vừa mới tu luyện Viêm Bạo Liệt Trảm Xích, Tiêu Viêm vẫn tự tin có năng đối phó. Nhưng ngay lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, vậy mà lại là người của Y Ma giáo. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh lùng nói, Y Ma giáo, hay cho một Tiêu Dũng lại dám cấu kết với Y Ma giáo hãm hại ta, đúng là bại hoại của Tiêu tộc. Hôm nay Tiêu Viêm ta nhất định phải vì Tiêu tộc trừ hại. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Viêm biết rõ, chỉ đối phó với một mình Tiêu Dũng, phần thắng của bản thân đã cực kỳ nhỏ bé. Hiện tại người của Y Ma giáo lại xuất hiện, tình cảnh lúc này của mình đã cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Dũng bỗng nhiên thét lớn, chỉ sợ ngươi không có năng lực như vậy. Lên, người của Y Ma giáo xung quanh tập trung lại, trong nháy mắt bao vây Tiêu Viêm. Lúc này, trung bộ của dãy núi Thiên Ma, đám Y Ma giáo nghe được động tĩnh, liền kéo đến ngày càng nhiều, có được tin tức đã vây khốn Tiêu Viêm. Toàn bộ phân bộ Y Ma giáo ở Ma Vân Trấn liền nhanh chóng tập trung đến rất nhanh. Sau đó, dãy núi Thiên Ma chợt đang yên tĩnh, triệt để trở nên bạo loạn, sát khí nồng đậm, khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Nói đến dãy núi Thiên Ma, gần như là nơi yêu thú hoành hành, cường giả nhân loại cũng không dám dừng lại quá lâu. Chẳng qua là hôm nay lại có ngoại lệ, những yêu thú cường đại kia hiển nhiên cũng có vài phần linh trí, chúng lựa chọn im lặng một cách lý trí, nhưng cũng có một vài con yêu thú xảo trá âm thầm ẩn núp trong rừng, chuẩn bị tùy thời tiến hành săn giết. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Tiêu Viêm có chút trở tay không kịp. Tiêu Viêm liếc nhìn xung quanh, hắn biết cục diện trước mắt căn bản không phải việc hắn có thể ứng phó. Hiện tại đám Y Ma giáo chạy đến đều là đấu đế nhất tinh trung kỳ, còn các thành viên trung tâm vẫn đang lục tục chạy đến, hoàn cảnh của hắn đã tràn đầy nguy hiểm, hắn không thể nghĩ ngợi quá nhiều,
Xem ra, chỉ có thể liều mạng, hắn chỉ có thể thử xem, có thể phá vây hay không. Ngay tại thời điểm thân hình Tiêu Viêm chuẩn bị chuyển động, chiếc nhẫn trong tay đột nhiên sinh ra phản ứng cực lớn. Lúc này, ở bên trong Tử Thần Hương Linh Tháp, tại tầng luyện khí, Long Y vốn dĩ giống như một pho tượng, tựa hồ cảm nhận được Tiêu Viêm gặp nguy hiểm, đôi mắt vàng óng bỗng nhiên mở ra, một vệt kim quang từ trong nạp giới của Tiêu Viêm bắn ra, một luồng hào quang vàng kim, dài gần trăm trượng xuất hiện trên bầu trời sơn cốc, kim quang xé rách không khí, phát ra tiếng nổ trầm thấp, năng lượng xung quanh kim quang gần như bắt đầu trở nên cuồng bạo. Một âm thanh gào giống của dã thú vang lên, chấn động cả sơn cốc, hồ nước dưới chân thác bắn lên cột nước cao vài trăm trượng. Kim quang này đương nhiên chính là cửu huyền kim lôi long, Long Ý. Lúc này Long Ý huyễn hóa ra bản thể, bên ngoài thân rồng to lớn tràn ngập lôi điện vàng kim, giống như thần thú bay lượn trên không trung. Lần trước sau khi hấp thu hết đan lôi, cộng thêm việc tu luyện trong tháp một khoảng thời gian dài, thực lực của Long Ý đã tăng vọt. Hiện tại cho dù là nhân loại có thực lực đấu đế nhất tinh trung kỳ, e rằng cũng không phải đối thủ của Long Ý. Ngẩng đầu nhìn con thần thú cửu huyền kim lôi long trên đỉnh đầu, Tiêu Dũng đột nhiên giật nảy mình. Tiêu Viêm có một con kim long, Tiêu Dũng đương nhiên biết rõ, chẳng qua là trước đó hắn không phát hiện là cửu huyền kim lôi long. Hắn vốn dĩ cho rằng lôi long không ở bên cạnh Tiêu Viêm, không nghĩ đến hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Long Ý giống lớn một tiếng, lao thẳng về phía người muốn công kích Tiêu Viêm. Hiện tại Tiêu Viêm cũng hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Long Ý lại tự mình lao ra. Giáo chúng Y Ma giáo ở đây nhìn thấy lôi long đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt lập tức tràn đầy vẻ sợ hãi. Dù sao Tiêu Dũng cũng là cường giả đấu đế nhị tinh, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hiện tại thực lực của con cửu huyền kim lôi long này vẫn còn tương đối yếu, hắn cảm nhận được khí tức của con cửu huyền kim lôi long này bất quá chỉ mạnh hơn nhân loại đấu đế nhất tinh trùng kỳ một chút mà thôi. Trong lòng bình tĩnh, Tiêu Dũng cười lạnh một tiếng, bàn tay siết chặt quát bạo thương. Trường thương vàng kim trong tay Tiêu Dũng lập tức bộc phát âm thanh trầm thấp. Tiêu Viêm dùng linh hồn câu thông nói với Long Ý, Long Ý, chúng ta cùng tiến lên, tìm cơ hội nhanh chóng rời đi. Bàn tay Tiêu Viêm siết chặt, dị hỏa hàng cổ xích thoáng hiện ra, hung hăng đập lên trên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp tạo ra vô số vết nứt. Tiêu Dũng cười lạnh nói, tiểu tử, hôm nay ta sẽ để ngươi nhìn xem rõ ràng cái gì là lực lượng của cường giả đấu đế nhị tinh. Trường thương kim sắc trong tay lơ lửng trên không, bàn tay vung lên, một cái đấu khí vàng óng cực kỳ mạnh mẽ lao ra, lập tức hóa thành 10 quyền đấu khí cực lớn, xé rách không khí, đánh mạnh về phía Tiêu Viêm. Cự quyền đánh ra, tiếng nổ trầm thấp vang lên. Người của Y Ma giáo nhìn thấy hai người đã bắt đầu giao chiến, đều nhanh chóng lẩn tránh ra xa. Lực lượng của đấu đế nhị tinh mạnh mẽ đến cực kỳ dọa người, khuôn mặt Tiêu Dũng trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn cười nói, Tiêu Viêm, hôm nay ngươi ngoại trừ chết cũng không còn con đường thứ hai. Ngươi chết trong tộc cũng sẽ không phát hiện ra được, ta sẽ thiết kế giống như ngươi đã bị ma thú giết chết. Trường thương trong tay vung lên, đấu khí cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh kim thương to lớn. Xung quanh thanh kim thương này vô số ngọn lửa màu vàng lượn lờ, trình độ mạnh mẽ như vậy đương nhiên đã vượt qua đầu kỹ thiên giai. Tiêu Dũng hét lớn một tiếng, kim đế cự bạo thương. Trên bầu trời một đạo kim quang rực rỡ bỗng nhiên hóa thành vạn đạo kim quang mãnh liệt lao ra, tiếng vang ầm ầm như sấm nổ vang vọng khắp bầu trời. Kim quang bao phủ phạm vi 10 trượng xung quanh Tiêu Viêm, khiến hắn muốn tránh cũng khó lòng tránh được. Tiêu Viêm siết chặt dị hỏa hàng cổ xích trong tay, một luồng ánh sáng đỏ rực cực kỳ bạo ngược đột nhiên bắn ra từ dị hỏa hàng cổ xích, mũi xích nhọn lăng lệ đập thẳng lên trên kim thương, thật sự đã làm tốc độ kim thương chậm lại. Dị hỏa hàng cổ xích miễn cưỡng đứng vững, một cỗ sức mạnh đáng sợ chút xuống. Lúc này phía trên dị hỏa hàng cổ xích, dị hỏa ngũ thải ba lan cũng nhanh chóng chuyển động, ánh sáng năm màu tràn ngập thân xích, nhanh chóng hóa giải loại lực lượng ăn mòn kia. Long Ý cũng lao nhanh về phía Tiêu Dũng. Tiêu Dũng cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đánh bay thân thể to lớn của Long Ý. Một khối vảy rồng kim sắc bị đánh rơi xuống, máu tươi lập tức tràn ra trên thân, nhưng Long Ý vừa bắn ngược ra ngoài lại giống như không có việc gì, thân rồng run lên một lần nữa lao về phía Tiêu Dũng. Long Ý đang liều mạng hành động, liều mạng này của nó khiến mỗi người xung quanh đều giật mình không thôi. Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Dũng đả thương Long Ý, lập tức thét lớn, Long Ý, sắc mặt hắn lộ vẻ phẫn nộ, dị hỏa hàng cổ xích lập tức bành trướng, kích thước gần trăm trượng, năng lượng xung quanh cũng vì vậy mà xuất hiện dị động. Nhìn thanh cự xích trong tay Tiêu Viêm, nhanh chóng huy động năng lượng thiên địa, tiếng xì xào của giáo chúng Y Ma giáo không ngừng vang lên, có người kinh ngạc, động tĩnh thật lớn, Tiêu Viêm lại có thể dẫn phát dị động năng lượng như vậy. Có người nhận ra cấp bậc đấu kỹ, lập tức nói, đây là đấu kỹ ý giai, tiểu tử này khó trách tổng bộ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được tiểu tử này. Lại có người tiếc nuối nói, nếu đấu kỹ ý giai, bất quá lực lượng của tiểu tử này quá yếu, đấu đế nhất tinh trung kỳ mà thôi, căn bản không có cách phát huy uy lực của đấu kỹ, hắn không phải đối thủ của Tiêu Dũng. Lúc này dưới ánh mắt của vô người, Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, viêm bạo liệt chảm xích, dị hỏa hàng cổ xích mang theo một loại uy áp đặc thù không ngừng lan tràn trên bầu trời, khiến không gian nó đi qua bị nóng chảy, tỏa ra nhiệt độ kinh người. Những người Y Ma giáo thấy vậy trên mặt cũng biểu lộ ra vẻ kinh ngạc lảm bảm, không hổ là ý giai đấu kỹ, lại có khí thế kinh khủng như vậy. Dấu tay của Tiêu Viêm thay đổi nhanh chóng, bước chân trở nên nặng nề, năng lượng xung quanh giống như một vòng xoáy tràn ngập vào bên trong dị hỏa hàng cổ xích. Lúc này bọn người Y Ma giáo trong mắt vẫn kinh hãi cảm thán nói, hắn vẫn chưa dừng lại, Tiêu Viêm lại bước lên phía trước, cây thước khổng lồ trăm trượng đập mạnh xuống. Đối mặt với Tiêu Dũng lúc này đang biến sắc, Tiêu Viêm nói, Tiêu Dũng, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nói rồi hai bên lại tiếp tục lao vào nhau đối chiến, cự thước cùng kim thương lần nữa đụng vào nhau, trời đất dường như trở nên im lặng.
Trong khoảnh khắc đó, rồi một cơn bão năng lượng kinh khủng không thể diễn tả, lại đột ngột bùng phát trong thung lũng. Lúc này, lực lượng vô hình bộc phát thành bột, lật tung từng mảng đất đai xung quanh, kinh hãi nhìn va chạm kinh thiên động địa trên bầu trời. Rất nhiều đệ tử của Y Ma giáo ở gần đó đều không may mắn mà bị chấn bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, không biết sống chết. Lúc này, trên bầu trời dân yên ổn trở lại. Tiêu Viêm sau khi thi triển Viêm Bạo Liệt Trảm Xích, thân hình không có chút do dự nào, đột nhiên quay đầu hét lớn, "Long Ý, chạy thôi!" Rồi từ trong cơ thể hắn liền xuất ra một tia đấu khí, thân thể lập tức hóa thành một vệt sáng, nhanh như chớp lao về phía bên trong của dãy núi Thiên Ma. Long Ý hiểu ý, thân hình to lớn cũng lập tức bay nhanh về phía Tiêu Viêm, trực tiếp đẩy Tiêu Viêm vốn đã cạn kiệt tinh thần chiến đấu lên trên đầu, nhanh chóng lao sâu vào dãy núi Thiên Ma. Tiêu Viêm đứng trên đầu rồng, quay người lớn tiếng quát lại nói, "Tiêu Dũng, thù ngày hôm nay, Tiêu Viêm nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ khiến ngươi trả giá gấp trăm ngàn lần. Y Ma giáo, ta sớm muộn cũng sẽ quét sạch hang ổ của các ngươi." Nói xong hắn liền chạy té khói. Sắc mặt Tiêu Dũng cực kỳ dữ tợn, nhìn đám người Y Ma giáo quát lớn, "Mau đuổi theo, nếu để cho hắn có thời gian bút bẩn sức mạnh thì các ngươi chết chắc." Cả đám dường như vô cùng nghe lời, không dám để lộ ra sơ suất, lập tức theo hướng Tiêu Viêm vừa chạy mà đuổi tới. Màn đêm bao phủ khắp dãy núi Thiên Ma, ánh trăng băng đổ xuống, phủ lên dãy núi. Lúc này, phía xa xa, đám người Y Ma giáo đang không ngừng lùng sục khắp nơi trong khu rừng. Tiêu Viêm nhận ra đám người này có vẻ nhiều hơn so với thông tin mà hắn có được lúc trước, cũng may là Long Ý có tốc độ cực nhanh nên mới thoát khỏi được tầm mắt bọn chúng. Mà lúc này Tiêu Viêm nhận ra trong đám người đang truy lùng kia không có Tiêu Dũng, trong đó có lẽ hắn đã bị trọng thương trong lần giao kích vừa rồi. Đột nhiên có một âm thanh xé gió rất nhanh trên bầu trời vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của một số quái vật mạnh mẽ trên núi. Tiêu Viêm khẽ cau mày nhìn những người Y Ma giáo đang đuổi theo mình, nếu cứ bị đuổi theo như thế này rất khó để thoát ra. Ngay khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trạm lão, "Mặc dù dược liệu cuối cùng vẫn chưa được tìm thấy, nhưng chúng ta không quản được nhiều như vậy, nhanh lên, vào mộ địa ma vực đi." Trạm lão tuy nói nhẹ nhàng, nhưng hắn tự hồ cũng cảm thấy tình hình có chút cấp bách, hắn kinh ngạc thốt lên, "Mộ địa ma vực?" Tiêu Viêm thật ra không hề biết lối vào mộ địa ma vực ở đâu. Lúc này, Trạm lão thình lình xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn dáng vẻ đột nhiên của Trạm lão, Tiêu Viêm không khỏi sửng sốt nói, "Trạm lão?" Tiêu Viêm không hề biết rằng Trạm lão vẫn có thể ra khỏi tháp, hắn vốn tưởng rằng lão chỉ có thể ở trong tháp. Trạm lão chép miệng một cái nói, "Không còn cách nào, nếu không phải trong tháp có quy củ, những người này, ta đã sớm giúp ngươi đem bọn hắn một trưởng vỗ chết rồi, đâu cần phải Long Ý ra tay." Tiêu Viêm liếc Trạm lão một cái, hắn biết Trạm lão rất mạnh nhưng lại không thể ra tay. Tiêu Viêm vỗ vỗ Long Ý, thân hình to lớn của nó ngay lập tức dừng lại trên dãy núi Thiên Ma. Lúc này, Tiêu Viêm đã vào sâu bên trong dãy núi Thiên Ma rồi, nhưng người của Y Ma giáo vẫn đang không ngừng đuổi theo hắn ta. Nhìn mấy chục bóng người đang đuổi theo, trong lòng bàn tay Trạm lão khẽ vẫy một cái, một kết giới vô hình đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn chúng. Ngay lập tức, những người đang xông tới đều bị kết giới mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, sắc mặt bọn chúng biến đổi, vẻ mặt ngơ ngác, không biết có thứ gì đang ngăn cản bọn họ. Rồi nhìn về phía Tiêu Viêm phát hiện, bên cạnh hắn có một lão nhân đang đứng đó. Tiêu Viêm quay đầu, nhìn đám người bị chặn ở cách đó không xa, cũng sửng sốt, lập tức nở nụ cười quỷ dị. Trạm lão lúc này cười nói, "Được rồi, chúng ta mở ra thông đạo mộ địa ma vực đi." Nói rồi, lão vung tay, ngay lập tức tử thần hư linh tháp liền xuất hiện trên tay lão, rồi từ từ bay lơ lửng trên không trung, bộc phát ra những tiếng oang oang, tựa hồ như đang triệu hoán lấy cái gì. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu run lên, dường như toàn bộ dãy núi Thiên Ma đều vì chuyện này mà run lên. Và lúc này, rất nhiều quái thú trong dãy núi cũng cảm thấy những chấn động quái dị này, chúng gầm lên, rồi điên cuồng lao vào phần sâu hơn của dãy núi Thiên Ma này. Không lâu sau, một âm thanh trầm thấp vang lên, một cánh cổng đá khổng lồ bật ra khỏi mặt đất và từ từ nhô lên, cánh cổng đá được bao phủ bởi một hoa văn kỳ dị và phát ra ánh sáng kỳ lạ. Trông thấy cánh cửa đá này xuất hiện, đám người Y Ma giáo nhất thời xôi chào nói, "Đây là cái gì? Là phế tích, mau đi báo phân đà chủ." Cánh cổng đá từ từ nhô lên, nhìn sơ qua đã biết cổng đá này hẳn là một loại tàn tích trên đấu đế đại lục, chắc chắn sẽ chứa đựng những bảo vật phi thường. Trạm lão lúc này nhẹ nhàng nói, "Đừng lo lắng, ngay cả tổ tiên của ngươi cũng không cách nào phá vỡ kết giới mà ta tạo ra, huống chi là bọn chúng, chuẩn bị đi vào đi. Phế tích này có ích lợi rất lớn đối với ngươi, hãy nhớ rằng ta chỉ có thể ra tay khi mạng sống của ngươi nằm trên bờ vực sống chết. Hãy cẩn thận, nếu ta ra tay, đợt huấn luyện này cũng sẽ kết thúc." Tiêu Viêm gật đầu, mà trong lúc Tiêu Viêm đang nói chuyện với Trạm lão, cửa đá phù văn kia cũng là càng lúc càng nhạt. Ước chừng 10 phút sau, những phù văn cổ đó rốt cuộc cũng triệt để tiêu tán. Khi những phù văn này tan biến, cánh cổng đá kia cũng đột nhiên rung chuyển dữ dội, năng lượng hùng vĩ từ cánh cổng đá phun ra, cuối cùng quấn quanh bề mặt cánh cổng đá, từ từ soi thành một vòng xoáy năng lượng hàng trăm mét, vòng xoáy càng lúc càng cường đại, cuối cùng cũng mở ra được một thông đạo. Thấy vậy, Trạm lão liền nói, "Cổng của ma vực mộ địa đã mở, Long Ý trở về tháp đi." Long Ý liền biến thành một cậu bé, đôi mắt vàng nhìn Tiêu Viêm, gật đầu, hóa thành một tia sáng, đi vào trong tử thần hư linh tháp. Trạm lão lại quay sang nói với Tiêu Viêm, "Đi thôi, chúng ta cũng nên bắt đầu." Ngay lúc tiến vào vòng xoáy năng lượng, Tiêu Viêm có thể cảm nhận rõ ràng một loại bài xích lực lượng mạnh mẽ vọt tới, loại uy áp này không hề yếu. Tiêu Viêm ước lượng tối thiểu phải có được thực lực nhị tinh đấu đế mới có thể miễn cưỡng chống lại để tiến vào, điều này rõ ràng có chút khó khăn đối với Tiêu Viêm, nhưng may mà có Trạm lão trợ giúp, tùy tiện đem cái lực bài xích kia đánh tan đi, không còn bị lực lượng bài xích kia vây khốn.
Tốc độ của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, vài phút sau, phía trước bóng tối xuất hiện một cái lỗ sáng, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về phía lỗ sáng đó tiến vào. Đây là một vùng đất mênh mông hoang vắng, một cách sống thăng trầm cổ xưa tràn ngập khắp đất, cả không gian tràn ngập mùi cô độc, bầu trời đẫm máu, khiến cho không gian này ẩn chứa một ít vết máu loang lổ. Loại huyết khí này thực sự đã ăn mòn Tiêu Viêm, gây ra rất nhiều vết thương trên bề mặt cơ thể hắn. Tiêu Viêm từ trên rơi xuống, nhìn không gian vô hình rộng lớn phía dưới, trong lòng không khỏi chấn động thốt lên, đây là cung điện dưới lòng đất sao? Thật thần kỳ, thật sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Chậm lão lúc này vội lên tiếng nói, mau ăn huyết linh thảo đi. Tiêu Viêm không dám chậm trễ, hắn nhanh chóng lấy ra huyết linh thảo, vội vã ăn vào. Sau khi ăn xong huyết linh thảo, một luồng năng lượng ấm áp chợt tiêu tán trong cơ thể Tiêu Viêm, khiến làn da đang rỉ máu kia tạo thành một lớp huyết sắc mỏng, ngăn chặn tất cả khí huyết từ bên ngoài tràn vào. Tiêu Viêm thở ra một hơi, sau khi hấp thụ xong huyết linh thảo, cảm giác đau đớn xé rách trên người hắn cũng dần dần tiêu tán. Nhìn huyết khí bay khắp bầu trời, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của huyết quang vừa rồi. Lúc này, hắn mới biết huyết khí này mạnh mẽ như nào. Chậm lão chậm rãi phiêu phủ trên đám huyết khí mà không hề bị ảnh hưởng, tựa hồ những huyết khí này cực kỳ kiêng kỵ chạm não. Sau đó, lão ngẩng đầu nhìn luồng huyết khí trên bầu trời, sau đó lại nhìn Tiêu Viêm. Sau khi dùng huyết minh thảo, đã không còn bị xuất huyết trên da mặt nữa, trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm một hơi. Chậm lão đôi mắt sáng vàng nói, huyết khí sát mạc này chỉ có mỗi nghĩa trang cổ tộc của quỷ tộc này mới có, mà lại vô cùng nồng đậm, nếu có thể hấp thu sẽ có tiến bộ không ngờ. Tiêu Viêm nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn chạm não một chút, chần chừ rồi nói, hấp thu, lão già ngươi nói thì dễ, hấp thu thứ này khó khăn cỡ nào, chẳng may bị nó ẩn nát hết thảy kinh mạch trong cơ thể thì ngồi đó mà hấp thu. Lúc này Chậm là bão chỉ mỉm cười, trong lòng bàn tay vung lên một tia tà khí. Nhìn thấy tà khí đang lơ lửng trong tay, lão cũng không kinh ngạc trước lời nói của Tiêu Viêm. Chậm lão lúc này mới nói, điều đó chưa chắc đã đúng, một phần mục đích chúng ta đến đây lần này cũng chính là vì những huyết khí này, mà ở đây đối với người mà nói, việc tu luyện của ngươi sẽ không thể tốt hơn, nhưng trước tiên cần phải tìm một thứ thì mới có thể hấp thụ được huyết khí này. Trong khi Chậm lão đang nói, Tiêu Viêm đã khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, hai mắt hơi nhắm lại, chuẩn bị bắt đầu khôi phục lại tinh thần chiến đấu đã bị kiệt quệ trong trận chiến. Nhưng khi giọng nói của Chậm lão vừa ngừng lại, đôi mắt của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra nói, thứ này thật sự có thể hấp thụ được sao? Hấp thu thì cần thứ gì? Chậm lão nhìn Tiêu Viêm đang chuẩn bị khôi phục lại tinh thần chiến đấu trong cơ thể thì mỉm cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ấy chà, tiểu tử ngươi lá gan cũng lớn thật, chỉ là nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong liền dám cưỡng ép thi triển ý giai đấu kỹ Viêm Bạo Liệt Trảm Xích, bất quá may mà không có bị phản vệ, bằng không với thực lực ở nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong của ngươi, ta không biết ngươi sẽ rơi xuống trình độ bậc nào. Lúc đó chỉ đáng thương cho lão nhân này bị giáng chức bảo vệ ngươi một lần. Tiêu Viêm nghe Chạm lão nói với chính mình, khóe miệng cũng nở ra một nụ cười nhẹ, chợt tâm thần tiến vào trong thân thể, thôi động phần quyết, bắt đầu hấp thu năng lượng thiên địa xung quanh, may mà có huyết minh thảo phòng hộ, trực tiếp đem huyết khí sát mang ngăn cản tại bên ngoài, nếu không Tiêu Viêm chưa kịp khôi phục đấu khí, chỉ sợ huyết khí đã xâm lấn vào thể nội, ép thành một mảnh hỗn độn. Trong khi Tiêu Viêm đang hồi phục, bên ngoài ma vực mộ địa, tin tức nói về việc một cánh cổng đá kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong dãy núi Thiên Ma, đã lan truyền khắp toàn bộ đại lục với tốc độ cực nhanh, gây náo động các thế lực khác nhau. Cửa đá này chắc chắn là cửa ngõ dẫn đến khu di tích. Các thế lực khác nhau của đại lục đã ở trong dãy núi Thiên Ma hàng vạn năm, không ai có thể nghĩ rằng trong núi vẫn còn những tàn tích cổ xưa. Ai cũng biết rằng trong di tích cổ phải có một số điều phi thường. Di tích cổ đại, bất kể là ai, dù là đảng phái hay thế lực gia tộc, đều có sức cám dỗ mãnh liệt. Đột nhiên, sự xuất hiện của các di tích cổ xưa ở dãy núi Thiên Ma lại lan rộng ra giữa các thế lực khác nhau trong toàn bộ đại lục. Vô số người liền chạy đến dãy núi Thiên Ma và lao đến nơi xuất hiện cánh cổng đá. Dãy núi Thiên Ma đang yên lặng bỗng trở nên vô cùng sôi động, đối mặt với đội quân đông như kiến, dã thú trên núi cũng phải gầm thét, thậm chí một số còn bị buộc chạy vào sâu trong dãy núi Thiên Ma. Chỉ trong vài ngày, bầu trời phía trên dãy núi Thiên Ma đã đông nghịt hắc y nhân, hầu như cường giả toàn bộ đại lục đều tụ tập lại. Có thể thấy một di tích cổ đại có sức hấp dẫn như thế nào, chỉ cần nhìn vào những đường nét kỳ dị trên cánh cổng đá và huyết khí ra từ nó, người ta có thể kết luận rằng di tích này hẳn là di tích của thời cổ đại và hoàn toàn không phải do một thế hệ phi thường để lại. Bóng dáng của Tiêu Dũng cũng xuất hiện trong đám người này, ánh mắt lạnh lùng, giận dữ nhìn lối đi của phế tích cổ xưa quát nói, tiểu tử Tiêu Viêm kia, đi vào cái thông đạo này sao? Một thanh niên có biểu tượng y ma giáo trên ngực nhẹ nhàng nói, đúng vậy, ta tận mắt chứng kiến. Dường như là bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện một vị lão già, vẻ mặt Tiêu Dũng không khỏi có chút buồn bực nói, lão già, không thể nào, ta từ trước giờ chưa từng phát hiện, bên cạnh hắn còn có bất luận kẻ nào khác, tiểu tử này vận khí thật tốt, nhưng mà di tích thượng cổ há người bình thường có thể tùy tiện đi vào, tiểu tử kia chắc chắn sẽ toi mạng, chờ cho cỗ lực lượng này biến mất, chúng ta liền tiến vào, tìm thi cốt của hắn là xong. Tiêu Dũng sắc mặt cực kỳ không tốt, mặc dù có rất nhiều cường giả từ khắp nơi trên đại lục tìm đến, nhưng họ không thể tiếp cận cửa đá, cho dù họ có cố gắng như nào, bất cứ khi nào họ đến gần cửa đá, họ đều bị đánh trả, bởi một lực lượng vô hình, rào chắn đang hoạt động, nhưng mọi người đều nghĩ rằng, đó là phong ấn riêng của cửa đá, rất nhiều cường giả muốn cưỡng bức phá bỏ nó khi mới đến, họ đều tràn đầy tự tin vào bản thân. Sau khi nỗ lực hết mình, họ cũng chỉ trở về trong vô vọng và lại lặng lẽ chìm vào trong đám đông. Sau vô số nỗ lực của mọi người, họ đã từ bỏ ý định cưỡng bức phá mở này, đành phải trơ mắt nhìn vòng xoáy năng lượng khổng lồ trong cửa đá
chờ mong ngũ đại thế lực sẽ có thể phá mở nó. Cùng lúc đó, trong Tiêu tộc cũng nổi lên một cuộc náo động. Trong đại sảnh của Tiêu tộc, một thanh niên áo choàng trắng đứng trước mặt Tiêu Lập và Tiêu Long, tay khẽ run lên, trên áo choàng trắng có vài vệt máu sắc, mặt cũng tái xanh. Chợt một chiếc bàn làm bằng gỗ lập tức biến thành bột phấn. Tiêu Long giận dữ quát lớn, ngươi nói, biệt đội của Tiêu Dũng bám theo Tiêu Viêm, xúc sinh này muốn làm cái gì? Nếu Tiêu Viêm mất đi một sợi tóc, ta sẽ tuyệt đối không tha cho nó. Lúc trước, Tiêu Long phái ra người trở về bẩm báo, nói Tiêu Dũng giở tộc, theo dõi Tiêu Viêm. Tiêu Long tự nhiên hiểu ý đồ của Tiêu Dũng. Nếu như Tiêu Viêm tại dãy núi Thiên Ma bị Tiêu Dũng giết chết, hắn cũng có thể tùy tiện ngụy trang ra là bị ma thú giết chết. Đến lúc đó, dù là ai cũng không cách nào chỉ ra là Tiêu Dũng giết Tiêu Viêm được. Tiêu Long thầm mừng vì đã may mắn phái người bí mật đến bảo hộ Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Long nhìn người mặc áo choàng trắng, sốt sắng hỏi, Tiêu Viêm không có sao chứ? Người áo trắng khẽ giật mình. Người áo trắng run giọng nói, trong lúc chúng ta bí mật bảo vệ Tiêu Viêm, phát hiện Tiêu Dũng đã tìm được Tiêu Viêm, xem ra, may mắn muốn gây bất lợi cho Tiêu Viêm, liền định bước ra ngăn cản hắn ta. Nhưng đột nhiên, bên cạnh Tiêu Dũng xuất hiện rất nhiều người thực lực không kém, bọn chúng đều là thành viên của Y Ma Giáo. Chúng ta vì thế không dám tùy tiện hành động. Sau đó, một số lượng lớn đệ tử Y Ma Giáo điên cuồng tràn vào dãy núi Thiên Ma, và bao vây Tiêu Viêm lại. Tình hình lúc đó rất khẩn cấp, đột nhiên, một sợi kim quang bạo khởi. Cửu Huyền Kim Lôi Long chui ra từ 5 cây cột đá ngày trước, liền xuất hiện, nó vô cùng liều mạng bảo vệ Tiêu Viêm. Lúc chúng ta định lên trợ lực giúp Tiêu Viêm chạy trốn, thì lúc này, lại xuất hiện điều ngoài ý muốn, có hai loại ý giai đấu kỹ đồng thời bị thi triển ra, uy lực 10 phần to lớn. Sau khi hai đấu kỹ ý giai kết thúc, trên không trung xuất hiện bóng dáng của Tiêu Viêm, dẫm lên đầu rồng chạy vào trong dãy núi Thiên Ma. Nghe nói, gần đây xôn xao chuyện bên trong dãy núi Thiên Ma xuất hiện thông đạo của di tích cổ, chỉ có mình Tiêu Viêm tiến vào trong đó. Tất cả các trưởng lão đều hít một hơi khi nghe lời nói này. Tiêu Viêm thật sự đã tiến vào khu di tích cổ này sao? Theo thông tin tình báo, không ai có thể tiếp cận thông đạo này. Nhưng Tiêu Viêm đã tiến vào, Tiêu Long cũng thở dài xuống một hơi. Mặc dù Tiêu Viêm tiến vào phế tích cổ đại, tuy vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ít nhất hắn cũng đã thoát khỏi vòng vây của Tiêu Dũng và Y Ma Giáo. Tiêu Long chợt nhớ tới thanh niên áo trắng vừa nói. Cái gì? Vội vàng hỏi. Chờ chút, người mới vừa nói có hai loại ý giai đấu kỹ thi triển, một cái có thể là Tiêu Dũng, một cái khác đâu, chẳng lẽ nói là Tiêu Viêm thi triển? Thanh niên áo trắng đáp, chúng ta lúc đó cách xa như vậy, thật sự không nhìn rõ. Nhưng một trong những kỹ năng chiến đấu đó, chính là Kim Đế Cự Bạo Thương. Những lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão ngồi trong đại sảnh, bao gồm cả Tiêu Lập đang ngồi cũng được sửng sốt. Người áo bào trắng nói, cũng không nhìn thấy là ai thi triển ý giai đấu kỹ. Nhưng mà trong đó, có một loại ý giai đấu kỹ, lại là có thể xác định, đó chính là đấu kỹ cực kỳ nổi danh ở trong tộc, Kim Đế Cự Bạo Thương. Kim Đế Cự Bạo Thương là ý giai sơ cấp đấu kỹ, chính là mấy lần Tiêu tộc khảo thí thi đấu, thấy được người đứng thứ hai trong một số cuộc thi thử nghiệm, Tiêu Dũng có được trong Tiêu tộc, những người đủ điều kiện để học các kỹ năng chiến đấu cấp y giai, phải giành được một trong ba người đứng đầu trong cuộc thi gia tộc được tổ chức, cứ sau 100 năm trong gia tộc mới có tư cách tiến vào đấu kỹ điện. Người mặc áo choàng trắng không biết, nhưng không có một trưởng lão nào tin là Tiêu Viêm có thể thi triển y giai đấu kỹ. Thế nhưng, Tiêu Viêm có thể thoát khỏi Tiêu Dũng, với thực lực nhị tinh đấu đế, đủ để cho bọn họ có thể tin tưởng điều đó. Tiêu Lập lúc này đứng lên, nghiêm nghị ra lệnh, Tiêu Dũng cấu kết địch nhân, truy sát đồng môn, dựa theo tộc quy, rút ra huyết mạch, trục xuất khỏi gia tộc. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, bắt giữ Tiêu Dũng. Giọng nói uy nghiêm của Tiêu Lập vang vọng trong đại sảnh, khiến tất cả các trưởng lão đều im lặng. Tiêu Lập trong tay vẫn như cũ, vút vút hai cái, chậm rãi nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, khả năng thế lực khác cũng đều chạy tới dãy núi Thiên Ma, mời các vị trưởng lão triệu tập nhân thủ, chúng ta xuất phát tiến về dãy núi Thiên Ma. Tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy, rồi lần lượt rời khỏi đại sảnh. Nhìn các trưởng lão rời đi, Tiêu Lập trong lòng cười lạnh một tiếng. Lơ lửng phía trên đỉnh núi Thiên Ma, có một cái cổng đá cao đến hơn 100 trượng, thoạt nhìn lại vô cùng kỳ dị. Bên trong cái cổng đá này, vô số năng lượng bàng bạc đã hình thành một cái xoáy năng lượng. Xoáy năng lượng kia liên tục quay tròn, nhưng cũng không tuân theo quy luật nào, mà những luồng năng lượng xung quanh đó cũng như bị hút vào bên trong cái xoáy ấy. Bởi vì sự xuất hiện của thông đạo dẫn vào di tích thượng cổ, hiện tại núi Thiên Ma đã biến thành chốn người người qua lại, cơ hồ trở thành tất cả quần hùng đến tề tự. Ở vị trí cách cửa đá chừng hơn 10 mét, chính là nơi dòng người cuồn cuộn đang tập trung. Phóng mắt nhìn ra xa, cũng chỉ thấy một mảnh đen nghịt, ánh mắt những người này đều chăm chú nhìn về phía cửa đá trước mặt, cũng đang mong mỏi chờ đợi, cổ lực lượng vô danh ngăn cản họ đi vào bên trong biến mất. Thế nhưng, đã đợi rất lâu, những cường giả kia vẫn chưa đợi được thứ bọn họ muốn. Có điều, cái tên Tiêu Viêm lại đang được lan truyền giữa đám đông. Đã qua mấy ngày, kể từ khi Tiêu Viêm đi vào bên trong cửa đá, đây cũng là chuyện mà người người có mặt ở núi Thiên Ma đều biết. Đối với chuyện hắn may mắn như thế, bọn họ đều tỏ ra vô cùng hâm mộ. Thế nhưng, Tiêu Viêm chỉ một mình một ngựa tiến vào, rất nhiều người lại càng cho rằng hắn sẽ có đi mà không có về. Vừa lúc này, biển người phía xa đột nhiên dao động, không trung bị xé toạc ra một vết, một đoàn người chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Những người mới tới này đều mặc y phục vô cùng kỳ dị. Hơn nữa, thứ khiến người ta chú ý hơn chính là mỗi người trong số họ đều có màu mắt và màu tóc khác nhau. Ai đó trong đám đông thốt lên, Huyễn Yêu tộc. Vô số người đều đổ mắt về phía người của Huyễn Yêu tộc mới tới kia, theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Ngay lúc nhìn thấy một người mặc quần áo màu đỏ, mắt và tóc cũng đều là màu đỏ,
tất cả đều nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh, khí tức và lực lượng thật sự quá cường hãn, rốt cuộc người của ngũ đại thế lực cũng xuất hiện, mà có lẽ, cũng chỉ có người của ngũ đại thế lực mới có thể phá vỡ luồng lực lượng, vẫn ngăn cản người ta tiến vào di tích thượng cổ kia. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía nam tử áo đỏ, đều hiện lên một vệt quỷ dị, người của Huyễn yêu tộc đều mang trong mình huyết mạch của yêu, thân thể cường hãn đến nỗi, ma thú bình thường cũng không thể sánh kịp, không những vậy, tộc nhân Huyễn yêu tộc còn có thực lực cực kỳ đáng ngờm. Người mặc áo đỏ kia tên là Yêu Tế, là một đấu đế tam tinh trung cấp, ở Huyễn yêu tộc, lão là một trong tà hữu trưởng lão, cũng được xếp hạng là một trong 10 cường giả mạnh nhất đến châu, không ngờ, sự kiện di tích thượng cổ lần này, lại có thể khiến vị này xuất hiện, quả thực khiến đám người có chút kinh ngạc, sau khi Huyễn yêu tộc tới, bốn tộc khác cũng lần lượt xuất hiện, trên vùng trời của núi Thiên Ma, thấy ngũ đại gia tộc đều phái cường giả có thực lực cùng địa vị cực cao tới, đám đông xung quanh đều có chút kinh hỉ, người của ngũ đại thế lực, phá vỡ lớp lực lượng kia, bọn họ liền có cơ hội tiến vào di tích thượng cổ. Đối với những bảo vật được cất giấu trong đó, đừng nói là những cường giả bình thường như bọn họ, ngay cả ngũ đại thế lực cũng thèm đến nhỏ dãi, Y Ma giáo, Thiên Minh cốc, Diệt tộc, Huyễn yêu tộc, Tiêu tộc, năm thế lực lớn của Đế Châu đều xuất hiện trên không trung, vô số ánh mắt đã tập trung trên người bọn họ, mà trong số năm thế lực này, thế lực mạnh nhất không phải cái nào khác, mà chính là Tiêu tộc, Y Ma giáo có Y Ảnh và mấy vị trưởng lão hộ pháp, thực lực của tất cả đều không yếu, phía sau bọn họ lại là người của Thiên Minh cốc, Minh Đế, Hùng Nguyên, Vân Phong và rất đông các đệ tử thượng tầng khác, nhìn qua Diệt tộc, đám đông lập tức nhận ra Diệt Thiên, cho dù ở Đến Châu này, cái tên Diệt Thiên vẫn có chút phân lượng, ai cũng đều hiểu một chuyện, phóng mắt nhìn khắp thế hệ trẻ tuổi của Đế Châu, người này cũng thuộc vào hàng thiên tài kiệt xuất, những người khác của Diệt tộc cũng không yếu thế hơn Diệt Thiên, đều là những cường giả có thực lực vô cùng cường hãn, lực lượng của Tiêu tộc là mạnh nhất, mấy bóng người vừa xuất hiện trên bầu trời, trong mắt vô số người đều lóe lên ánh sáng, Tiêu Lập và Tiêu Long sánh vai đi đầu, sau lưng bọn họ còn có thêm một đám cường giả khác nữa, các thế lực đều đã có mặt, biển người bên dưới cũng bắt đầu truyền ra những tiếng xì xào, lần này xem ra ngũ đại gia tộc đều mang tâm thế nhất định phải đoạt cho bằng được, đúng vậy, chỉ sợ lần này sẽ lại trở thành một trận tranh đoạt vô cùng kịch liệt rồi, lo chuyện đó làm gì, chỉ cần lực lượng đáng chết này biến mất, chúng ta liền cơ hội tiến vào loại di tích thượng cổ hùng vĩ này, cho dù không giành được bảo vật gì thì cũng coi như được no con mắt. Ừ, với ta đây còn mới là lần đầu thấy lối vào di tích thượng cổ đó, được vào xem cũng được rồi. Giữa tiếng nghị luận của đám đông, mấy nhân vật thượng tầng của ngũ đại gia tộc cũng bắt đầu chào hỏi nhau, đứng sau Tiêu Lập, Tiêu Long mang theo vẻ mặt cực kỳ khó chịu mà nhìn đoàn người của Y Ma giáo phía xa. Chợt ánh mắt của lão thình lình biến đổi, Tiêu Dũng vậy mà cũng là một trong số những người mà Y Ma giáo phái tới, tức thì Tiêu Long liền lộ ra vẻ giận dữ, lão đạp mạnh về phía trước, bàn tay xé không chộp thẳng về phía Tiêu Dũng đang đứng giữa Y Ma giáo, quát: "Tiêu Dũng, cái tên phản bội nhà ngươi!" Vừa thấy Tiêu Long đánh tới, Tiêu Dũng liền biến sắc, lực lượng đấu đế tam tinh của Tiêu Long cũng không phải là thứ hắn có thể chống chịu nổi, một chưởng nhìn như bình thường này đủ để đánh hắn đến mức trọng thương. Ngay lúc bàn tay khổng lồ của Tiêu Long gào thét đánh xuống, một cỗ lực lượng cường đại cũng dội ngược vào lòng bàn tay lão, Tiêu Long rút tay về, phẫn nộ nhìn về phía một người trung niên đứng phía trước Y Ma giáo quát: "Y Chấn Thiên, ta dạy dỗ tộc nhân của ta, liên quan gì tới ngươi?" Vị nam tử trung niên kia buông xõa mái tóc trên lưng, dáng đi nhìn hiên ngang, bên trong lại tản ra một cỗ khí tức ẩn chứa huyết tinh nồng đậm. Lão ta mỉm cười âm lãnh, nhìn về phía Tiêu Long đang phẫn nộ nói: "Hiện tại, hắn đã là một trong đệ tử hộ pháp của Y Ma giáo ta, ta sao có thể trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị người khác tàn sát chứ?" Tiểu Long nghe vậy thì càng thêm tức giận, lão đang muốn xông lên, một bàn tay hữu lực liền chộp lấy vai lão. Tiêu Long giận dữ xoay đầu lại, lão có chút không nhịn nổi. Y Ma giáo càng lúc càng thêm ngang ngược nữa rồi, thế nhưng, vừa thấy Tiêu Lập khẽ lắc đầu với mình, trong mắt cũng mang một tia sáng, nộ khí của Tiêu Long lập tức tiêu tan, Tiểu Long cũng không tiếp tục truy cứu, lão hừ lạnh một tiếng, rồi hất tay áo lên, xoay người qua chỗ khác, nhìn về phía cửa đá xa xa, Tiêu Long nhanh chóng bay đi. Trước đúng lúc này, một bóng dáng xinh đẹp chợt xuất hiện trong đội ngũ của Tiêu tộc, người này vừa tới, không gian xung quanh lập tức trở nên manh động, vô số ánh mắt nhao nhao chiếu về phía nàng, rồi bắt đầu bàn tán, thân ảnh xinh đẹp kia chính là Tiêu Kỳ, là người từng được xưng là thiên tài bậc nhất của Tiêu tộc. Trước khi Tiêu Viêm xuất hiện ở Tiêu tộc, mỗi lần thi đấu Tiêu Kỳ đều giành vị trí thứ nhất, cũng là người sở hữu thiên hỏa xếp thứ hai của Tiêu tộc. Mấy tháng trước nàng đã tới núi Thiên Ma tu luyện, hiện tại sự xuất hiện đột ngột của cửa đá trên bầu trời của núi Thiên Ma cùng chuyện đông đảo cường giả kéo tới cũng khiến nàng cấp tốc chạy về đây. Tiêu Kỳ vừa tới đương nhiên cũng thấy một màn tranh chấp của Tiêu Long và Y Ma giáo trước đó, biết nguyên nhân bên trong, nhất thời trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng của nàng liền khinh bỉ ném về phía Tiêu Dũng đang đứng cùng Y Ma giáo. Vô số ánh mắt quanh đây đều nhìn về phía Tiêu Kỳ, gương mặt của nàng mang theo những đường nét thanh tú, mái tóc dài thả sau lưng chậm rãi rung động, trong những ánh mắt dừng trên người Tiêu Kỳ, có cái thưởng thức, có cái ghen tị, mà cũng có cái xem lẫn kinh diễm, thậm chí còn có cái mang theo sự ghen ghét, đố kỵ, với dung mạo cùng thiên phú hiếm có của nàng. Thế nhưng, đối với những ánh mắt này, Tiêu Kỳ dường như đã quá quen thuộc, nàng trực tiếp bay thẳng về phía Tiêu Lập, lão tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức của nàng, rồi chậm rãi xoay người lại, thấy Tiêu Kỳ một thân áo xanh, Tiêu Lập mở miệng nói: "Tiêu Kỳ, ngươi cũng tới?" Tiêu Kỳ khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía cánh cửa đá, tản ra khí tức thần bí và cổ xưa, vừa hỏi: "Ra ra, cánh cửa đá này là sao vậy?" Tiêu Lập trả lời: "Đây là di tích được giấu bên trong núi Thiên Ma, một tiểu bối mới tới của tộc ta, vừa ngẫu nhiên phát hiện được nó." Tiêu Kỳ nghe thế thì có chút không hiểu mà hỏi lại: "Tiểu bối mới tới tộc ta?" Tiêu Lập cười khổ một tiếng nói:
sau khi ngươi đi, đã có rất nhiều thứ xảy ra ở Nguyệt Cốc, e rằng là chuyện khiến ngươi hơi khó tiếp nhận. Tiêu Kỳ nghe thế thì giật mình, đôi mắt của nàng nhất thời mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cấp bách. Tiêu Kỳ hỏi, trong tộc đã xảy ra chuyện không may sao? Tiêu Lập nhẹ nhàng đáp, thật ra cũng không tính là chuyện gì xấu với Tiêu tộc, mà nói, đây có lẽ là chuyện không thể tốt hơn. Tiêu Kỳ lại hỏi, cái gì? Chẳng lẽ trong mấy tháng con ra ngoài, trong Tiêu tộc lại xuất hiện thiên tài mới? Tiêu Lập bất đắc dĩ cười khổ, trong mấy tháng ngắn ngủi này, sự xuất hiện của Tiêu Viêm đã phá vỡ không khí bình tĩnh vốn có của Tiêu tộc. Lão kể lại mọi chuyện từ khi Tiêu Viêm tiến vào Đấu Đế Đại Lục, đến khi hắn đến núi Thiên Ma lịch luyện cho Tiêu Kỳ nghe. Nghe xong, Tiêu Kỳ liền khiếp sợ mà nhìn Tiêu Lập thốt lên, người nói Tiêu Viêm kia phá vỡ kỷ lục thủy tổ lập nên sao? Trước đó, khi Tiêu Kỳ mới tiến vào Đấu Đế Đại Lục, lần tu luyện đầu tiên của nàng chỉ vẻn vẹn có hơn nửa tháng, ở Tiêu tộc, thành tích như vậy đã rất đáng gờm rồi, vậy mà thành tích của Tiêu Viêm lại vượt xa thành tích vốn khiến nàng vẫn luôn kiêu ngạo kia, bởi vậy, Tiêu Kỳ làm sao có thể không khiếp sợ, chỉ dựa vào một điểm này, thiên phú của Tiêu Viêm cũng đủ áp đảo Tiêu Kỳ rồi. Cùng lúc này, ở trong mộ địa ma vực, một huyết nhân đang ngồi đó, thân thể hắn lúc này tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, huyết nhân tựa như ác quỷ này, không ai khác chính là Tiêu Viêm, đang trong quá trình hồi phục đấu khí. Vào lúc này, Tiêu Viêm lại đột nhiên mở mắt ra, một tia sáng màu vàng nhạt hiện lên trong mắt hắn, rồi chậm rãi ẩn xuống chỗ sâu nhất của con ngươi, đấu khí vốn đã cạn kiệt, một lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn theo tầm mắt chạm lão về phía xa kia, trong lòng cũng nao nao, từ phía đó, hắn có thể cảm nhận được, một loại năng lượng thần bí lại cường đại nào đó đang đánh về phía mình. Sắc mặt chạm lão đột nhiên có chút ngưng trọng, lão nói, có thứ đang đến, ta không thể giúp ngươi được, ngươi phải tự giải quyết đi, cẩn thận một chút, ta trở về trong tháp trước. Tiêu Viêm trợn mắt nhìn chạm lão một chút, liền thấy thân hình lão hơi chấn động, rồi biến mất khỏi vị trí mảnh không gian. Cùng lúc chạm lão biến mất, kim quang bên người hắn cũng chấn động, đương nhiên, chính là Long Ý đã khôi phục lại, nó từ bên trong tử thần hư linh tháp đi ra. Long Ý cũng mang theo vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía không gian huyết sắc ở xa xa kia, dường như nó cũng cảm nhận được, cỗ lực lượng mơ hồ đang đến gần bọn họ, không bao lâu. Sau đó đột nhiên Tiêu Viêm chỉ nghe oanh một tiếng, một cái khe nứt cực lớn, đã xuất hiện trên mặt đất, từ trong khe nứt mới hình thành này, một con rắn hai đầu khổng lồ, liền nhô nửa người trên ra, chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm, miệng của nó vừa hơi mở ra, một âm thanh gào thét cực lớn, cùng sóng âm dữ dội đã vang vọng khắp không gian. Âm thanh mang theo loại sóng âm đặc biệt này, chấn động đến nỗi, khiến cho linh hồn Tiêu Viêm cũng có chút đau nhức. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, chăm chú nhìn con rắn hai đầu khổng lồ trước mặt, trên mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Tiêu Viêm lẩm bẩm, thứ chết tiệt này, là loại quái vật gì chứ? Long Ý cũng nhìn chầm chầm về phía con song đầu xà kia, trên mặt thoáng lướt qua một vẻ lăng lệ, nó không chút do dự đạp mạnh xuống đất, thân hình bắn ngược lên, hóa thành một vệt kim quang lôi long dài trăm trượng xuất hiện, gào thét lao về phía con rắn hai đầu, vừa mới chui ra từ cái khe nứt kia. Âm thanh thú giống cực lớn quanh quẩn khắp một vùng, Long Ý hóa trở lại bản thể, bộc phát những tia lôi điện màu vàng to như cánh tay, lao mạnh về phía con rắn hai đầu kia. Cái miệng cự đại của Long Ý phát ra những tiếng gào thét, thân thể của nó lao lên, rồi lại co rụt lại, tức thì đã kéo thân thể dài chừng 10 trượng của con rắn hai đầu kia ra khỏi lòng đất, rồi hất văng nó ra sang mấy trăm trượng. Con rắn hai đầu đột nhiên bị công kích, cũng không kịp trở tay, nó vội lắc người một cái để ổn định thân thể, rồi hung hăng gầm thét một tiếng về phía Long Ý. Thế nhưng Long Ý căn bản không để con rắn hai đầu kia có cơ hội thở dốc, nó nhanh chóng đuổi sát tới, một đạo lôi quang hiện lên giữa không trung, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay mà đập thẳng xuống. Đối diện với công kích vừa nhanh vừa mạnh như thế, con rắn hai đầu cơ bản không có sức lực chống cự, khí tức của nó không những yếu hơn Long Ý nhiều, mà con rắn hai đầu tựa hồ còn có vẻ sợ hãi trước uy áp của Long Ý, trước thế công mãnh liệt của Long Ý. Trên mặt Tiêu Viêm cũng thoáng hiện lên vẻ chấn kinh, sức mạnh của Long Ý hiện tại chắc chắn đã vượt lên trên hắn. Lúc này kim lôi nện xuống, con rắn hai đầu lập tức bị đánh đến huyết nhục tan tành. Tiêu Viêm nhìn bộ dạng hiện tại của con rắn kia thì cũng nhịn không được mà chép miệng một cái. Sau khi con rắn hai đầu bị Long Ý dùng một kích đập chết, mùi máu tươi xung quanh không chỉ đậm lên mà huyết khí cũng bắt đầu dao động dị thường. Lực lượng quỷ dị này đương nhiên cũng bị Tiêu Viêm phát hiện, hắn lập tức nói, Long Ý, nhanh rời khỏi nơi này. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm liền hít một ngụm khí lạnh, hắn có thể cảm nhận được vô số đạo khí tức đang bắn về phía bọn họ với một tốc độ cực nhanh. Tuy những khí tức kia không tính là quá mạnh, nhưng số lượng lại nhiều đến kinh người. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn thoáng cảm giác được một tia khí tức cực kỳ mờ mịt ẩn chứa giữa vô số đạo khí tức kia. Long Ý nghe vậy cũng không chần chừ, thân thể nó vừa chuyển một cái đã kéo Tiêu Viêm lên rồi mạnh mẽ lao đi. Vô số đạo khí tức kia cũng nhanh chóng vọt theo truy đuổi Long Ý và Tiêu Viêm. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị buông tay quyết thử đánh cược một phen, trong đầu hắn lại lóe lên một đạo tin tức, cảm thụ luồng thông tin đột nhiên xuất hiện. Tiêu Viêm cũng hơi ngẩn ra, hắn có chút kinh ngạc lẩm bẩm, đây là Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Hoàng Tuyền Thiên Nộ này hiển nhiên cũng không giống với Hoàng Tuyền Thiên Nộ lúc trước của hắn. Tiêu Viêm vừa mới nghĩ đến đây, bên tai cũng chuyển đến giọng nói của Trạm lão, ta đã giúp ngươi chỉnh sửa Hoàng Tuyền Thiên Nộ này, dù so với đấu kỹ thiên giai nó còn kém xa, nhưng uy lực hiện tại cũng đã vượt xa Hoàng Tuyền Thiên Nộ trước đó. Đấu kỹ linh hồn này có thể khiến tốc độ của những khí tức kia chậm lại, những chuyện sau đó đều phải dựa vào bản thân ngươi thôi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chấn định, rồi bắt đầu tu tập Hoàng Tuyền Thiên Nộ mà Trạm lão thay đổi. Long Ý tựa hồ cũng hiểu ý, nó phát huy tốc độ đến mức tối đa, tranh thủ cho Tiêu Viêm chút thời gian. Thế nhưng tốc độ của tầng mây phía sau cũng càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa nó với Long Ý cũng chỉ có vài trượng,
hai người có thể nghe thấy những âm thanh quỷ dị truyền ra từ bên trong tầng mây, tiếng rít rít không ngừng vang khắp không gian, khiến người ta nghe mà lông tóc đều dựng ngược cả lên. Tầng mây kia tựa như vật sống, nó chăm chú theo sát sau lưng Long Ý, mà huyết khí xung quanh tựa hồ cũng bị tầng mây chấn áp mà trở nên ngưng trệ, có một phần ma huyết khí thậm chí còn trực tiếp bị kéo vào bên trong tầng mây. Thấy tầng mây phía sau càng ngày càng trở nên khổng lồ, Long Ý cũng cảm giác được mức độ nguy cấp của tình hình. Đúng lúc này, đột nhiên một trận sóng âm chấn nhiếp linh hồn thình lình trào ra khắp nơi, tựa như một cái vòi rồng, trận sóng âm nhanh chóng cuốn sạch tất cả linh hồn. Trong cả một vùng không gian rộng lớn, nơi phát trận sóng âm kia, chính là Tiêu Viêm vốn đang nhắm mắt tu tập, hai mắt của hắn cũng chậm rãi mở ra, miệng hơi mở lớn, một loại sóng âm cực mạnh không ngừng bộc phát từ trong miệng hắn. Đạo sóng âm linh hồn này, chính là Hoàng Tuyền Thiên Nộ mà Trạm lão đã thay đổi. Hoàng Tuyền Thiên Nộ bộc phát, mấy huyết sắc khổng lồ cũng bị chấn động không nhỏ. Theo sự dao động không ngừng tăng lên của sóng âm, tầng mây nhìn như vật thật kia liền vỡ ra từng mảng. Tiêu Viêm mới chỉ vừa tu tập bản thay đổi của Hoàng Tuyền Thiên Nộ, có điều, dù có thay đổi như thế nào, nó cũng sẽ không tách rời bản chất vốn có. Thêm nữa, hắn cũng hiểu rất rõ Hoàng Tuyền Thiên Nộ này, nên mới có thể nhanh chóng sử dụng nó, mà không hề gặp chút cản trở nào. Nhìn tầng mây dày đặc cùng đạo khí tức mờ mịt ẩn bên trong kia, Tiêu Viêm cũng không dám buông lỏng. Tốc độ hiện tại của tầng mây hiển nhiên chậm hơn trước rất nhiều, nhưng nó vẫn còn rất nhanh. Đối với chút biên độ giảm đi của tầng mây, Tiêu Viêm cũng cực kỳ bất mãn. Hai mắt lộ ra một vẻ lăng lệ, sau khi hít sâu một hơi, Tiêu Viêm liền thả ra toàn bộ lực lượng linh hồn cường đại của mình. Một luồng sóng xung kích linh hồn lập tức như bão lũ càn quét khắp không gian. Lần này, Tiêu Viêm dường như đã dùng hết toàn lực lượng linh hồn cường đại của hắn, khiến uy lực của Hoàng Tuyền Thiên Nộ không ngừng tăng lên, mà tầng mây huyết hồng cũng phát ra từng đợt âm thanh bảo liệt. Bị một trận công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, tốc độ của tầng mây lập tức chậm lại, khóe miệng Tiêu Viêm rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hài lòng. So với Hoàng Tuyền Thiên Nộ mới được thay đổi này, Hoàng Tuyền Thiên Nộ trước đó quả nhiên không thể nào sánh kịp. Hiện tại, Hoàng Tuyền Thiên Nộ gần như đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ, uy lực cũng cực kỳ cường hãn, dù là cường giả thực lực đấu đế nhị tinh, e rằng cũng không muốn va phải phong mang của nó. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, thứ này không tồi. Hắn mỉm cười lại phát hiện Long Ý đã ngừng bay. Tiêu Viêm vội vàng quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khiếp sợ không thôi. Lúc này, trước mặt bọn họ là một mảnh đen kịt, vô số cái bóng đang ngọ ngậy trên mặt đất rộng lớn, hơn nữa một cái bóng kia đều dài tối thiểu mấy trượng. Một màn này khiến trán Tiêu Viêm thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, khiếp sợ nhìn khử trùng đủ loại màu sắc phía dưới. Tiêu Viêm thầm mắng, mẹ nó, chạy, chúng vào ô cổ trùng rồi. Dù khí tức của những con cổ trùng này cũng không tính là quá mạnh, nhưng bộ dạng ngọ ngậy nhung nhúc của chúng khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút vặn vẹo, chạy vào cái di tích cổ này đúng là chẳng phải chuyện tốt gì mà. Hắn nghĩ đến đây, phía sau lại chuyển tới từng đợt gầm rú. Tiêu Viêm vừa nghe những âm thanh kia thì cũng chấn động. Từ bên trong tầng mây huyết sắc phía sau, vô số cái bóng thật dài đã xuất hiện, mà những cái bóng dài này dường như cũng kéo tới sự chú ý của vô số cổ trùng. Bên dưới chúng nhao nhao ngẩng đầu lên, rồi phát ra những tiếng gào thét chói tai. Thấy vậy, hai mắt Tiêu Viêm sáng lên, ma thú trong tầng mây vẫn truy đuổi hắn, dường như đã xâm phạm vào địa bàn của mấy con cổ trùng kia, đây chính là cơ hội để hắn lợi dụng. Thế nhưng, Tiêu Viêm cũng biết vị trí của mình đang cực kỳ bất lợi, nếu hai bên đánh nhau, hắn chắc chắn sẽ bị trận chiến này làm liên lụy. Có điều, nói cho cùng, đây cũng sẽ là cơ hội tốt để Tiêu Viêm thoát khỏi sự truy đuổi của tầng mây kia. Thân hình của Long Ý hơi rung lên, rồi hóa trở lại hình người, mà sắc mặt Tiêu Viêm thì đang ngưng trọng, quan sát hoàn cảnh xung quanh, cẩn thận xem xét từng nơi một, cẩn thận quan sát đám cổ trùng bên dưới. Tiêu Viêm liền phát hiện, nãy giờ đám cổ trùng này chỉ đứng trong khu vực của chúng, cũng không lệch dù chỉ một chút. Lẽ nào, đám cổ trùng kia chỉ có thể hoạt động ở khu vực bên dưới khoảng không chỗ hắn đang đứng sau. Điều này lập tức khiến Tiêu Viêm chú ý đến, loại tình huống như vậy rất quỷ dị. Tiếp tục quan sát hai bên, hắn liền chuyển mắt về phía trung tâm của đám cổ trùng. Ở khu vực đó, số lượng cổ trùng rõ ràng lớn hơn xung quanh rất nhiều, mà những cổ trùng ở vùng trung tâm này cũng có thân thể lớn hơn những con bên ngoài. Không những thế, ở đó còn tỏa ra một loại khí tức cực kỳ khủng bố. Một con ma thú hình rắn trong tầng mây đã đuổi đến trước mặt Tiêu Viêm, những ma thú hình rắn xung quanh hắn cũng càng lúc càng nhiều. Tiêu Viêm trực tiếp vươn tay đánh nát những con đang lao tới kia. Loại ma thú hình rắn này vô cùng kỳ quái, thoạt nhìn liền cảm thấy chúng chỉ giống như những con rắn bình thường, nhưng xung quanh thân thể mỗi một con đều được bao bọc bởi một tầng ma sát huyết khí. Có lẽ tầng mây khổng lồ kia cũng được tạo thành như vậy. Thực lực của những con ma thú hình rắn này cũng không cao, nhưng vì số lượng quá đông đảo nên dù là kẻ nào cũng sẽ bị nó làm cho sụp đổ. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, Long Ý cũng đang hỗ trợ ngăn cản những con ma thú rắn xông tới. Khí tức của những con ma thú này và đám cổ trùng bên dưới đều tương đối thấp, chỉ tương đương với một nhân loại thực lực đấu đế nhất tinh sơ cấp. Tiêu Viêm một tay liền có thể đánh nát một con, nhưng vì số lượng thực sự rất nhiều nên dù Tiêu Viêm có hao hết đấu khí, hắn căn bản cũng không giết hết được tất cả bọn chúng. Hơn nữa, thứ khiến Tiêu Viêm càng kiêng kỵ hơn chính là đạo khí tức mờ mịt ẩn bên trong tầng mây. Hắn cảm ứng được đạo khí tức này có thực lực vượt xa bản thân hắn. Nếu ma thú hình rắn và cổ trùng trên mặt đất đánh nhau, khí tức kia tấn công hắn, điều này thực sự có phần không ổn. Nghĩ thế, Tiêu Viêm lại lẩm bẩm, cứ chống đỡ như vậy cũng không phải là cách. Dứt lời, hắn liền nhắm hai mắt lại, phóng thích linh hồn lực đế cảnh ra xung quanh, quét qua toàn bộ không gian. Đột nhiên, một vệt sáng lóe lên, Tiêu Viêm cũng lập tức chú ý đến nó. Hắn nhìn sang nơi thình lình phát sáng kia, vậy mà chính là vị trí ở trung tâm đám cổ trùng. Thấy thế, trong lòng Tiêu Viêm liền nổi lên chút hiếu kỳ, nhưng loại khí tức ấy lại khiến hắn không dám tùy tiện dùng linh hồn lực thăm dò.
Tiêu Viêm tiếp tục biến đổi thủ ấn, không ngừng đánh những ma thú hình rắn đang vọt về phía họ. Long Ý cũng không yếu thế, ma thú bị lôi điện kim sắc trong tay nó đánh trúng, đều bị đốt thành than, công kích của đám ma thú hình rắn càng lúc càng mạnh mẽ, số lượng cũng ngày một dày đặc, từng đợt không ngừng vọt về phía Tiêu Viêm và Long Ý. Trên mặt Tiêu Viêm xẹt qua những tia lăng lệ, quyền đấu mang theo đấu khí nồng đậm, không ngừng đánh trên không trung, xung quanh hắn, phàm là những ma thú bị nắm đấm của hắn đánh trúng, đều nhanh chóng bạo liệt, dù sao thì, chênh lệch đẳng cấp và thực lực giữa hai bên quá xa, những ma thú hình rắn, thực lực mới chỉ đạt tới đấu đế nhất tinh sơ cấp, chúng không có cách nào chống cự lại công kích của Tiêu Viêm. Hai thân ảnh một đỏ một vàng không ngừng lóe lên, giữa vô số những con ma thú hình rắn. Thế nhưng, số lượng ma thú thực sự rất nhiều, có giết cũng không hết được. Quanh người bọn họ, cũng nổi lên một tầng huyết vụ nhàn nhạt. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm từ từ tiêu hao, càng ngày càng trở nên ít ỏi, mà ma thú hình rắn vẫn đang không ngừng lao tới. Đạo khí tức mờ mịt ẩn giấu bên trong tầng mây, cũng đang nhanh chóng tới gần. Mắt thấy đấu khí đã gần như khô kiệt, ngay lúc Tiêu Viêm có chút khẩn trương, giọng nói của Trạm lão lại vang lên trong đầu hắn. Tiểu tử, mau dùng tụ linh chi, đến chỗ tia sáng kia đi, thứ kia là đồ tốt, nghe vậy. Trong mắt Tiêu Viêm liền lóe lên một sợi tinh quang, hắn tranh thủ thời gian, ăn tụ linh chi, đấu khí liền khôi phục trạng thái đỉnh phong, chỉ trong nháy mắt, thực ra, trong nháy mắt, tụ linh chi có thể giúp đấu khí hầu như đã tiêu hao không còn mấy, của đấu đế nhất tinh, khôi phục trạng thái đỉnh phong, nó là cực phẩm trong những dược liệu sơ cấp, thế nhưng, nếu xét cùng những dược liệu trung và cao cấp, tụ linh chi liền không là cái gì hết, đấu khí một lần nữa căng đầy, Tiêu Viêm vẫn có chút kiêng kỵ, khí tức khủng bố ở khu vực trung tâm đám cổ trùng kia, có điều, thử nghĩ một chút, thứ ngay cả Trạm lão cũng gọi là đồ tốt, tất nhiên có giá trị không nhỏ, bởi vậy sắc mặt Tiêu Viêm liền hơi trầm xuống, xem ra, hắn chỉ có thể liều một lần vậy, quyết định thế, Tiêu Viêm vừa vung tay, ngăn xung kích của ma thú hình rắn vừa nói với Long Ý ở bên cạnh, Long Ý, về tháp, nghe thế, Long Ý lập tức hóa thành luồng ánh sáng màu vàng, chui trở vào kim tháp, liền sau đó, trong đàn ma thú lại truyền ra một tiếng vang trầm thấp, mà bên ngoài cơ thể Tiêu Viêm cũng dần hiện ra những cây dị hỏa, những sợi dị hỏa kia bắt đầu vây quanh Tiêu Viêm, khiến toàn bộ cơ thể hắn được bọc trong một không gian do hỏa diễm tạo thành, đứng ở giữa đám ma thú, liền lộ ra vẻ vô cùng lóa mắt. Khi những con ma thú hình rắn xuyên qua đoàn dị hỏa của Tiêu Viêm, chỉ trong nháy mắt, chúng đã bị dị hỏa luyện hóa thành những bãi huyết vụ. Giữa những loại dị hỏa đủ màu, một tia lửa vàng nhạt bình thản lóe lên, tia hỗn độn thánh diễm màu vàng này vô cùng có linh tính, tự động lao vút về phía những ma thú xâm nhập. Phàm là những ma thú bị nó công kích, thân thể chúng liền trực tiếp bốc hơi. Tiêu Viêm lúc này lại thét lên một tiếng, liều mạng, dứt lời, thân hình hắn quỷ mị vạch ra một đường giữa bầu trời, phá không lao về chỗ tia sáng nằm giữa những con cổ trùng ở trên mặt đất. Có linh hồn đế cảnh quét qua xung quanh, Tiêu Viêm liền phát hiện những con cổ trùng ở khu vực bên ngoài mạnh hơn so với ma thú hình rắn, thế nhưng thực lực của những con cổ trùng kia cũng không mạnh hơn là bao, vô số cổ trùng đều chết dưới uy lực của dị hỏa, mà Tiêu Viêm cũng không gặp trở ngại nào, liền có thể xuyên qua khu vực bên ngoài đến gần vùng trung tâm. Hắn lại đột ngột đạp mạnh lên mặt đất một cái, cơ thể nhanh chóng vọt ngược lại, mặt đất cũng vì cú đạp này mà xuất hiện vô số khe nứt, một đạo khí tức cường đại mạnh mẽ đánh về phía Tiêu Viêm. Áp lực vô hình lại đè nặng như núi, đối mặt với công kích cường hãn như thế, đôi mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên có rút lại, hắn không có nhiều thời gian, muốn xông vào khu vực kia, cũng chỉ có một cơ hội duy nhất, mà cơ hội này cũng hoàn toàn dựa vào tốc độ. Dị hỏa hàng cổ xích bỗng xuất hiện trong tay Tiêu Viêm, rồi chỉ nháy mắt sau đó, đã biến lớn đến một mức dị thường, hung hăng nện về phía đám cổ trùng đông đúc đang trào tới, không ngoài dự liệu. Với thực lực hiện tại của hắn, đám cổ trùng kia cũng không có cách nào chống cự, chỉ cần bị dị hỏa hàng cổ xích đánh trúng, những con cổ trùng kia đều sẽ biến thành một bãi thịt nát. Tiếp đó, Tiêu Viêm lại tiếp tục hét lớn, Tam Thiên Lôi Động, tức thì, thân hình hắn hóa thành một đạo thiểm điện, lao nhanh về phía trung tâm. Cũng đã rất lâu rồi, Tiêu Viêm mới dùng đến loại đấu kỹ thân pháp như Tam Thiên Lôi Động mèo cào này, không ngờ, dùng nó để di chuyển ở đấu đế đại lục cũng có hiệu quả rất khá. Khoảng cách giữa hắn và khu vực trung tâm kia càng lúc càng ngắn lại. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp lại truyền ra từ giữa đám cổ trùng, đám tiểu bối các ngươi, khu vực cấm địa của mộ địa, há lại để ngươi tùy tiện xông vào. Giọng nói này, đương nhiên là truyền tới từ cổ khí tức khủng bố, mà trước đó Tiêu Viêm đã cảm nhận được, dù nghe thấy cảnh cáo kia, hắn cũng không có chút dấu hiệu dừng lại, thân hình vẫn duy trì tốc, ấn độ nhanh chóng xuyên qua không gian. Liền sau đó, bỗng một đạo hắc ảnh lại xuất hiện, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, công kích về phía Tiêu Viêm đang không ngừng lao tới. Cổ khí tức này vừa xuất hiện, Tiêu Viêm liền có thể cảm nhận được, nó ít nhất cũng là đấu đế nhất tinh đỉnh phong trở lên. Nghĩ thế, Tiêu Viêm liền xoay mạnh người, tránh khỏi công kích kia. Ngay sau đó, vô số bóng đen lại trực tiếp đánh tới, khiến Tiêu Viêm cũng phải chảy mồ hôi lạnh. Khí tức của những con cổ trùng cỡ lớn này đều vượt xa hắn, tình cảnh hiện tại của Tiêu Viêm là cực kỳ nguy hiểm. Dị hỏa hàng cổ xích trong tay hắn lật một cái, rồi cấp tốc vũ động theo một lộ tuyến quỷ dị, ngăn cản công kích của mấy con cổ trùng kia. Loại cổ trùng này được gọi là ma phệ hắc huyết trùng, chúng thường sinh trưởng ở những nơi có nhiều huyết khí như mộ địa ma vực này. Ma phệ hắc huyết trùng dùng cách thôn phệ huyết khí để lớn lên, thực lực của những con trưởng thành có thể đạt tới đấu đế nhị tinh, thế nhưng ở mộ địa ma vực này, chúng dường như bị cái gì đó hạn chế, thực lực của nó đều chỉ đạt tới đâu đến nhất tinh đỉnh phong. Nếu chỉ có một con, Tiêu Viêm dốc toàn lực cũng sẽ có chút tỷ lệ chiến thắng. Thế nhưng, nhìn số cổ trùng đếm không xuể kia, hắn còn sao mới có thể đối phó được. Hơn nữa, điều quan trọng nhất, chính là Tiêu Viêm phát hiện ra, tầng máu bao quanh thân thể mình,
đã bị huyết khí càn quét đến nỗi chỉ còn lại một lớp nhàn nhạt. Cứ như vậy mà tiếp tục, tình thế đối với hắn là cực kỳ bất lợi. Nếu Tiêu Viêm muốn xuyên qua mấy con ma phệ hắc huyết trùng mà chạy vào bên trong, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hiểu rõ tình hình, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Đã đến nước này, hắn cũng không thể từ bỏ. Hơn nữa, ở nơi đó còn có thứ tốt mà Trạm lão nói. Thấy Tiêu Viêm vẫn không có ý dừng lại, giọng nói đầy giận dữ của mấy con ma phệ hắc huyết trùng lại vang lên. Tiểu bối, là chính người muốn chết. Nghe lời này, khóe miệng Tiêu Viêm cũng kéo lên một biên độ kỳ dị. Hắn biết, những con ác trùng trước mắt này có nhục thể vô cùng cường hãn, đấu kỹ bình thường không thể gây tổn thương cho chúng. Bây giờ, thực lực của Tiêu Viêm đang là đấu đế nhất tinh trung kỳ đỉnh phong, đối đầu với ma vệ huyết trùng có thực lực hơn 2 cấp, hy vọng thắng của hắn gần như bằng không. Đúng lúc này, thân ảnh của Long Ý một lần nữa hiện ra, vừa thấy nó, suy nghĩ trong đầu Tiêu Viêm cũng cấp tốc vận chuyển. Hiện tại, ngược với hắn, nhục thể của Long Ý lại có thể liều một trận với những con ma vệ hắc huyết trùng này. Có Long Ý gia nhập, trận chiến liền có thêm chút hy vọng. Long Ý âm lãnh mà nhìn những con ma vệ hắc huyết trùng với thân thể to lớn đen xì xung quanh, trong tay nó chấn động một thanh trường, thương màu vàng đã hiện ra. Bây giờ, Long Ý đã bắt đầu nắm giữ được lực lượng của mình, có thể huyễn hóa ra vũ khí của riêng nó. Đối diện với ma vệ hắc huyết trùng, Long Ý cũng không có bất kỳ vẻ gì là sợ hãi, bởi nó cảm nhận được ma vệ hắc huyết trùng tuy có lực lượng mạnh hơn nó, nhưng nhục thể của chúng lại không cường hãn bằng. Cứ như vậy, chênh lệch giữa hai bên cũng không tính là quá lớn. Thấy Long Ý đột nhiên xuất hiện, mấy con ma vệ hắc huyết trùng đều hơi sững sờ, đám cổ trùng xung quanh càng lúc càng nhiều. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, xem ra muốn vào được khu vực trung tâm kia, hắn nhất định phải vượt qua cửa ải này. Dị hỏa hàng cổ xích trong tay Tiêu Viêm, rồi dùng toàn lực vung lên, nghênh đón đám ma vệ hắc huyết trùng, cự xích như nặng ngàn cân trong tay hắn, trực tiếp đánh một con ma vệ huyết trùng bay xa mấy chục mét. Xong xuôi, Tiêu Viêm khẽ cười lạnh nói, muốn mạng của ta sao, e rằng mình ngươi còn chưa đủ đâu. Bị một tiểu tử đấu đến nhất tinh trung kỳ đánh lui, ma vệ hắc huyết trùng liền có chút khó chấp nhận. Sau khi ổn định lại thân hình, nó lại hướng về phía Tiêu Viêm mà điên cuồng gào thét. Cùng lúc đó, đám ma thú hình rắn đông như kiến cũng lần lượt đuổi tới, bắt đầu giao chiến với bầy cổ trùng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi ở phía ngoài của tổ trùng, vô số xác chết của đám ma thú hình rắn đã xuất hiện. Những con cổ trùng có thực lực mạnh hơn một chút mở to cái miệng đỏ ngòm như một cái chậu máu, trực tiếp nuốt ma thú hình rắn vào bụng. Kích thước của cổ trùng to hơn ma thú hình rắn một chút, thôn phệ cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng trong tầng mây huyết sắc đang cấp tốc bay đến, những con ma thú hình rắn vẫn không ngừng tuôn ra, số lượng cổ trùng lại còn xa mới bằng đám ma thú hình rắn đông đảo, mà bị số lượng lớn ma thú hình rắn tiêu hao, sợ rằng không bao lâu nữa toàn bộ bầy cổ trùng sẽ bị đánh sập. Mấy con ma vệ hắc huyết trùng cũng ngẩng đầu lên, bọn chúng hiểu rất rõ chuyện này, tình cảnh hiện tại bắt đầu trở nên vô cùng bất lợi cho chúng. Nếu chúng còn ở chỗ này chiến đấu với Tiêu Viêm, toàn bộ cổ trùng cũng không kiên trì nổi bao lâu nữa. Ngay lúc đám ma vệ hắc huyết trùng đang không biết làm sao mới phải, một âm thanh tràn đầy ngạo khí liền vang lên, các ngươi đi ngăn cản đám ma thú bên ngoài, tên nhóc loài người này giao cho ta. Lời này vừa dứt, một đạo thân ảnh mang theo khí tức cường hãn đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh kia lơ lửng giữa không trung, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm và Long Ý. Đạo thân ảnh này có hình dạng cực kỳ kỳ quái, làn da của nó có màu xanh lục, ngũ quan cũng rất khó coi, hiển nhiên là một loài trùng chứ không phải con người. Có điều thực lực của nó đã đạt đến đấu đế nhị tinh, cũng có thể huyễn hóa ra hình dáng cơ bản của con người. Đối với thân ảnh xuất hiện trên không trung kia, ma vệ hắc huyết trùng tỏ ra vô cùng cung kính. Sau khi nghe lời kia, chúng liền nhao nhao nhanh ra vòng ngoài. Thấy thứ cường hãn hơn xuất hiện, Tiêu Viêm đành phải cười khổ một tiếng. Mà vừa lúc này, hai luồng tin tức lại tràn vào đầu hắn. Khóe môi Tiêu Viêm hơi cong lên quát, Hoàng Tuyền trưởng, Bạo Bộ, đây chính là đấu kỹ Trạm lão chỉnh sửa cho hắn. Xem ra lão vẫn là tùy thời chú ý đến tình trạng của Tiêu Viêm. Hai đầu kỹ kia đều là đấu kỹ cấp thấp, có thể nói chúng cũng chỉ là một cái kíp nổ, rồi được Trạm lão dùng thủ pháp quái dị hoàn thiện. Đối với Tiêu Viêm đã sử dụng vô cùng thuần thục, lại thêm ngộ tính của hắn cực cao, việc học được bản thay đổi chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tiêu Viêm phát hiện bản chất của Bạo Bộ đã có sự thay đổi, Trạm lão còn lấy cho nó một cái tên mới, Thuấn Bộ, thuấn gian di động, không phân biệt khoảng cách một loài ngắn, cao thấp, thích hợp để né tránh mọi hình thức công kích. Tiêu Viêm nghĩ đến đây, đạo thân ảnh giữa không trung lại mở miệng nói, tiểu bối, trận hỗn loạn này là do ngươi gây ra nhỉ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.